Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 251 tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thật là tới tìm cái kia tiểu đệ đệ sao? này địa đạo cũng thực rộng mở, quân Nguyễn vì có thể nhanh lên tới đối diện, nàng vẫn khởi kinh công. Lúc này nàng trong lòng nghĩ những người này chẳng lẽ là chuột chuỗi đầu thai không thành, chuyên môn dưới nền đất hạ đào động. Được rồi không đến một nén nhang thời gian nàng thấy phía trước địa đạo đã chạy tới cuối, sau đó rẽ trái qua đi. Chờ nàng đi ly chỗ hoặc càng ngày càng gần thời điểm, nàng nghe thấy được tiểu hài tử nói chuyện thanh cùng khóc nháo thanh. Quân Nguyễn Tâm đột nhiên nhắc lên, dưới chân càng nhanh. Nàng biết này tiếng khóc không phải nhà nàng cảnh sâm, nhưng nàng trong lòng không khỏi liền nghĩ có phải hay không nhà nàng cảnh sâm cũng ở chỗ này đâu nàng hảo hy vọng nhà nàng cảnh sâm liền ở chỗ này nàng chờ hạ là có thể thấy nàng nhi tử đừng xảo một người nam nhân hung ác thanh âm truyền đến lại xảo lão tử tấu bẹp các ngươi một chút những cái đó tiểu hài tử thanh âm trở nên nhỏ lên quân nguyễn từ không gian trung đem tay nàng thương đem ra sau đó trang thượng ống giảm thanh lúc này mới phóng nhẹ bước chân đi đến chỗ ngoặt chỗ nàng trước ló đầu ra nương trên tường dạ quan thạch nhìn thoáng qua này liếc mắt một cái khiến cho quân uyển tâm nắm lên ánh mắt cũng càng thêm âm lãnh nàng phỏng đoán đến tào quốc công bắt thật nhiều tiểu hài tử nhưng nàng không nghĩ tới hắn bắt nhiều như vậy tiểu hài tử quải quá công không gian lớn thật nhiều bên trong dùng đầu gỗ làm nhà giam liếc mắt một cái vọng không đến đầu bên trong tất cả đều là tiểu hài tử lúc này có mười mấy cái nam nhân đang ở nơi đó uống rượu nói chuyện phím ăn thịt nàng không biết nàng cảnh sâm có ở đây không đám hài tử này giữa nhưng nhìn lồng sắt những cái đó hài tử, nàng tâm đặc biệt đau. Này đó hài tử ở chính mình cha mẹ trước mặt đều là trong tay bảo, lại bị tào quốc công cái kia súc sinh nhốt ở này không thấy ánh mặt trời lồng sắt. Nàng không biết hắn trảo nhiều như vậy tiểu hài tử làm gì, nhưng hắn. Loại này cách làm đã vi phạm nhân tính, căn bản không xứng làm người. Phía dưới nhiều như vậy hài tử, khẳng định không ngừng như vậy vài người trong giữ, mặt trên nhất định cũng có người. Vì không rút dây động rừng, nàng đem súng lục thu vào không gian sau đó đem chính mình làm mê dược đem ra quân nguyễn chính mình ăn một viên giải dược sau trực tiếp thuấn di đến kia mấy người trước mặt không chờ bọn họ phản ứng lại đây liền hướng về bọn họ ném ra trong tay mê dược khi mấy người chính ở vào cao hứng trung đột nhiên trước mắt xuất hiện một nữ tử bọn họ hoảng sợ mà mở to hai mắt còn không có tới kịp kêu sợ hãi ra tiếng liền ngã xuống quân nguyễn vì phòng ngừa ngoài ý muốn điểm mấy người huyệt đạo nhà giam trung tiểu hài tử thấy quân Nguyễn đem khi dễ bọn họ người xấu cấp phóng đổ lá gan lớn một chút tiểu hài tử nhỏ giọng hỏi một câu ngươi là tiên nữ tỷ tỷ sao là tới cứu chúng ta sao quân nguyễn làm cái cấm thanh động tác nhìn những cái đó mang theo chờ mong ánh mắt hài tử nàng không đành lòng làm cho bọn họ thất vọng cũng là vì cho chính mình đột nhiên xuất hiện tìm một cái cớ vì thế hạ giọng nhỏ giọng nói các ngươi không cần nói chuyện tiên nữ tỷ tỷ chờ một chút tha các ngươi ra tới hiện tại tiên nữ tỷ tỷ muốn trước đem những cái đó người xấu đều đánh ngã Vừa rồi nói chuyện tiểu Nam hài nghe vậy chạy nhanh dùng tay bưng kín miệng. Quân Nguyễn thấy vậy rốt cuộc ở biết tiểu Cảnh Sâm bị cướp đi lúc sau lộ ra cái thứ nhất mỉm cười, cũng đối tiểu Nam hài giơ ngón tay cái lên. Lúc này, có tiểu một chút tiểu hài tử vẫn là khóc lên, nhưng hiện tại Quân Nguyễn cũng không thể đem bọn họ trước thả, rốt cuộc nàng liền chính mình một người, thế nào cũng đến chờ một chút tìm người tới mới có thể đưa bọn họ rời đi nơi này. Quân Nguyễn lo lắng tiểu Cảnh Sâm, dọc theo nhà giam từng cái mà tìm lên chính là đem sở hữu nhà giam đều tìm khắp cũng không nhìn thấy tiểu cảnh sâm bóng dáng tử tâm tỷ tỷ tiên nữ tỷ tỷ đang tìm cái gì đâu vừa rồi nói chuyện tiểu nam hài nhỏ giọng nói tỷ tỷ cũng không biết có lẽ có phải hay không ở tìm cái kia tiểu đệ đệ a à? Khi tiểu nữ hài suy đoán nói quân nguyễn tuy rằng ở không ngừng dọc theo nhà giam đi lại nhưng nàng vẫn là phân ra một tia tinh thần lực lưu ý chung quanh hết thảy đương nàng ở dưới không tìm được tiểu cảnh sâm đang chuẩn bị đến mặt trên thời điểm, đột nhiên nghe thấy kia tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài đối thoại, nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trên mặt lộ ra kinh hỉ, bọn họ nói tiểu đệ đệ là nàng cảnh xâm sao. Vì thế, nàng lập tức quay lại cùng nàng nói chuyện tiểu nam hài bên người, tận lực khiến cho chính mình thanh âm ôm nhu một ít, đối với tiểu nam hài bên người một cái bảy tám tuổi tiểu cô nương lộ ra một cái miễn cười, tiểu muội muội, người nói tiểu đệ đệ là bao lớn tiểu đệ đệ A. À? Hắn trông như thế nào? Bị quân Nguyễn mỉm cười cảm nhiễm tới rồi, tiểu nữ hài cũng lá gan lớn lên, tiên nữ tỷ tỷ ngươi thật là tới tìm kia tiểu đệ đệ sao? Đúng vậy. Quân Nguyễn tận lực sử chính mình không nên gấp gáp, nàng nhỏ giọng lại hỏi một câu, ngươi nói cái kia tiểu đệ đệ hiện tại ở đâu? Tuy là như vậy, nàng ống tay áo phía dưới tay bởi vì khẩn trương khiến cho móng tay đều khấu vào thịt, nàng đều không tự biết. Khi tiểu đệ đệ bị bọn họ nhốt ở mặt trên một gian trong phòng, chỉ là hắn mới vừa học nói chuyện, chúng ta căn bản là không biết hắn tên gọi là gì. Nghe đến đó, Quân Nguyễn đã thực khẳng định, bọn họ nói tiểu đệ đệ chính là nàng Cảnh Sâm. Các ngươi ngoan ngoãn mà ở chỗ này chờ, tỷ tỷ một lát liền trở về cứu các ngươi. Nàng dặn dò hai người một câu, lại không rảnh lo mặt khác, trực tiếp hướng về xuất khẩu chạy như bay mà đi. Ở không biết mặt trên dưới tình huống, nàng không dám trực tiếp thúng di đi lên, cho nên tính toán trước thám thính một chút mặt trên động tĩnh. Quân Nguyễn không có nghe được mặt trên truyền đến thanh âm, nhưng vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là từ không gian trung cầm một bao mê dược chọc vào trong tay sau đó trực tiếp thuấn di đến bên ngoài mới ra tới nàng liền phát hiện mặt trên đứng ba người chính trong tay cầm binh khí đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất một miếng đất gạch quân nguyễn không cần nghĩ ngợi mà đem trong tay mê dược ném hướng về phía kia ba người bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền hôn mê bất tỉnh quân nguyễn lúc này mới đánh giá liếc mắt một cái nàng hiện tại ra tới địa phương nguyên lai like xuất khẩu cũng là ở một gian trong phòng bất đồng chính là nơi này cửa động là ở phòng ở ai tường vị trí từ vừa rồi ba người cầm binh khí đối với cửa động quân uyển biết chính mình đã bại lộ vì thế nàng từ không gian trung lại lần nữa lấy ra một bao mê dược cùng súng lục chỉ là lần này đem ống giảm thanh đi nghĩ nếu đánh lên tới có lẽ có thể khiến cho điều tra cấm quân chạy tới nơi này hết thảy chuẩn bị hảo sau nàng trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài bên ngoài trong viện có không ít hộ viện cùng ám vệ thấy quân uyển ra tới bọn họ đều ngây người một chút bọn họ ngây người quân uyển nhưng không qua loa Nàng đem trong tay mê dược ném hướng về phía gần đây người. Tức khắc có mấy người ngã xuống. Lúc này, những cái đó ám vệ cùng hộ viện phục hồi tinh thần lại, đều rút ra trong tay binh khí hướng về Quân Uyển vọt lại đây. Quân Uyển trực tiếp hướng về những người đó xả kích lên, bang bang. Những cái đó hộ viện cùng ám vệ bị Quân Uyển trong tay thương kinh sợ một chút, nhưng cũng chính là trong nháy mắt chính là, ngay sau đó, bọn họ lại hướng Quân Uyển vọt tới, Quân Uyển cũng lại lần nữa nổ súng hướng bọn họ vọt tới đang ở nàng cùng những người đó dây dưa thời điểm, từ một chỗ trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiểu hài tử tiếng khóc. Quân Nguyễn nghe ra tới, đây là cảnh Sâm thanh âm. Tiếp theo, Thu Bạch ôm tiểu cảnh Sâm trực tiếp phá cửa sổ mà đi, hướng về nơi xa bay đi. Quân Nguyễn thấy tiểu cảnh Sâm là bị một cái mang theo mặt nạ hắc y nhân ôm bay đi, nàng đặc biệt sốt ruột, nhưng lại không dám hướng về phía người nọ nổ súng, sợ ngộ thương rồi tiểu cảnh Sâm, hơn nữa, trong viện dư lại những Cái đó ám vệ cùng hộ viện lại hướng về nàng vọt lại đây. Chương 252 tất cả đều diệt, một cái không lưu. Mắt thấy người nọ bay đi, nơi này lại còn có thật nhiều người không có giải quyết. Nghĩ đến dưới nền đất những cái đó tiểu hài tử, vốn dĩ chuẩn bị thuấn di đuổi theo người nọ quân viễn dừng bước. Nàng toàn thân tản mát ra sát khí, một bên bắn phá một bên lại từ không gian trung lấy ra một chi súng lục, sau đó đôi tay bắt đầu xạ kích, mỗi một thương đều phải một cái mạng người. Đúng lúc này chờ, cô ảnh cùng Tống Hoài An nghe thấy tiếng súng tìm lại đây. Hai người thấy là Quân Nguyễn cùng những cái đó bảo hộ sân ám vệ cùng hộ viện ở đánh nhau, bọn họ vội vàng cũng móc súng lục ra gia nhập chiến đấu, cũng càng ngày càng hướng về Quân Nguyễn dựa sát. Quân Nguyễn nghe thấy tiếng súng quay đầu thấy là cô ảnh cùng Tống Hoài An, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm lạnh nhạt nói, tất cả đều diệt, một cái không lưu. Nói xong trực tiếp thuấn di rời đi. Những cái đó còn ở làm cuối cùng dãy dụ ám vệ cùng hộ viện thấy Quân Nguyễn trực tiếp liền biến mất, sợ tới mức bọn họ hồn đều ném, nơi nào là cô ảnh cùng Tống Hoài An đối thủ hơn nữa lúc này đêm sát đám người bao gồm tống hạo nhiên cũng đều nghe thấy tiếng súng tìm lại đây ở tào quốc công phủ mặt diễm cũng tìm lại đây thái y đã cấp tào quốc công chẩn bệnh nói hắn không có tật xấu tào quốc công đang ở hướng mặt diễm thỉnh tội bọn họ lại đột nhiên nghe thấy được súng vang mặt diễm mệnh lệnh minh thiên coi chừng tào quốc công mà hắn nhanh chóng về phía vang lên tiếng súng địa phương tới rồi tào quốc công thấy vậy hoảng hốt lên nhưng hắn hiện tại lại cái gì đều làm không được mà Mặc Diễm cùng đêm sát đám người đuổi tới tiếng súng vang lên địa phương thời điểm, cô ảnh cùng Tống Hoài An đã đem nơi này dư lại người đều giải quyết. "Các ngươi chủ tử đâu?" Mặc Diễm nhìn thoáng qua không có quân Nguyễn thân ảnh, hắn sốt ruột hỏi. "Nhà ta chủ tử chỉ là công đạo nơi này người một cái không lưu, sau đó liền rời đi." Cô ảnh đáp lại. "Một câu." "Có đôi khi có một cái cường đại chủ tử cũng là thực bất đắc dĩ sự, người căn bản là bắt giữ không đến nàng bất luận cái gì tung tích." Ta tưởng nhà ta chủ tử hẳn là tìm được cướp đi tiểu chủ tử người, đuổi theo đi. Tống Hoài An cũng nói. Mặt diễm tán đồng Tống Hoài An nói, hắn nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, ngươi dẫn người đem này chỗ sân cẩn thận mà điều tra một chút, đặc biệt là kiểm tra một chút có hay không địa đạo gì đó. Nhà hắn uyển Nhi bổn hẳn là ở Tàu Quốc Công Phủ, cuối cùng xuất hiện ở chỗ này, nhất định là nàng phát hiện cái gì. Thuộc hạ tuân mệnh. Tống Hạo Nhiên mang theo người điều tra lên. Mặt Diễm phân phó xong liền hướng về sân bên ngoài bước vào, Tống Hoài An đám người cũng ra sân. Bọn họ cũng không biết quân Nguyễn hướng cái kia phương hướng đi rồi, đành phải phân công nhau hành động. Mà lúc này quân Nguyễn lợi dụng thuấn di, thực mau liền đuổi theo thu bạch. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, trước mắt mặt nạ nam tử cư nhiên chạy tới kinh thành một tòa huyền nhai biên, mà không phải hướng nơi khác bỏ chạy đi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện quân Nguyễn, thu bạch có trong nháy mắt khiếp sợ, sau đó thực mau liền khôi phục bình tĩnh hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn họ mặc bắt hoàng thượng sẽ thần không biết quỷ bất giác mà đã bị ám sát. Có như vậy bản lĩnh, lại có mấy người có thể ngăn lại nàng đâu. Thực đáng tiếc nàng cư nhiên thành mặt diễm nữ nhân, nếu bọn họ mặc bắt quân vương có thể đem nàng cưới tới tay nói, kia sẽ là như hổ thêm cánh. Hắn hiện tại thực may mắn hắn vẫn luôn không có coi khinh mặt diễm cùng hắn nữ nhân, nếu không hắn đã sớm toi mạng. Không cần lại đây, nếu không bổn tọa liền đem hắn ném xuống đi. Thu Bạch rút ra tiểu cảnh sâm quần áo hướng về huyền nhai vương tay. Mà tiểu cảnh sâm rõ ràng không thoải mái không nói, nhìn còn có chút sợ hãi, một cái kính qua lại vặn vẹo thân thể. Đương hắn thấy quân Nguyễn thời điểm, lại cấp khóc lên, không được mà kêu, mẹ ôm, mẹ ôm. Quân Nguyễn đứng ở Thu Bạch đối diện, nhìn. Hắn hành động, đau lòng hỏng rồi, nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ. Hỗn đảng này cư nhiên thương tổn con trai của nàng, quả thực tội không thể thứ. Quân Nguyễn lạnh mắt trừng mắt Thu Bạch lạnh giọng hỏi, ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta nhi tử? Thu Bạch nhìn quân Nguyễn lạnh lẽo ánh mắt không sợ chút nào, cười nói, không nghĩ tới ngân lan quốc công chúa có này bản lĩnh, sớm biết rằng bổn tọa khiến cho quốc gia của ta tiên hoàng đề chúng ta vương tử cùng ngân lan quốc kết thân, ha ha. Ha hả? Quân Nguyễn hừ lạnh một tiếng. Mặt bắt vương tử. Ai? Ha ly sao? Hắn cho rằng chính mình sẽ bụng đói ăn quàng đến là cái nam nhân liền gả sao? mà tiểu cảnh sâm tự hồ cũng đã nhận ra không khí dị thường, hắn dần dần mà đình chỉ khóc thúc thích, bất quá, hiện tại trên mặt hắn còn có lưỡng đạo nước mắt, nước mắt lưng tròng mà nhìn chầm chầm quân uyển, vẻ mặt vĩ khuất bộ dáng. Nhìn như vậy tiểu cảnh sâm, quân uyển trong lòng âm thầm thề, nàng nhất định phải vì nàng nhi tử báo thù, nhất định phải làm mặt bắt trả giá tương ứng đại giới. Nhưng trên mặt nàng biểu tình bất biến, ánh mắt không chớp mắt mà nhìn chầm chầm thu bạch cánh tay, sợ hắn sẽ bỗng nhiên buông tay, hoặc là làm ra thương tổn tiểu cảnh sâm sự như thế nào? Luyến tiếp đi. Thu Bạch hài hước mà cười nói. Quân Nguyễn không có trả lời hắn câu này không dinh dưỡng nói, ngữ khí như củ lạnh băng nói, nói nói ngươi điều kiện đi. Nghe được quân Nguyễn nói như vậy, Thu Bạch cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp thiết vào chủ đề, bổn tọa muốn Long Nguyên không hề đối mặt bắt xuất binh. Hảo, ai gia đáp ứng ngươi? Quân Nguyễn đối hắn dùng chính là ai gia, ý tứ là ta làm Long Nguyên Thái Hậu đáp ứng ngươi không hề xuất binh. Thu Bạch thấy quân Nguyễn như vậy dễ nói chuyện, nói tiếp, bổn tọa muốn các ngươi cái loại này vũ khí. Quân Nguyễn nhíu một chút mày, vẫn là nói, hảo thuyết, quay đầu lại ai Gia làm người cho ngươi chuẩn bị một phen chính là. Thu Bạch nghe vậy lắc lắc đầu, cười nói, không không không, không phải một phen. Là một vạn đêm, còn có cái loại này lực sát thương rất lớn cái loại này vũ khí. Quân Nguyễn biết hắn nói lực sát thương rất lớn vũ khí hẳn là bom, bất quá, hắn tự nhiên cùng nàng muốn một vạn đêm súng lục. Hắn đương nàng đây là tạo thiết khối sao. Bất quá, Quân Viễn không có nói không thể, mà là đáp ứng rồi hắn. Nàng hiện tại chủ yếu mục đích chính là cứu nàng nhi tử. Thu Bạch yêu cầu Quân Viễn cho hắn viết giấy cam đoan, Quân Nguyễn nhìn chính mình nhi tử vẻ mặt khó chịu, hơn nữa không ngừng dãy dụa, nàng thanh âm đều đang run rẩy, "Hảo, ta cho ngươi viết giấy cam đoan, ngươi trước đem ta nhi tử bế lên tới, nơi đó nguy hiểm." Thu Bạch nhìn thoáng qua chính mình trong tay dẫn theo tiểu cảnh sâm, hướng về phía Quân Viễn nói, "Ngươi trước viết, viết xong bổn tọa liền đem hắn còn cho ngươi." Quân Nguyễn nghe vậy, thấy Thu Bạch không đáp ứng chính mình, nàng cũng không hề nhiều lời, vội vàng từ ống tay áo lấy ra giấy cùng bút liền chuẩn bị viết. Đúng lúc này chờ, đột nhiên một tiếng thứ lạp thanh âm truyền đến, Quân Nguyễn sốt ruột ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thu Bạch bắt lấy tiểu cảnh sâm quần áo bị xé rách, không chờ Thu Bạch phản ứng lại đây, tiểu cảnh sâm liền bay nhanh về phía phía dưới rớt đi. Không cần Quân Nguyễn cùng loạn mà quát, người cũng trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Chương 253 thành công được cứu trợ. Thu Bạch cũng trố mắt ở, quần áo như thế nào liền phá đâu. Hắn trong lòng ám đạo, xong rồi, bọn họ mặc bắt lúc này hưu rồi. Đồng thời, mặt diễm mang theo những người khác cũng chạy tới nơi này, thấy được tiểu cảnh sâm cùng quân quyển trước sau rất xuống huyền nhai sự. Mặt diễm liền tạm dừng thời gian đều không có, dùng tới bình sinh nhanh nhất tốc độ vọt tới huyền nhai biên cũng nhảy xuống, thu bạch chỉ có thấy một đạo hắc ảnh, cũng chưa thấy rõ ràng người tới bộ mặt. Và dạ ảnh cùng đêm sát đám người cũng vọt lại đây, trực tiếp dùng thương nhắm ngay thu bạch thân thể mặt nạ phía dưới thu bạch vẻ mặt cười khổ, ngoan ngoãn bà thúc thủ chịu trói, không nghĩ tới. Khá tốt kế hoạch bị hắn cấp phá hủy. Mà dưới vực sâu, quân Nguyễn lợi dụng thuấn di mới vừa đem tiểu cảnh sâm tiếp được, liền nhìn đến một cái bóng đen hướng về các nàng vọt xuống dưới. Mặt diễm ở nhảy xuống sau, sợ đuổi không kịp quân Nguyễn mẫu tử, hắn còn dùng thiên cân trụy, khiến cho thân thể của mình cấp tốc xuống phía dưới rơi xuống, đương quân Nguyễn thấy rõ ràng rơi xuống người thời điểm, mặt diễm đã tới rồi hắn bên người, trực tiếp bắt lấy quân Nguyễn quần áo, đem các nàng mẫu tử kéo vào trong lòng ngực hắn, thời gian cũng chính là trong nháy mắt sự. Vốn dĩ mặt diễm dùng thiên cân trụy, rơi xuống tốc độ liền rất mau, hơn nữa quân viễn mẫu tử liền càng nhanh, mắt thấy muốn ném tới trên mặt đất, quân viễn trực tiếp đem bọn họ phụ tử mang vào không gian trong phòng khách. Tiến vào sau, quân viễn bởi vì khẩn trương, hơn nữa siêu phụ tại sử dụng tinh thần lực, nàng đầu đã choáng váng lên. Nàng sốt ruột đem tiểu cảnh sâm đặt ở trên mặt đất, chưa kịp xem mặt diễm liếc mắt một cái, mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Viễn Nhi mặc Diễm thấy quân Viễn hướng trên mặt đất đảo đi, hắn vội vàng một trảo kéo lại quân Viễn cánh tay, khiến cho nàng không có ngã trên mặt đất. Mặc Diễm thấy quân Viễn hôn mê qua đi, hắn vẻ mặt lo lắng, nhưng lúc này ở trong không gian, nơi này không có đại phu, hắn cũng sẽ không xem bệnh. Hắn hoảng hốt lên, vội vàng bế lên quân Viễn hướng về bọn họ phòng ngủ đi đến. Tiểu Cảnh Sâm nhìn rời đi Mặc Diễm cùng quân Viễn vẻ mặt ngốc, cha cha thấy Mặc Diễm không để ý tới hắn, hắn lại bắt đầu kêu mẹ mẹ, kêu vài thanh thấy quân uyển cũng không để ý tới hắn hắn viết miệng vẻ mặt ủy khuất mà nằm sấp xuống hướng về trong phòng bò đi lúc này mặt diễm đã đem quân uyển đặt ở trên giường lúc này nghe được quân uyển hô hấp tương đối đều đều hẳn là không có gì vấn đề lớn hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này hắn nghĩ đến tiểu cảnh sâm lúc này còn ở phòng khách đâu vội vàng xoay người chuẩn bị đi ra ngoài liền thấy được trần trụi thân mình đang cố gắng hướng trong phòng bò tiểu cảnh sâm mặt diễm vội vàng tiến lên vương hai tay bế lên tiểu cảnh sâm toàn thân kiểm tra rồi một lần, thấy hắn cánh tay thượng có mấy chỗ ứ thanh, địa phương khác nhưng thật ra không có bị thương, lúc này mới yên lòng, vẻ mặt từ ái mà nhìn tiểu cảnh sâm, ngươi cũng là lo lắng ngươi mẫu hậu sao. Tiểu cảnh sâm thấy mặt diễm rốt cuộc ôm hắn, hắn cao hứng nhất miệng cười, cũng quay đầu nhìn về phía trên giường quân uyển, chỉ vào nàng nói, mẹ. Hư mặt diễm đối tiểu cảnh sâm so cái tấm thanh động tác, chúng ta không cần quấy rầy ngươi mẫu hậu, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói, hắn đang chuẩn bị ôm tiểu cảnh sâm đi ra ngoài thời điểm trên tủ đầu giường mặt di động vang lên mặt diễm chạy nhanh đi qua đi cầm lấy di động ôm tiểu cảnh sâm hướng ra phía ngoài mặt đi đến mới vừa vừa ra đi hắn nhẹ nhàng mà đem cửa đóng lại lúc này mới ấn xuống tiếp nghe kiện cũng tới rồi phòng khách cô gia a lúc này điện thoại kia đầu truyền đến từ tuyết mính ôn hòa thanh âm tiếp theo nàng lộ ra mặt cũng thấy được mặt diễm trong lòng ngực tiểu cảnh sâm bà ngoại bé ngoan ngươi như thế nào không mặc quần áo a từ tuyết mính kinh ngạc nói. Nói xong nhìn về phía mặt diễm, cô gia A, người ngươi trước cấp cảnh sâm mặc cốt quần áo, này trần trụi thân mình tiểu tâm cảm mạo. Mặt diễm biết, từ tuyết mính nói cảm mạo chính là bọn họ nơi này nói phong hàng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực còn trần trụi thân mình tiểu cảnh sâm, vội vàng giải thích một câu, mới vừa cho hắn tắm rửa xong, ta hiện tại liền cho hắn tìm quần áo xuyên. Nói xong, hắn đem điện thoại cho tiểu cảnh sâm, mà hắn cấp tiểu cảnh sâm tìm quần áo đi bị dùng miệng tắm rửa xong tiểu cảnh sâm nhìn di động đối diện từ tuyết mính nải thanh nải khí mà kêu bà bà ai từ tuyết mính nghe vậy cười khích lệ một tiếng chúng ta cảnh sâm giỏi quá khen xong sau hỏi tiếp một câu mụ mụ đâu lúc này mặt diễm cầm tiểu cảnh sâm quần áo cùng tả giấy đã đi tới nghe thấy từ tuyết mính nói hắn cung kính mà trở về một câu viễn nhi ở nghỉ ngơi đâu ngài phải có chuyện gì nói ta đi kêu nàng nói hắn cấp tiểu cảnh sâm mặc quần áo vào từ tuyết mính nghe thấy quân uyển ngủ rồi, cười nói, không cần, làm nàng ngủ đi, ta không nhiều lắm sự. Chính là thật dài thời gian không có cho các ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút. Kỳ thật là nàng hôm nay một ngày tâm thần không yên, lúc này mới không nhịn xuống cấp quân uyển gọi điện thoại, hiện tại biết bọn họ không có việc gì, nàng yên tâm. Hành, chờ uyển nhi tỉnh, ta làm nàng cho ngài đánh qua đi. Không vội khiến cho nàng hồi một cái, vội nói trước vội nàng. Chỉ cần nhà nàng Viễn Nhi không có việc gì, liền hảo. Từ tuyết mính cùng tiểu cảnh sâm lại nói trong chốc lát lời nói, liền treo điện thoại. Mặc diễm lúc này mới đem tiểu cảnh sâm đặt ở xe tập đi bên trong, hắn bắt đầu bắt đầu làm cơm. Mà lúc này bên ngoài, trừ bỏ đêm sát phụ trách đem thu bạch áp giải hồi long nguyên thiên lao ở ngoài, những người khác đều hạ tới rồi dưới vực sâu, bắt đầu thảm thức sưu tầm lên. Bọn họ tuy rằng thực lo lắng, nhưng lấy bọn họ đối bọn họ chủ tử năng lực hiểu biết, tất cả mọi người tin tưởng bọn họ sẽ không ra bao lớn vấn đề, hiện tại còn không có bị tìm được, hẳn là ở bọn họ chủ tử bí mật trong không gian đi bất quá cho dù như vậy bọn họ cũng không từ bỏ tìm kiếm thời gian cứ như vậy từng giọt từng giọt quá khứ bên ngoài người không có đình chỉ tìm kiếm mà không gian trung quân viễn thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại lúc này mặt diễm đã cấp tiểu cảnh sâm tắm rồi ra hai cơm nước xong liền cầm một cái ghế đặt ở mép giường cũng vẫn luôn ngồi ở chỗ kia chờ quân quyển tỉnh lại tiểu cảnh sâm cũng không có khóc nháo liền như vậy bị mặt diễm ôm lại trong lòng ngực nhìn ngủ ở trên giường quân quyển nếu không phải thấy quân Nguyễn hết thảy mạnh khỏe, mặt Diễm đã sớm banh không được tìm người hỗ trợ. Lúc này, nhìn đến quân Nguyễn mở mắt, mặt Diễm kích động mà đứng lên, cũng đem tiểu cảnh. Xâm đặt ở trên giường, Nguyễn Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Đói bụng sao? Tưởng uống nước sao? Quân Nguyễn nhìn về phía mặt Diễm vẻ mặt lo lắng ánh mắt, nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía tiểu cảnh Sâm, Nhi tử thế nào? Có hay không bị thương? Nói, nàng đứng dậy đem tiểu cảnh Sâm ôm vào trong ngực, cẩn thận mà kiểm tra lên yên tâm đi hắn rất tốt nhưng thật ra ngươi hôn mê mau một ngày mặt diễm đau lòng nói quân nguyễn đem tiểu cảnh sâm toàn thân kiểm tra rồi một lần lại cho hắn đem mạch ở xác định hắn chỉ là cánh tay thượng có ứ thanh địa phương khác không có việc gì sao lúc này mới yên lòng nàng nghe được mặt diễm nói nàng chính mình hôn mê một ngày sau nếu mày chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi phỏng chừng già dạ ảnh bọn họ chờ nóng nảy nói nàng liền chuẩn bị mang theo tiểu cảnh sâm cùng mặt diễm đi ra ngoài bị mặt diễm cấp ngăn lại không cần sốt ruột làm cho bọn họ nhiều chờ một lát cũng không sao ta hiện tại cho ngươi lấy dụng cụ rửa mặt ngươi liền ở trên giường rửa mặt liền hảo chờ ngươi cơm nước xong thân thể khôi phục không sai biệt lắm lại đi ra ngoài cũng không chậm quân nguyễn ông tiểu cảnh sâm còn điên điên tiểu cảnh sâm đậu tiểu cảnh sâm ha, ha 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 cười cái không ngừng ngươi xem ta hiện tại đã không có việc gì nàng đình chỉ động tác nói ngoan nghe lời mặt diễm sờ sờ quân nguyễn có chút tán loạn tóc ôn nhu hống nói ở tiểu cảnh sâm ngủ sau hắn đã dùng thang gấm cấp quân nguyễn toàn thân đều lau một lần chỉ có tóc hắn không có tẩy cũng không có sơ cho nên hiện tại nhìn có chút hỗn độn chương 254 hắn đưa cho chính mình như vậy một phần đại lễ nàng há có không trở về kính chi lý quân nguyễn nhìn mặt diễm vẻ mặt ôn nhu biểu tình nàng chỉ phải đồng ý mặt diễm nói cơm nước xong đi ra ngoài kiến nghị nhưng nàng kiên trì chính mình đi tắm rửa gian rửa mặt mặt diễm bất đắc dĩ chỉ phải nói, "Hảo, vậy ngươi đi thôi, đem nhi tử cho ta." Sau khi nói xong, Mạc Diễm nghĩ tới hắn mẹ vợ đánh tới điện thoại, vì thế cùng Quân Nguyễn. Nói một tiếng, "Ta đã biết." Quân Nguyễn đem Tiểu Cảnh Sâm đưa cho Mạc Diễm, nàng một lần nữa tìm một kiện quần áo vào tắm rửa giang. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới thời điểm, Mạc Diễm đã đem cơm bãi ở trên bàn cơm. Cơm nước xong, Quân Nguyễn cấp từ Tuyết Mính trở về cái điện thoại. Cũng chưa nói mấy câu, chỉ là báo cái bình an liền treo nàng nghĩ bên ngoài người nên sốt ruột vì thế dùng tinh thần lực quan sát một chút bên ngoài phát hiện chung quanh không ai sau nàng mới mang theo mặt diễn cùng tiểu cảnh xâm ra không gian sau đó trực tiếp thuấn di đến hoàng cung khuynh quân điện lúc này khuynh quân trong điện chỉ có lâm ma ma một người nôn nóng chờ đợi linh lan cũng đi theo dạ ảnh bọn họ cùng đi tìm kiếm quân uyển bọn họ đi đang lúc lâm ma ma tính toán lại lần nữa xuất ngoại mặt nhìn xem thời điểm liền thấy được quân uyển một nhà ba người xuất hiện ở trong phòng công chúa lâm ma ma kích động mà kêu một tiếng nước mắt tung hoành về phía quân uyển bọn họ chạy chậm qua đi ngài cùng tiểu chủ tử còn có thái thượng hoàng không có việc gì đi không có việc gì làm ngài lo lắng quân uyển nhìn nước mắt ngăn không được lâm ma ma an ủi nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nói nàng đôi tay duỗi hướng về phía tiểu cảnh sâm tiểu cảnh sâm thấy lâm ma ma một cái kính mà kêu bà bà quân uyển chạy nhanh đem trong lòng ngực tiểu cảnh sâm để hướng lâm ma ma đem tiểu cảnh sâm ôm vào trong ngực lâm ma ma nước mắt lưu lợi hại hơn trong miệng còn lẩm bẩm nói đều do lão nô không có đi theo hoàng thượng về sau lão nô không bao giờ rời đi hoàng thượng nhìn tự trách lâm ma ma quân nguyễn Quyên giải an ủi nói bà vú không liên quan ngài sự liền tính ngài đi theo cũng chỉ là nhiều một cái hôn mê người mà thôi lâm ma ma biết nhà nàng công chúa nói rất đúng nhưng nàng chính là không qua được trong lòng khảm luôn muốn nàng lúc ấy như thế nào liền không có đi theo đâu làm hại nhà nàng tiểu chủ tử chịu tội quân nguyễn thấy lâm ma ma cảm xúc hảo rất nhiều nàng nghĩ đến kia chỗ sân dưới nền đất tiểu hài tử cùng mặt diễm nói chuyện đó một bên lâm ma ma sau khi nghe được theo bản năng mắng một câu ai ngàn đau liền tiểu hài tử đều không buông tha quả thực xuất sinh không bằng quân nguyễn biết lâm ma ma vẫn là bởi vì tiểu cảnh sâm mới có này thất thố mặt diễm vẽ mặt túc xác việc này ta tới làm viễn nhi trước tiên ở trong cung nghỉ ngơi trong chốc lát buổi tối cùng nhau ăn cơm quân nguyễn gật gật đầu lúc này nàng nghĩ đến trảo nàng nhi tử đầu sỏ gây tội, người nọ bắt được sao? Ta muốn đi gặp hắn. Nàng cắn răng nói. Hắn đưa cho chính mình như vậy một phần đại lễ, nàng há có không trở về kính chi lý. Hẳn là bắt được, chờ Minh Thiên bọn họ trở về hỏi một chút sẽ biết. Mặt Diễm suy nghĩ một chút nói. Hắn cũng không phải quá rõ ràng, hắn mới vừa đến huyền nhai biên thời điểm liền thấy nhà hắn Uyển Nhi nhảy xuống, hắn căn bản là không kịp tự hỏi, càng đừng nói chú ý những người khác quân nguyễn nghe vậy dặn dò mặt diễm chờ bọn họ sau khi trở về phái người tới cùng nàng nói một tiếng mặt diễm vẻ mặt ôm nhu nói yên tâm đi mệt nói lại đi ngủ một lát mặt khác để lại cho vi phu tới liền hảo quân nguyễn hơi hơi mỉm cười gật gật đầu chờ mặt diễm rời đi sau nàng tính toán đi trước kỳ cửa hàng nhìn xem nói cho thương kiệt bọn họ một tiếng nàng đã trở lại có lần trước giáo huấn quân nguyễn trực tiếp đem lâm ma ma cùng tiểu cảnh sâm đưa vào không gian sau đó nàng hóa một cái trang xuyên một thân màu trắng áo gấm sau thuấn di đến kỳ cửa hàng kỳ cửa hàng lầu ba thượng một người đều không có quân nguyễn minh bạch thương kiệt bọn họ đều đi ra ngoài tìm bọn họ đi đến bây giờ còn không có trở về vì thế nàng mở ra sau cửa sổ từ không gian trung lấy ra bọn họ chuyên dụng đạn tín hiệu ra tới khả đi ra ngoài làm tốt này đó sau quân nguyễn đi xuống lầu chuẩn bị đi cách vách mỹ nhang phường nhìn xem trang hoàng thế nào trương trưởng quầy thấy từ trên lầu xuống dưới quân nguyễn đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó cung kính mà chuẩn bị cấp quân Nguyễn hành lễ, bị quân Nguyễn cấp dùng ánh mắt ngăn lại. Trương trưởng quầy chạy nhanh sửa lời nói, ngài đây là muốn đi ra ngoài sao? Ta đến cách vách, chờ bọn họ sau khi trở về làm cho bọn họ đến cách vách tìm ta liền hảo. Tiểu nhân minh bạch. Quân Nguyễn tới rồi cách vách sau, phát hiện đã trang hoàng không sai biệt lắm, phỏng chừng nếu không bao lâu thời gian nàng Mỹ Nhan Phường liền có thể khai trương. Lúc này, phụ trách trang hoàng người còn ở khu chiên gõ mỏ mà làm, bọn họ tuy không quen biết quân Nguyễn, nhưng xem quân uyển trên người sở phát ra khí thế liền biết này công tử không phải người thường. Hơn nữa xem quân uyển tiến vào qua lại nhìn tư thế bọn họ suy đoán không phải nơi này chủ nhân chính là thiếu gia gì đó, bọn họ liền càng không có ngăn trở quân uyển đến lầu 2. Lúc này dạ ảnh đám người về tới kỳ cửa hàng lúc sau, thông qua trương trưởng quầy bọn họ biết quân uyển ở cách vách Mỹ Nhan Phường, mấy người lại vội vàng tới rồi Mỹ Nhan Phường. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Mọi người xem thấy quân uyển hảo hảo, đều kích động hỏi đặc biệt là linh lan đều khóc lên hù chết nô tỳ may mắn ngài đã trở lại nếu không nhìn đầy mặt nước mắt linh lan quân nguyễn cười vỗ vỗ nàng bả vai nói nha đầu ngốc đối với ngươi chủ tử ta liền như vậy không tin tưởng sao linh lan lắc đầu nói mới không phải đâu nô tỳ biết chủ tử bản lĩnh lớn đâu nhưng nô tỳ chính là lo lắng sao sau khi nói xong nàng nghĩ tới tiểu cảnh sâm chạy nhanh hỏi chủ tử hoàng thượng không có việc gì đi không có việc gì yên tâm đi hắn hiện tại cùng lâm ma ma cùng nhau an toàn đâu nghe được tiểu cảnh sâm không có việc gì đại gia cũng phóng yên lòng dưới nền đất những cái đó tiểu hài tử thế nào quân nguyễn nhìn về phía cô ảnh cùng tống hoài an nàng rời đi thời điểm chỉ có bọn họ hai người ở cho nên nàng nhìn về phía hai người hồi chủ tử những cái đó tiểu hài tử bị tống thống lĩnh đưa đi kinh triệu phủ nha môn quân nguyễn gật gật đầu như vậy tốt nhất lúc này nàng nhớ tới kia một nam một nữ hai tiểu hài tử cũng không biết bọn họ tìm được chính mình người nhà không có nàng lúc ấy sốt ruột cũng không hỏi bọn hắn tên hy vọng bọn họ có thể tìm được chính mình cha mẹ đồng thời nàng cũng nghĩ đến trịnh an nhi tử cùng đặng tử duyệt muội muội vì thế nói thương kiệt ngươi mang theo đặng tử duyệt đến phủ nha đi tìm xem xem có hay không nàng muội muội thuận tiện nói cho trịnh an một tiếng làm hắn cũng cùng đi nhìn xem là thuộc hạ này liền đi làm chờ đại gia nói đều không sai biệt lắm đêm sát tiến lên nói chủ tử lão tiểu chủ tử người bị thuộc hạ đưa vào thiên lao, ngài muốn gặp hắn sao? Nga ở thiên lao a. Quân Nguyễn nghe vậy thần sắc không có biến, nhưng đêm sát đám người lại từ bọn họ chủ tử trong thanh âm nghe ra hận ý. Đây là bọn họ ở hắn chủ tử trên người chưa bao giờ cảm nhận được. Chương 255 Lăng Trì Chuẩn bị xe ngựa đi thiên lao đi. Quân Nguyễn đối đêm sát nói một câu sau nhìn về phía già dạ ảnh cùng cô ảnh, bất luận sinh tử, tìm được Hương Phi. Đúng vậy. Chờ ba người rời đi sau, quân nguyễn trong lòng cân nhắc muốn như thế nào đáp lễ người nọ thực mau đêm sát đem xe ngựa chạy tới mỹ nhan phường cửa quân nguyễn mang theo linh lan lên xe ngựa từ đêm sát giá hướng thiên lao bước vào trong lúc linh lan lo lắng tiểu cảnh sâm quân nguyễn đem nàng đưa vào không gian trung mà lúc này ngự thư phòng trung Tào quốc công quỳ trên mặt đất vùi đầu đến thấp thấp trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra tới mặc diễm lúc này không để ý đến hắn mà là đã hỏi tới bắt cóc cảnh sâm người Đường hắn biết được đêm sát đem người đưa vào thiên lao sau, hắn phỏng đoán nhà hắn Uyển Nhi hiện tại hẳn là biết người ở nơi nào, bất quá, hắn vẫn là làm Tống Hạo Nhiên đi một chuyến khuynh quân điện. Chờ Tống Hạo Nhiên rời khỏi sau, Mạc Diễm mới nhìn về phía Tào Quốc Công, ngữ khí lạnh băng, Tào Thông Hải, ngươi cũng biết tội. Nghe được Mạc Diễm âm trầm khủng bố thanh âm, Tào Quốc Công cả người run cái không? Ngừng, hắn run run rẩy rẩy nói, quá thái thượng hoàng tha mạng a. À. Tha? Ha hả, mặt diễm hừ lạnh hai tiếng ngươi liền hài đồng đều không buông tha trẫm như thế nào có thể tha được ngươi đâu mặt diễm vỗ mạnh lên bàn đứng lên thanh âm kia hỗn loạn tàn nhẫn liệt sợ tới mức tào quốc công thiếu chút nữa chết ngất qua đi thái thượng hoàng khai ân a à, vi thần cũng là nhất thời hồ đồ vi thần cũng không dám nữa mặt diễm lãnh đâu hắn liếc mắt một cái nói một chút đi ngươi muốn như vậy nhiều tiểu hài tử làm gì tào quốc công nghe được lời này một chút không dám lại cầu tình đem đầu thấp xuống không nói mặt diễm lạnh lạnh nói ngươi không nói chẳng lẽ trẫm liền ra không đến sao một khi làm trẫm ra được cái gì vậy ngươi liền chờ tộc nhân của ngươi giống như bọn họ kết cục hảo nghe vậy tào thông hải vội vàng nói những cái đó hài tử những cái đó hài tử đều là dùng để luyện đan hắn càng nói thanh âm càng nhỏ thẳng đến cuối cùng hoàn toàn không có thanh âm ngươi nói cái gì mặt diễm sắc mặt càng thêm âm trầm bạo nộ mà rống lên một câu hắn chỉ cho là bọn họ đem những cái đó hài đồng chọc tới chuẩn bị bán bạc, không nghĩ tới lại là dùng để luyện đan, hắn quả thực đáng chết. Tào Thông Hải nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ nói, chính là chính là. Là được nửa ngày hắn cũng không có dũng khí nói lại lần nữa, sợ mặt Diễm hiện tại liền đem hắn giết. Mặt Diễm áp lực chính mình lửa giận, nói, giúp ngươi luyện chế đang dược người là ai? Tào Quốc Công thấy đã tới rồi loại tình trạng này, hắn không dám lại có dấu giếm, là mặt bắt Quốc sư. A, à, Mặt Diễm hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn, mà là hướng về phía bên ngoài nói, người tới. Tào thông hải cấu kết ngoại bang tà tu, tàn hại chính mình quốc gia bá tánh, tội ác tày trời, phán vỡ vụn chi tử, tào gia tộc nhân trảm lập quyết. Tào quốc công nghe được mặt Diễm nói trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ngây ngẩn cả người. Vỡ vụn. Đó chính là đem hắn sống sờ sờ xé rách A. À. Khi còn. Không bằng trực tiếp đem hắn giết đâu chờ hai tên cấm quân lôi kéo hắn hướng ra phía ngoài mặt đi thời điểm hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại thái thượng hoàng cầu ngài khai ân a à, thần không dám thần cũng không dám nữa kéo xuống đi cấm quân mặt kệ Tào thông hải xin tha trực tiếp giá trụ hắn đi ra ngoài Tào thông hải không ngừng giải dụ nhưng căn bản không làm nên chuyện gì chờ Tào thông hải bị kéo đi rồi ngự thư phòng lại khôi phục an tĩnh mặt diễm nghĩ đến thiên lao bị giam giữ nhân hắn quyết định đi gặp hắn dám cướp đi con hắn kia hắn nên có gánh vác hắn lửa giận dũng khí hơn nữa nếu nhà hắn uyển nhi biết người nọ ở thiên lao nói nhất định cũng sẽ quá khứ mà lúc này đêm sát đã giá xe ngựa tới rồi thiên lao bên ngoài đêm sát đưa thu bạch lại đây thời điểm thiên lao quản sự gặp qua đêm sát biết hắn là thái hậu người bên cạnh vì thế phái một cái ngục cốt mang theo bọn họ tiến vào nhà tù ngục cốt trực tiếp đem bọn họ đưa tới giam giữ thu bạch địa phương đại nhân phạm nhân liền nhốt ở nơi này Quân Nguyễn nhìn về phía bên trong bị trói gô mà cột vào cây cục thượng thu bạch. Lúc này hắn cúi đầu, trên mặt mặt nạ đã không ở. Quân Nguyễn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, mở ra cửa lao. "Này." Ngục tốt vẻ mặt khó xử, nơi này đóng lại chính là quan trọng phạm nhân, một khi mở ra cửa lao bị hắn chạy nói, bọn họ ai đều đảm đương không dậy nổi. Cửa lao bên trong thu bạch nghe thấy Quân Nguyễn thanh âm hắn ngẩng đầu lên, thấy là hai tên nam tử, không có hắn nghe được cái kia thanh âm người chủ, hắn tức khắc hiểu được không nghĩ tới nương nương thuộc dịch dung cũng như vậy cao minh. Thu Bạch trong thanh âm đã có không cam lòng, cũng có bất đắc dĩ. Quân Nguyễn lúc này mới thấy rõ ràng Thu Bạch khuôn mặt. Người này nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, sắc mặt quát bạch, là cái loại này thường xuyên không thấy ánh mặt trời bạch, một đôi thâm thúy con ngươi lộ ra âm tà. Một bên ngục tốt nghe được bên trong phạm nhân nói trước. Mắt hai tên nam tử có một người là nương nương, hắn sợ tới mức một chút quỳ xuống, tiểu nhân. Tiểu nhân tham kiến nương nương đem chìa khóa lưu lại, ngươi đi xuống đi. Quân Nguyễn đạm mạc địa đạo. Tên kia ngục tốt chạy nhanh đem bên hông treo chìa khóa hái được xuống dưới đưa cho một bên đêm sát, sau đó rời đi. Đêm sát cầm chìa khóa mở ra nhà tù đại môn, quân Nguyễn cất bước đi vào. Nàng đôi mắt trước sau không có rời đi quá thu bạch. Như thế nào, nương nương là phát hiện bổn tọa so các ngươi long nguyên chiến vương gia tuấn Mỹ, cho nên thích bổn tọa sao? Thu bạch khiêu khích nói. Quân Nguyễn khóe miệng ngậm khởi một mặt châm chọc, đúng vậy, A gia là thích ngươi này đôi mắt. Thu Bạch sửng sốt một chút, hắn có một loại dự cảm bất hảo, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Theo thanh âm rơi xuống, Quân Nguyễn đã từ không gian trung lấy ra hai căn ngân châm trực tiếp cắm vào Thu Bạch trong ánh mắt. A à Thu Bạch kêu thảm thiết một tiếng, thống khổ mà dùng sức lay động khởi hắn thân mình tới, tiện nhân. Ngươi làm sao dám? Đúng vậy, ngươi làm sao dám? Quân Nguyễn nhìn Thu xem thường trong mắt chảy xuống tới huyết lệ, vẻ mặt lạnh nhạt con trai của nàng chính là nàng điểm mấu chốt, nếu ai động nàng điểm mấu chốt, nàng sẽ làm hắn cầu sinh không thể, muốn chết không thành. Quân Nguyễn lại từ không gian trung lấy ra mấy chi ngân châm ra tới, phân biệt rắc hướng về phía thu bạch toàn thân mấy chỗ đau huyệt, khiến cho hắn đau đớn phiên bội, lại phong bế thu bạch mấy chỗ tử huyệt, làm hắn sẽ không dễ dàng chết đi đồng thời, cũng không thể giải dụa. Tiếp theo từ không gian trung lấy ra một phen chủy thủ ra tới, nghe nói qua lăng trì sao. Quân Nguyễn khóe miệng gợi lên một mặt thị huyết miễn cười. Bởi vì đôi mắt đã bị chọc mù, Thu Bạch căn bản nhìn không thấy quân Uyển biểu tình, hắn chỉ có thể dựa vào quân Uyển phát ra thanh âm tới tìm kiếm nàng vị trí. Lúc này Thu xem thường tình chảy huyết, hướng về quân Uyển phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, bởi vì đôi mắt quá đau. Khiến cho hắn nói chuyện đều run rẩy lên, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Quân Uyển cho hắn giải thích nói, lăng trì chính là đem một người trên người thịt từng mảnh từng mảnh tước xuống dưới, thẳng đến tước đủ đau số mới thôi. Nếu ai ra không có nhớ lầm nói, có người nhiều nhất bị tước quá 3.600 đao, hôm nay a gia tưởng phá cái ký lục, nếu 3.600 linh một đao lúc sau, ngươi còn sống nói, ai gia liền không giết ngươi. Ngươi! Ngươi! Thu Bạch lúc này tâm đều rung lên, ngươi cái độc phụ, ngươi giết ta đi, giết ta đi. Quân Nguyễn không để ý đến hắn, mà là trực tiếp thanh đao ném cho đêm sát, ngươi tới. Cùng lúc đó, Mặt Diễm cũng đi tới Thiên Lao. Hắn mang theo Minh Thiên mới vừa đi tiếng Thiên Lao, liền nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết mặt diễm sợ quân nguyễn xảy ra chuyện nhanh hơn bước chân chờ tới rồi giam giữ thu bạch nhà tù cửa liền thấy đêm sát đang ở múa may trong tay lưỡi dao sắc bén đem thu bạch thịt từng mảnh từng mảnh tước xuống dưới mà nàng uyển nhi liền đứng ở nơi đó đôi mắt không nháy mắt mà nhìn mặt diễm tâm đau xót hắn biết lần này cảnh sâm bị kiếp nhà hắn uyển nhi thực tự trách cũng đối hắn có câu oán hận nhưng hắn không nghĩ tới nàng dùng như vậy phương pháp tới trừng phạt nàng chính mình uyển nhi mặc diễm kêu một tiếng nhanh chóng mà đi vào nhà tù sau đó đi lên trước ông lấy quân uyển cũng đem nàng đầu ấn hướng về phía chính mình kỳ thật nghe thấy tiếng bước chân quân uyển liền đoán được là mặt diễm nàng sở dĩ không có kịp thời xoay người sang chỗ khác một là bởi vì nàng mang theo trừng phạt dường như ở trừng phạt nàng chính mình nhị cũng là muốn nhìn một chút mặt diễm làm gì cảm tưởng theo ở phía sau minh thiên thấy đêm sát đang ở làm sự tình hắn theo bản năng đánh rùng mình một cái đau vốn dĩ kêu to thu bạch nghe thấy là mặt diễm thanh âm hắn chịu đựng trên người cùng đôi mắt truyền đến đau nhất Đem đầu chuyển hướng mặt diễm nơi đó, thanh âm run rẩy nói, "Chiến, Chiến vương là tới xem bổn tọa chết. Không chết, còn vẫn là tới xem ngươi nữ nhân có bao nhiêu ác độc." Vốn dĩ tưởng nói chuyện quân uyển, nghe được Thu Bạch nói, nàng nhắm lại miệng, liền như vậy tùy ý mặt diễm ôm nàng, bất quá, nàng thân mình có chút cứng đờ, mặt diễm cảm giác được. Hắn cúi đầu ở quân uyển đỉnh đầu hôn một chút, sau đó nhìn về phía đã thành một cái huyết người Thu Bạch, lưỡi khô đem hắn đầu lưỡi rút. Hắn nói âm vừa ra, cũng chưa dùng đêm sát động thủ, Minh Thiên liền rút kiếm hướng về Thu Bạch trong miệng đâm tới, tức khắc, màu đỏ tươi huyết theo Thu Bạch khóe miệng chảy xuống, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người cực kỳ. Thu Bạch lần nữa phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu lên, đêm sát từ hắn đôi mắt thượng đem quân uyển cắm vào đi ngân châm rút ra một cây, trực tiếp phong bế hắn á huyệt, cảnh này khiến hắn rút cuộc phát không ra một chút thanh âm. Lúc này, ở mặt diễm trong lòng ngực quân uyển ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt diễm, nàng trong mắt có mê mang cùng không xác định, ngươi không cảm thấy ta có chút tàn nhẫn sao. Mặt diễm tâm nắm một chút, nâng lên một bàn tay sờ lên quân uyển mặt, thanh âm ôn nhu cũng mang theo sủng nịch nói, hắn vốn chính là đáng chết người, nếu uyển nhi không đối hắn ra tay nói, vi phu cũng sẽ không khinh tha hắn. Quân uyển nghe vậy trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười, đây là từ cảnh sâm xảy ra chuyện lúc sau nàng đối mặt diễm lần đầu tiên cười, cười cười đôi mắt chảy ra nước mắt. Mặt diễm thấy vậy vội vàng dùng tay cho nàng sát nước mắt nhưng quân Nguyễn nước mắt tựa như khai áp vòi nước dường như, như thế nào đều ngăn không được. Nàng vương đôi tay ôm lên mặt diễm vòng eo, trực tiếp đem mặt che ở mặt diễm ngực phía trên, không tiếng động khóc lóc. Ngay lúc đó nàng ở nhìn thấy tiểu cảnh sâm ngã xuống trong nháy mắt, nàng trong lòng quả muốn tiếp được con trai của nàng, nhưng qua đi nàng càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi nàng liền càng hận cướp đi nàng nhi tử người. Nếu nàng lúc ấy không có tiếp được cảnh sâm nói, kia hậu quả nàng vô pháp tưởng. Tượng cho nên nàng muốn cho thương tổn nàng nhi tử người cũng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Mặc diễm không dám động, liền như vậy đứng ở nơi đó chờ quân viễn phát tiết trong lòng sợ hãi, mà hắn còn lại là vỗ nhẹ nàng phần lưng trấn an nàng cảm xúc. Chờ quân viễn cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, Mặc diễm chặn ngang bế lên quân viễn liền hướng ra phía ngoài đi đến, lâm đi ra ngoài thời điểm, hắn hướng về phía thi hình đêm sát nói, đừng làm hắn đã chết, lưu một hơi ở. Làm hắn dễ dàng chết đi tiện nghi hắn, hắn muốn cho hắn chính tay nghe được mặt bắt diệt vong sự lúc này thu bạch nơi nào có thể nghe đến mặt diễm nói gì đó hắn hiện tại tưởng ngất xỉu đều không thể đau hắn thật là cầu sinh không thành muốn chết không cửa mặt diễm ông quân nguyễn trực tiếp thượng hắn long liễn trở về hoàng cung tới rồi khuynh quân cửa đại điện thời điểm mặt diễm trước xuống xe ngựa chờ quân nguyễn ra tới muốn xuống xe ngựa thời điểm mặt diễm vương đôi tay ta chính mình có thể quân nguyễn buồn cười nói chính mình vừa rồi chỉ là tưởng phát tiếp một chút hắn thật đúng là đem chính mình đương tiểu hài tử đối đãi Mặt Diễm nhìn Quân Nguyễn cười ôm nhu, tự động đem Quân Nguyễn câu nói kia miễn dịch, vi phu muốn ôm Nguyễn Nhi đi vào, chẳng biết có được không có này vinh hạnh. Ha 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 Quân Nguyễn bị Mặt Diễm làm cho tức cười, hảo, bản công chúa liền cho phép ngươi ôm bản công chúa đi vào. Nói, nàng duỗi khai tay hướng về Mặt Diễm nhảy đi. Mặt Diễm vững vàng mà tiếp được Quân Nguyễn cũng đem nàng ôm vào trong lòng ngực hướng về Khuynh Quân Điện tẩm cung đi đến. Bên ngoài phụ trách quét tước sân cung nữ cùng thái giám thấy Mặt Diễm cùng Quân Nguyễn trở về, đều chạy nhanh cúi đầu quỳ xuống, tham kiến Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu. Từ ra xuân đào sự lúc sau, bọn họ đều cẩn thận chặt chẽ, sợ liên lụy đến trên người mình, hơn nữa bọn họ đều ở trong lòng đem xuân đào mắng không biết bao nhiêu lần. Mặt Diễm đem quân Nguyễn ôm vào tẩm cung lúc sau đem nàng đặt ở trên ghế, mà Mặt Diễm lại ngay. Tại chỗ quỳ xuống. Quân Nguyễn khiếp sợ mà kêu một tiếng, ngươi làm gì? Nàng đang chuẩn bị đứng dậy đem Mặt Diễm kéo tới, lại bị Mặt Diễm cấp đè lại. Nàng liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn Mặt Diễm. Viễn Nhi mặt diễm kêu một tiếng, đôi mắt tất cả đều là ấy nấy, hắn nghiêm túc nhìn quân Uyển, đáp ứng ta, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, đều không cần đi trừng phạt chính mình, được không? Quân Uyển Tâm cũng lậu nhảy một chút, nguyên lai like hắn biết, hắn biết nàng là ở trừng phạt chính mình. Không có nghe được quân Uyển trả lời, mặt diễm lại kêu một tiếng, Viễn Nhi. Ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta, là ta không có chiếu cố hảo nhi tử, khiến cho chúng ta nhi tử bị cướp đi, sai chính là ta, không phải ngươi, ta mới là cái kia nhất nên bị trừng phạt người. Ta liền quỳ gối nơi này, ngươi có thể lấy roi trừ ta, cũng có thể cầm đao chém ta, nhưng thỉnh không cần dùng như vậy phương pháp trừng phạt chính mình. Mặt Diễm lời nói thành khẩn hơn nữa mang theo khẩn cầu. Quân Nguyễn nhìn Mặt Diễm, nước mắt khống chế không được đi xuống lưu, nàng há miệng thở dốc lại không có nói chuyện, bởi vì nàng ít hầu đã nghẹn ngào khó chịu. Mặt Diễm thấy chính mình lại đem Quân Nguyễn cấp lộng khóc, hắn hoảng loạn dùng ống tay áo nàng trà lau nước mắt, Nguyễn Nhi, đừng khóc, ngoan, không khóc mắt thấy quân uyển nước mắt lại ngăn không được hắn dứt khoát đứng dậy hôn lên quân uyển gương mặt thẳng đến quân uyển không hề rơi lệ quân uyển có chút ngượng ngùng lên nàng cũng không biết làm sao vậy chính là trong lòng cảm thấy ủy khuất sau đó nước mắt liền không nghe sai sử mà đi xuống lưu chương 256 trăm cảm thấy hắn nói chính là thật vậy chăng lúc này bên ngoài truyền đến minh thiên thanh âm chủ tử lưu quân mang theo người ở ngự thư phòng cửa chờ đâu mặt diễm không có trả lời minh thiên nói mà là nhìn về phía quân uyển thấy nàng không hề khóc hắn chưa từ bỏ ý định lại kêu một tiếng uyển nhi quân uyển gật gật đầu yên tâm đi về sau sẽ không được đến quân uyển bảo đảm mặc diễm mới nói ở chỗ này chờ ta thật mau trở về tới nói xong mặc diễm liền ở quân uyển trên môi hôn một chút sau đó chuẩn bị rời đi lại bị quân uyển cấp gọi lại chờ một chút ta cũng muốn gặp người nọ nàng đột nhiên nghĩ đến cá huyện trước kia huyện lệnh tôn ở giữa phu nhân đã tới tôn ở giữa phu nhân cũng là chu cùng kịp phu nhân bên người ma ma nữ nhi tuy rằng bọn họ hiện tại người đều đã chết nhưng nàng vẫn là tưởng làm rõ ràng miễn cho lại lưu lại cái gì tai họa ngầm mặt diễm thấy quân nguyễn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng hắn đành phải gật đầu đồng ý cũng hướng về phía bên ngoài minh thiên nói đem người đưa tới nơi này đi bên ngoài minh thiên nghe vậy lên tiếng rời đi quân nguyễn mang theo mặt diễm tiến vào không gian lúc này lâm ma ma đang ở nấu cơm linh lan bồi tiểu cảnh sâm ở chơi đùa thấy quân nguyễn cùng mặt diễm tiến vào không gian linh lan đối hai người hành lễ tiểu cảnh sâm cũng loạn choạng thân mình hướng hai người đi tới linh lan vội vàng ở hắn phía sau che chở sợ tiểu cảnh sâm té ngã mẹ ôm tiểu cảnh sâm hướng quân nguyễn duỗi khai đôi tay ngoan làm cha ngươi ôm mụ mụ trên người dơ rửa sạch sẽ lại ôm ngươi quân nguyễn từ ái mà đối loạn choạng thân mình đi tới tiểu cảnh sâm nói một câu sau đó hướng về nhà ở đi đến mặt diễm cũng vương đôi tay chờ đi tới tiểu cảnh sâm Ai ngờ vừa rồi còn yêu cầu ông một cái tiểu gia hỏa, đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn nhìn duỗi khai cánh tay mặc diễm, lại nhìn nhìn hướng về nhà ở đi đến quân viễn, hắn trực tiếp thay đổi thân mình, bởi vì hắn đi còn không vững chắc, một môn ngồi xổm ở nơi đó, hắn dứt khoát cũng không đi, trực tiếp sử dụng bò truy hướng về phía quân viễn, không bò rất xa đã bị mặc diễm ôm trở về hắn nơi ngã xuống, khí tiểu cảnh xâm qua qua kêu to, đầu mọi người đều nở nụ cười. Quân viễn không có dừng lại bước chân, chạy nhanh tiến vào phòng. Linh Lan thấy tiểu cảnh sâm có người hống, nàng đi phòng bếp một khối cùng lâm ma ma nấu cơm. Trong phòng khách chỉ còn lại. Có trên mặt đất bò tiểu cảnh sâm cùng đứng ở nơi đó nhìn hắn bò mặt diễm. Tiểu cảnh sâm muốn tìm quân nguyễn, ở hắn mau bò đến quân nguyễn phòng thời điểm, mặt diễm liền đem hắn ôm trở về hắn nơi ngã xuống, y này lặp lại, thẳng đến tiểu cảnh sâm thử lại lần nữa run run rẩy rẩy mà đứng lên, hướng về quân nguyễn phòng đi đến, mặt diễm mới đi theo mặt sau, cũng cổ vũ tiểu cảnh sâm một câu. Mà trong phòng quân quyển nhanh chóng tắm rửa một cái, mới vừa đổi hảo quần áo liền nghe thấy môn bị gõ vang. Nàng đi tới cửa mở cửa sau, tiểu cảnh sâm trực tiếp từ bên ngoài phát tiếng vào, còn hảo quân quyển nhanh tay đỡ hắn, cũng đem hắn ôm lên. Tiểu cảnh sâm trực tiếp xoay đầu không hề đi xem phía sau mặt diễm. Ngươi lại khi dễ nhi tử. Quân viễn nghi hoặc hỏi. Nào có. Mặt diễm trang vẽ mặt ủy khuất, ta chỉ là làm hắn đi tới lại đây không cần bò mà thôi, ai biết hắn còn không cao hứng tiểu tử này hiện tại càng ngày càng không hảo mang theo quân nguyễn cho hắn một cái xem thường hắn nói lời này ai tin a à. đúng lúc này chờ linh lan lại đây kêu ăn cơm đây là tiểu cảnh sâm trở về bọn họ cùng nhau ăn để nhất bữa cơm lâm ma ma làm phong phú chút món ăn cũng tương đối tinh xảo ăn qua bữa tối lúc sau Mạc diễm cùng quân xông ra không gian đem lâm ma ma bọn họ lưu tại trong không gian trải qua hương phi phòng địa đạo việt quân nguyễn còn không biết này trong hoàng cung có bao nhiêu tiềm tàng nguy hiểm nàng quyết định trong khoảng thời gian này trước làm tiểu cảnh xâm bọn họ ở không gian trung đãi mấy ngày, chờ nàng đem hoàng cung hoàn toàn thanh tra sạch sẽ lại làm cho bọn họ ra tới. Minh Thiên đã sớm đem lưu quân cùng chu chúc thành tựu phụ thân mang lại đây, quân Nguyễn cùng mặt diễm ra không gian thời điểm liền cảm ứng được bên ngoài người. Đem người mang vào đi. Mặt diễm lạnh giọng hô một câu. Ngay sau đó, Minh Thiên mang theo một hơn 50 tuổi nam nhân cùng lưu quân đi đến. Hai người một đường cúi đầu, không dám tới hồi nhìn xung quanh, vào nhà sau liền quỳ xuống tấp mặt diễm cùng quân. Tuyển hành lễ, thảo dân, tiểu nhân tham kiến thái thượng hoàng, thái hậu. Quân Nguyễn cùng mặt diễm ai đều không có làm cho bọn họ lên, hai người chỉ là đàm luận vài câu không liên quan nói, sau đó liền đánh giá khởi quỳ gối nơi đó lão nam nhân tới. Khi lão nam nhân vốn dĩ chính là lần đầu tiến cung, vốn dĩ liền rất sợ hãi, hiện tại nhìn chính mình trước mặt này hai tôn đại Phật giống nhau nhân vật, càng là sợ tới mức toàn thân phát trung. Sau một lúc lâu, quân Nguyễn dẫn đầu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía quỳ nam nhân, trầm giọng nói một câu, ngươi là chu trúc thành tựu phụ thân. Khi nam nhân nghe vậy, đầu cũng không dám ngẩng lên, trung trung thân mình vội vàng lắc đầu giải thích nói, hồi thái hậu nương nương, chu trúc thành tựu hắn không phải thảo dân nhi tử, hắn là chu cùng kiệt nhi tử. Chu cùng kiệt nhi tử. Quân Nguyễn tuy có chút kinh ngạc, nhưng cảm thấy ở tình lý bên trong. Nếu không phải chu gia người nói, chu trúc thành tựu sẽ mạo chém đầu nguy hiểm tới cướp đi nàng nhi tử. Bất quá, cũng có khả năng là lão nhân này sợ Chu Chúc Thành tựu tội lỗi liên lụy đến hắn, cho nên hắn cố ý nói như vậy, cũng không phải không có khả năng. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Như có nửa câu lời nói dối, trẫm chém đầu của ngươi. Nghe được mặt Diễm uy hiếp tính 10 phần lời nói, lão nam nhân càng thêm hoảng loạn, hắn run rẩy mà nói, "Thảo dân nói thiên chân vạn xác, Chu Chúc Thành tựu sát thật không phải Thảo dân nhi tử." Ninh Thúy Nga cái kia tiện nhân ở gã cho Thảo dân thời điểm cũng đã có thai. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút ngẩng đầu lén lút nhìn lén liếc mắt một cái mặt diễm cùng quân uyển tiếp theo nói quân uyển lạnh lùng nói là 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 thảo dân nói thảo dân nói thảo dân tức phụ kêu ninh thúy nga nàng là chu cùng kiệt phu nhân trước mặt nha hoàng mà thảo dân kêu mục xuân nguyên bản là chu gia hạ nhân một ngày chu cùng kiệt nói cho thảo dân nói cho thảo dân nói một tức phụ lúc ấy thảo dân phi thường cao hứng đặc biệt là ở thành thân không bao lâu sau phải biết thảo dân tức phụ mang thai thảo dân càng là mừng rỡ như điên nhưng ai biết hài tử không tới tháng liền sinh xuống dưới thảo dân tức phụ nói hài tử là sinh non nhưng phụ cận hàng xóm nói kia hài tử căn bản là không giống sinh non cuối cùng ở thảo dân luôn mãi ép hỏi hạ nàng mới nói ra tình hình thực tế nguyên lai like là chu cùng kiệt uống say rượu đem nàng cấp ngủ không nghĩ tới nàng lại có thai lúc ấy chu cùng kiệt phu nhân cũng vừa vặn mang thai vì không cho hắn phu nhân sinh khí hắn liền đem ninh thúy nga cái kia tiện nhân gả cho thảo dân nhưng khí chính là thảo dân căn bản là không biết Nói tới đây một xuân quên mất sợ hãi, một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Khi cá huyện huyện lệnh phu nhân là ngươi nữ nhi. Quân Nguyễn nhướng mày hỏi. Nghe đến đó, một xuân vẻ mặt hận ý, Ninh Thúy Nga cái kia tiện nhân, tư nhiên vẫn luôn cùng chu cùng kiệt cái kia tiểu nhân âm thầm tư thông, cái kia tiểu tiện nhân cũng là bọn họ con hoang. Quân Nguyễn nhíu một chút mày, nhìn về phía mặt diễm, dùng ánh mắt dò hỏi hắn ý tứ. Một bên lưu quân nghe đến đó hắn đại khí cũng không dám ra, không nghĩ tới chu chúc thành tựu cư nhiên là chu cùng kiệt tư sinh tử trách không được hắn hận hiện tại thái thượng hoàng đâu dẫn bọn hắn đi xuống đi mặt diễm đối minh thiên nói chờ bọn họ đều đi xuống sau quân nguyễn nhìn về phía mặt diễm ngươi cảm thấy hắn nói chính là thật vậy chăng chương 257 vẫn là ta cháu trai cư nhiên không có quên ta mặc kệ hắn có phải hay không thật sự đều là minh thiên đi tra tra. quân nguyễn gật đầu đồng ý nàng muốn tận khả năng ngăn chặn hậu hoạn hai người lại thương lượng một chút về tiểu cảnh sâm kế vị nghi thức vốn dĩ quân nguyễn cảm thấy long nguyên từ năm trước đến bây giờ không phải thiên tai chính là chiến loạn bọn họ không tính toán làm long trọng có cái hình thức là được nhưng trải qua tiểu cảnh sâm bị kiếp lúc sau quân nguyễn cùng mặc diễm hai người quyết định muốn long trọng làm một cái vào chỗ nghi thức còn có chính là lần trước kê biên tài sản thật nhiều đại thần hiện tại triều đình nghiêm trọng thiếu người quân nguyễn kiến nghị mặc diễm mau chóng khoa cử khảo thí lấy bổ trên triều đình mặt chỗ trống thương lượng không sai biệt lắm lúc sau, hai người trở về không gian đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, quân Nguyễn liền đưa Mạc Diễm ra không gian đi vào triều sớm. Trên triều đình, Mạc Diễm nói tối hôm qua hắn cùng quân Nguyễn thương lượng sự, mọi người nhất trí đồng ý, khâm thiên dám giám chính càng là lĩnh mệnh mà đi. Dư lại người bắt đầu thảo luận khoa cử khảo thí thời gian, cuối cùng định ở 3 tháng lúc sau, Mạc Diễm sai người dán ra hoàng bản, 3 tháng lúc sau khoa cử khảo thí. Mà quân Nguyễn lại làm tống hạo nhiên mang theo người đem hoàng cung các nơi đều tới cái đại thanh tra. Nàng mệnh lệnh là ngay cả lão thử động đều không cần buông tha. Quả nhiên, lại lục soát ra mấy cái ám đạo, cũng bắt được không ít nhãn tuyến. Quân Nguyễn sai người đem sở hữu ám đạo đều điền bình, đến nỗi những cái đó người khác nhãn tuyến liền giao cho mặt diễm đi xử lý. Rốt cuộc không thể đem sở hữu đại thần đều xử trí, nên lưu ai nên diệt trừ ai mặt diễm so nàng rõ ràng. Xử lý hoàng cung sự tình sau, quân nguyễn hóa cái trang trực tiếp thuấn di đến kỳ cửa hàng nàng tới rồi kỳ cửa hàng hậu viện mọi người còn ở nơi đó luyện tập lúc này các nàng làng gia trải qua mấy ngày nay thời gian bảo dưỡng đều thủy linh linh thân mình cũng đều khôi phục không sai biệt lắm nơi nào còn có các nàng bị quân nguyễn một mua trở về thời điểm gầy yếu cùng khô khốc thấy quân nguyễn tiến vào các nàng đều buông trong tay động tác cung kính mà cấp quân nguyễn hành lễ chủ tử các ngươi vội của các ngươi không cần phải xen vào ta quân nguyễn vẫy vẫy tay cười nói đúng vậy. Lúc này, Đặng Tử Duyệt mang theo một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài đã đi tới, tiểu nữ hài vẫn luôn cúi đầu, hai người đi đến quân viện trước mặt trực tiếp cấp quân viện quỳ xuống, nô tỳ cảm ơn chủ tử giúp nô tỳ đem muội muội tìm trở về. Thương. Kiệt tới tìm nàng, nói mang nàng đi tìm nàng muội muội thời điểm, nàng còn trố mắt trong chốc lát, thẳng đến đem nàng muội muội tìm trở về, nàng còn ở vào ngốc trạng thái, không nghĩ tới nàng chủ tử thật sự giúp nàng đem muội muội tìm trở về. Được rồi, đứng lên đi, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự. Quân Nguyễn không có cố ý đi giấu giếm chính mình thân phận sự, nhưng cũng không có cố ý cùng mọi người nói, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Đặng tử duyệt cùng nàng muội muội không có lên, cầu chủ tử cũng đem nô tì muội muội thu đi. Nàng trong lòng đã đối nàng chủ tử thân phận có phán đoán, nếu nàng đoán không tồi nói, nàng chủ tử hẳn là trong cung vị kia, khi nàng muội muội theo nàng chủ tử nói, có nàng chủ tử hộ, không bao giờ sợ người khác khi dễ. Cầu ngài nhận lấy ta đi, ta cái gì đều sẽ làm, ta cũng thực nghe lời. Tiểu nữ hài nhược nhược nói. Quân Nguyễn nghe thấy tiểu nữ hài thanh âm kinh ngạc một chút, này không phải nàng ở Tàu Quốc công địa đạo phía dưới cùng nàng nói chuyện cái kia tiểu nữ hài sao? Nghĩ đến đây, nàng làm cái kia tiểu nữ hài ngẩng đầu lên. Đương tiểu nữ hài ngẩng đầu thời điểm, nàng phát hiện quả nhiên là cái kia tiểu nữ hài. Nàng còn nói không cảm ơn cái kia tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài đâu, này không phải đụng tới một cái sao? Hành, khiến cho ngươi muội muội lưu lại đi. Quân Nguyễn không hề nghĩ ngợi nói. Tạ chủ tử, tạ chủ tử. Sau khi nói xong, Đặng Tử Duyệt nhìn về phía tiểu nữ hài, tử tâm mau cảm ơn chủ tử. Cảm ơn chủ tử. Đặng Tử Tâm nói. Quân Nguyễn vẫy vẫy tay, đứng lên đi, không cần quỳ, chân của ngươi vốn dĩ liền không tốt. Ta tới cấp ngươi bắt mạch nhìn xem. Nghe vậy Đặng Tử Duyệt mang theo nàng muội muội đứng lên, cũng đem chính mình thủ đoạn duỗi hướng về phía Quân Nguyễn. Chờ Quân Nguyễn cho nàng đem xong mạch lúc sau, nhìn về phía nàng nói thân thể khôi phục không tồi lại quá mấy ngày liền có thể bó xương cảm ơn chủ tử mang ngươi muội muội đi xuống nghỉ ngơi đi quân nguyễn nói xong nhìn về phía này nàng người có động tác không đến vị nàng liền sẽ cho các nàng làm hạ làm mẫu càng nhiều thời điểm là xem các nàng chính mình luyện tập thời gian cứ như vậy qua mấy ngày khâm thiên dám dám chính tính ra kế vị ngày hoàng đạo bẩm thái thượng hoàng nông lịch ba tháng nhập tam là một cái khó được ngày lành nhập tam khi khoảng cách hiện tại còn có nửa tháng thời gian dăm chính chạy nhanh nói mặt diễm suy nghĩ một chút nửa tháng thời gian cũng đủ rồi hảo một khi đã như vậy vậy tuyển ở ngày đó đi chúng thần tuân chỉ có việc tấu tới không có việc gì bãi triều minh thiên hô vốn là thái giám sự bởi vì mặt diễm không có tìm thái giám tổng quản cho nên này sai sự tạm thời dừng ở minh thiên trên người mặt diễm thấy mọi người đều không nói chuyện nữa mà là nghị luận khoa cử khảo thí sự hắn đứng dậy rời đi hôm nay hắn mẫu phi đám người trở về mặt hoáng đã trước tiên phái người truyền đến tin tức phỏng chừng hiện tại người đã hồi cung chính như mặt diễm sở liệu di quý phi đám người xác thật về tới hoàng cung quân Nguyễn mang theo tiểu cảnh sâm cùng lâm ma ma đám người lúc này liền ở di quý phi vĩnh phúc cung trung biết di quý phi cùng liên phi phải về tới quân Nguyễn đã trước tiên làm người đem hai nơi cung điện quét tước sạch sẽ vốn dĩ liên phi không muốn tiến cung nàng muốn đi mặc hoáng trong phủ nhưng lần trước bởi vì cứu nàng thời điểm, Mặc Diễm bọn họ ở Khang Vương phủ thả một phen hỏa. Tuy rằng chỉ là thiêu một gian phòng, nhưng bọn hắn đi rồi lúc sau, Mặc thừa lại phái người đi vào điều tra một lần, phiên loạn thực. Mặc hoán tìm người một lần nữa sửa chữa lại, nhưng hiện tại còn không có hảo, căn bản vô pháp chủ nhân, cho nên Liên Phi đành phải đi theo tiếng cung tới. Quân Nguyễn nhìn có chút phong trần mệt mỏi mọi người, nói, đại gia này dọc theo đường đi vất vả, ta đã sai người nấu nước nóng đại gia rửa mặt một chút cơm nước xong hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Còn hảo, cũng không phải quá mệt mỏi. Liên Phi cười nói. Mà mặt Liên nhìn về phía Linh. Lan trong lòng ngực tiểu cảnh sâm, nàng vương đôi tay, mau tới làm cô cô ôm một cái. Một đoạn thời gian không thấy, nàng còn rất tưởng này nhóc con. Tiểu cảnh sâm trong miệng kêu cô tay nhỏ cũng duỗi hướng về phía mặt Liên. Ha 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 mặt Liên ôm quá tiểu cảnh sâm nở nụ cười, vẫn là ta cháu trai, cư nhiên không có quên ta di quý phi ghét bỏ mà trắng nàng liếc mắt một cái ngươi ôm một cái phải ta còn không có ôm đâu mau hai tháng không có thấy nàng bảo bối tôn tử nàng cũng nghĩ đến không được hơn nữa nghe nói nàng tôn tử bị người cướp đi quá nàng dẫn theo tâm thẳng đến nhìn thấy nhân tài hạ xuống mặt liên tuy rằng còn tưởng đậu tiểu cảnh sâm chơi nhưng nàng biết nàng mẫu phi cũng phi thường tưởng tiểu cảnh sâm ở điến thành thời điểm một ngày tổng nhắc mãi vì thế nàng đem trong lòng ngực tiểu cảnh sâm đưa cho di quý phi đi thôi tìm ngươi tổ mẫu đi thôi Đúng lúc này chờ, bên ngoài vang lên các cung nhân tiếng la, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Giọng nói rơi xuống đồng thời, mặt diễm đã đi đến, hắn cấp di quý phi thỉnh an sau nhìn về phía một bên mặt hoáng nói, một đường thuận lợi đi. Chúng ta một đường thực thuận lợi, không xảy ra chuyện gì, chính là đang nghe thấy cảnh sâm xảy ra chuyện sau, quý phi nương nương bọn họ đều làm mau chóng lên đường, cuối cùng có mấy người cảm nhiễm phong hàng chậm trễ mấy ngày thời gian, may mà không có gì trở ngại. Mặt hoáng giải thích nói. Chương 258 này có chút quá nhiều đi. Vất vả. Mặt diễm vỗ vỗ mặt hoáng bả vai. Mặt hoáng lắc lắc đầu, đây là thần đệ nên làm. Sau khi nói xong hắn nghĩ tới cái gì, cười hắc hắc, tứ ca nếu là thật sự đau lòng thần đệ vất vả nói, liền đem thần đệ trên người nhiếp chính vương phong hào xóa, kia thần đệ sẽ vô cùng cảm kích. Mặt diễm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng mỹ. Ai, ta liền biết là như thế này. Mặt hoáng ra vẻ mất mát trạng tất cả mọi người nở nụ cười. Di Quý Phi còn nhớ thương cảnh sâm bị kiếp sự, vì thế hỏi một câu, Mạc Diễm cũng đại thể giải thích một. Chút. Nghe được Mạc Diễm giải thích, đại gia trong lòng một trận nghĩ mà sợ, còn hảo cảnh sâm bị bình an cứu trở về. Quân Nguyễn cùng Mạc Diễm ở Vĩnh Phúc cung đãi một lát liền mang theo tiểu cảnh sâm mấy người cáo từ rời đi, Mạc Diễm trở về ngự thư phòng xử lý chính vụ, quân Nguyễn mấy người trở về tới rồi khuynh quân cung. Lúc này, dạ ảnh mấy người đã chờ ở nơi đó. Từ quân Nguyễn An bài mấy người bọn họ nhiệm vụ sau, bọn họ hôm nay cũng là lần đầu tiên hồi cung. Tìm được người lạp. Quân Nguyễn khẳng định hỏi. Dạ ảnh gật gật đầu, người bị thuộc hạ ném vào thiên lao, cùng mặt bắt quốc sư nhốt ở một cái nhà tù, chủ tử muốn gặp nàng sao. Nghe được dạ ảnh nói đem hương phi ném vào thu bạch trong phòng giam, quân Nguyễn ý vị thâm trường nói, trước không được, làm nàng ở trong phòng giam đãi một đoạn thời gian lại nói. Cùng một cái toàn thân không có thịt hoạt tử nhân đãi ở một cái biệt kín trong không gian, cái loại này thống khổ có thể nghĩ. Quân Nguyễn nhìn về phía một bên đang ở cùng Linh Lan chơi đùa tiểu cảnh sâm. Nàng nhi tử hiện tại đã sẽ đi rồi, hơn nữa lập tức liền phải làm Long Nguyên Hoàng đế, tổng không thể vẫn luôn làm hắn đãi ở không gian trung đi. Vì thế, nàng nhìn về phía một bên huyền ảnh cùng tuyết nhận, các ngươi hai người về sau liền bên người bảo hộ cảnh sâm đi. Là thuộc hạ tuân mệnh. Huyền ảnh, tuyết nhận trăm miệng một lời đáp. Quân Nguyễn làm cho bọn họ đi xuống, nàng đem lâm ma ma cùng tiểu cảnh sâm lưu tại trong cung mà nàng hóa một cái trang mang theo linh lang tới rồi kỳ cửa hàng quân nguyễn làm linh lang đi nói cho đặng tử duyệt trong chốc lát cho nàng làm phẫu thuật làm nàng chuẩn bị hảo mà nàng chuẩn bị đi cách vách nhìn xem lần trước nàng đi xem thời điểm đã trang hoàng không sai biệt lắm mấy ngày nay hẳn là hoàng công nàng tính toán ở tiểu cảnh sâm kế vị phía trước khai trương quân nguyễn ra nhà ở còn không có xuống lầu đâu tống hoài an liền nghênh diện đi rồi đi lên chủ tử ngài tới rồi ân mỹ nhan phường trang hoàng xong rồi sao nói nàng hướng dưới lầu đi đến tống hoài an vội vàng đuổi kịp đã trang hoàng xong liền chờ khai trương quân nguyễn gật gật đầu vậy gần nhất tìm cái này tốt khai trương đi đúng vậy ở mau hạ đến lầu một thời điểm tống hoài an tưởng hắn lên lầu sự chạy nhanh nói chủ tử trịnh an mang theo con của hắn lại đây người hiện tại liền ở dưới lầu đâu quân nguyễn nghe vậy đi mau vài bước hạ đến một tầng sau quả nhiên thấy Trịnh An mang theo một cái năm sáu tuổi tiểu nam hài chờ ở nơi đó. Mà tiểu nam hài bởi vì tò mò, chính qua lại quay đầu khắp nơi nhìn kỳ cửa hàng đồ vật, trong tiệm lúc này cũng có không ít người ở mua đồ vật. Trịnh An nhìn Tống Hoài An theo một vị tuổi trẻ công tử từ trên lầu xuống dưới, lại không có thấy hắn muốn gặp người, hắn vẻ mặt thất vọng. Này đã là hắn lần thứ ba tới, hắn chính là muốn mang con của hắn tới cảm tạ Thái Hậu đối con của hắn ân cứu mạng. Quân Nguyễn hướng về Trịnh An đã đi tới, Nàng đem Trịnh An trong mắt thất vọng xem thật thật. Đang lúc nàng tưởng cùng Trịnh An nói chuyện thời điểm, Tiểu Nam hài chuyển qua đầu. Quân Nguyễn phát hiện này Tiểu Nam hài cư nhiên cũng là kia thiên địa nói phía dưới cùng nàng nói chuyện Nam hài. Ngươi nhi tử? Quân Nguyễn dùng chính mình thanh âm hỏi hướng về phía Trịnh An. Trịnh An sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây, trước mắt công tử chính là hắn muốn thấy người. Hắn đang chuẩn bị cấp Quân Nguyễn hành lễ thời điểm, phát hiện trong tiệm có rất nhiều người, vì thế cung kính gật gật đầu, là đây là tiểu nhân nhi tử trịnh đào ninh lúc này trịnh đào ninh chính dùng sức hướng trịnh an phía sau tàn trịnh an đem dấu ở hắn phía sau trịnh đào ninh kéo ra tới ninh nhi mau ra mắt công tử trịnh đào ninh khuôn mặt nhỏ có chút thẹn thùng nhưng vẫn là nói một câu ninh nhi ra mắt công tử quân nguyễn ôn nhu mà duỗi tay sờ sờ trịnh đào ninh đỉnh đầu đối một bên trịnh an nói đi thôi chúng ta đến cách vách lại nói người ở đây quá nhiều nói nàng dắt trịnh đào ninh tay nhỏ hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Trịnh An cùng Tống Hoài An vội vàng đuổi kịp. Trịnh Đào Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua Trịnh An, thấy phụ thân hắn đi theo, hắn yên lòng, thỉnh thoảng mà quay đầu nhìn về phía quân uyển, vẻ mặt ngây thơ. Làm sao vậy? Như vậy nhìn ta. Quân uyển quay đầu nhìn về phía Trịnh Đào Ninh, đối hắn lộ ra một cái từ ái mỉm cười. Đại ca ca, ngươi nói chuyện thanh âm cùng ta đã thấy một vị tiên nữ tỷ tỷ thanh âm giống nhau dễ nghe. Sau khi nói xong, hắn giống như ý thức được cái gì, ngượng ngùng dùng một cái tay khác gãi gãi đầu của hắn quân nguyễn nghe vậy hiểu ý mà cười không nghĩ tới này nhóc con còn nhớ rõ nàng đâu lúc này bọn họ đã tới rồi cách vách cửa hàng cửa tống hoài an lấy ra chìa khóa đem cửa mở ra chờ quân nguyễn mấy người tiến vào sau trịnh an lôi kéo con hắn trịnh đào ninh cùng nhau cất quân nguyễn quỳ xuống tiểu nhân cảm ơn nương nương đối tiểu nhi ân cứu mạng nói hắn còn đối hắn bên người trịnh đào ninh nói ninh nhi mau cho ngươi ân nhân cứu mạng dập đầu nói lời cảm tạ Trịnh Đào Ninh không hiểu cứu hắn rõ ràng là tiên nữ tỷ tỷ, như thế nào liền thành đại ca ca đâu. Bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn hướng tới quân nguyễn chuẩn bị dập đầu, lại bị quân nguyễn cấp kéo lên. Trịnh đầu lĩnh, ngươi mau đứng lên, ta cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Trịnh An thấy quân nguyễn đem con của hắn kéo lên, hắn cũng liền đứng lên, tạ nương nương. Nương nương đừng lại kêu tiểu nhân trịnh đầu lĩnh, kêu tiểu nhân trịnh An liền hảo, tiểu nhân đã từ quan sai chức vị. Trịnh An cười khổ một tiếng vì cái gì từ hỏi xong lúc sau quân nguyễn nghĩ tới hẳn là vì tìm con của hắn cho nên mới từ sai sự đi không ra quân nguyễn sở liệu trịnh an nói lúc ấy ninh nhi ném tiểu nhân vì tìm ninh nhi không có biện pháp chỉ có thể từ đi quan sai sự vụ vậy ngươi hiện tại mới vừa tìm về ninh nhi không bao lâu hiện tại còn không có tìm được việc làm đi một bước tính một bước đi trịnh an bất đắc dĩ nói quân nguyễn trầm tư một chút nếu ngươi không chê nói liền tới ta nơi này làm đi ta nơi này vừa lúc muốn tìm một ít hộ viện. Trịnh An nghe vậy kích động nói, nương nương nói nơi đó lời nói. Nương nương có thể thu dụng tiểu nhân là tiểu nhân lớn lao phúc khí. Tiểu nhân nguyện ý lại đây làm hộ viện. Khi hành, từ ngày mai bắt đầu ngươi liền tới đây làm công đi, tiền công nói. Quân Nguyễn suy nghĩ một chút nói tiếp, cho ngươi một tháng tám lượng bạc, nếu ngươi có dựa thật người nói, có thể lại mang một ít lại đây, một tháng sáu lượng bạc. Này! Này có chút quá nhiều đi! Trịnh An kinh ngạc địa đạo. Đương triều tứ phẩm quan to bổng lộc mới nhiều ít bạc, mà chiến vương phi cho hắn nguyệt bạc sau một cái tứ phẩm quan to bổng lộc đều nhiều. Chương 259 đã xảy ra chuyện. Quân Nguyễn cười lắc đầu, không nhiều lắm, về sau chuyện của ngươi nhiều lắm đâu. Trịnh An sau khi nghe được vội vàng hướng quân Nguyễn tỏ lòng trung thành, bảo đảm về sau nhất định tận lực làm việc, tuyệt không chậm trễ. Quân Nguyễn vừa lòng gật gật đầu, lại cùng Trịnh An nói vài câu, khiến cho hắn mang theo Trịnh Đào Ninh tùy ý nhìn xem, mà nàng hướng kỳ cửa hàng hậu viện đi đến lúc này hậu viện đặng tử duyệt cùng đặng tử tâm trong phòng đại gia trải qua trong khoảng thời gian này ở chung đã chỗ ra cảm tình cho nên đương nghe nói các nàng chủ tử phải cho đặng tử duyệt làm phẫu thuật thời điểm hôm nay ai đều không có luyện tập cạo gió mà là bồi đặng tử duyệt chờ ở nơi đó đặng tử duyệt càng là khẩn trương ngồi ở trên ghế đôi tay qua lại đùa nghịch tỷ nhìn qua lại mân mê đôi tay đặng tử duyệt đặng tử tâm nhỏ giọng kêu một câu vẻ mặt lo lắng đặng tử duyệt miễn cưỡng cười cười tỷ không có việc gì ngươi không cần lo lắng một bên linh lan cười nói ngươi không cần khẩn trương chủ tử y thuật rất tốt nếu chủ tử nói có thể trị hảo chân của ngươi khẳng định liền vạn vô nhất thất ngươi a à, liền yên tâm đi đặng tử duyệt nghe vậy ngẩng đầu hướng về phía nàng cười cười kỳ thật nàng cũng không phải không tin các nàng chủ tử nàng chính là không khỏi có chút khẩn trương lúc này quân nguyễn đi đến thấy tất cả mọi người đãi ở chỗ này nàng hơi cho mày Nhìn về phía Đặng Tử Duyệt, đều chuẩn bị hảo sao? Chuẩn bị hảo? Đặng Tử Duyệt nói. Những người khác thấy vậy chạy nhanh cấp Quân Nguyễn hành lễ. Linh Lang lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài đi, ta chưa nói tiếng vào thời điểm bất luận kẻ nào đều không chuẩn tiếng vào. Đúng vậy. Những người khác đều đi ra ngoài, Đặng Tử Tâm ở đi ra ngoài thời điểm, nhìn nàng tỉ tỉ liếc mắt một cái, cuối cùng mới đem cửa đóng lại rời đi. Quân Nguyễn trực tiếp điểm Đặng Tử Duyệt huyệt đạo, khiến cho nàng hôn mê qua đi lúc này mới từ không gian trung lấy ra nàng làm phẫu thuật dùng dụng cụ cắt gọt, còn có dùng một lần cái đệm chờ đồ vật ra tới. Quân Nguyễn làm linh lan lại lần nữa cấp nhà ở tiêu độc, nàng từ không gian trung lấy ra hai kiện dùng một lần giải phẫu phục cùng linh lan hai người phân biệt mặc vào, còn cấp đôi tay tiêu cái độc, sau đó mang lên bao tay dùng một lần, lúc này mới cấp đặng tử duyệt làm bộ phận gây tê. Chờ hết thảy đều chuẩn bị hảo lúc sau, quân Nguyễn cầm lấy dao phẫu thuật bắt đầu động thủ. Bên ngoài, vài vị nữ tử bao gồm đặng tử tâm đều đứng ở trong viện kiên nhẫn chờ đợi, lúc này, Thương Kiệt vội vã mà đã đi tới. Chủ tử đâu? Hắn nhìn về phía mọi người sốt ruột hỏi. Trong đó một người chỉ chỉ trong phòng, chủ tử ở trong phòng, cấp tử duyệt tỷ tỷ trị chân đâu, ai đều không cho quấy rầy. Này! Thương Kiệt vẻ mặt sốt ruột, chính là cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ ở nơi đó. Hơn một canh giờ sau, quân Nguyễn rốt cuộc cấp đặng tử duyệt đem giải phẫu làm xong, cho nàng đem chân cố định hảo, lúc này mới đem nàng dùng dao phẫu thuật chờ đồ vật thu vào không gian, dư lại rắc rưởi làm linh lang thu thập, mà nàng hướng về cửa phòng khẩu đi đến. Đường môn mở ra thời điểm, Thương Kiệt lập tức đón đi lên. Chủ tử, thông trang thượng đã xảy ra chuyện. Thương Kiệt chạy nhanh nói. Quân Nguyễn nghe vậy sắc mặt thay đổi, nàng dặn dò một bên mọi người vài. Câu, làm các nàng chiếu cố hảo đặng tử duyệt, liền đi theo Thương Kiệt hướng ra phía ngoài mặt đi đến, vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? cô ảnh phái người tới nói một vị thợ một ở làm việc nhi thời điểm từ trên giá rất xuống dưới bị thương cụ thể tình huống thuộc hạ không phải quá rõ ràng nói đã tới rồi kỳ cửa hàng cửa quân nguyễn tính toán tìm cái không ai địa phương trực tiếp thúng di đến ngoài thành thôn trang thượng thời điểm liền thấy cô ảnh nhanh chóng chạy tới chủ tử nhìn cô ảnh nôn nóng thần sắc quân nguyễn biết thương tình khẳng định nghiêm trọng người đâu người bị người nhà của hắn đưa đến ly cửa thành không xa một cái y quán kia đại phu nói không trị làm đem người nâng đi, khả nhân thương quá nặng, đi đến nơi đó đã là tận lực. Cô ảnh một hơi nói xong. Nếu không phải bọn họ ở thôn trang thượng đẳng thật dài thời gian không gặp hắn chủ tử đi, hắn cũng sẽ không làm người đem người bị thương nâng đến y quán. Phía trước dẫn đường đi y quán đi. Quân Nguyễn dùng tay xoa xoa cái trán của nàng. Cô ảnh không chút do dự mà vẫn khởi kinh công về phía trước bay đi, quân Nguyễn cùng thương kiệt theo đi lên. Một chén trà nhỏ thời gian liền đến kia chỗ y quán cửa. Lúc này y quán cửa vây quanh thật nhiều người, mọi người đều chỉ chỉ rõ rõ nói cái gì. Người nọ chảy thật nhiều huyết, chỉ định không cứu. Người không gặp ngực thượng có căng gậy gọc sao. Liền tính không lưu như vậy nhiều huyết cũng chưa cứu. Nghe nói người này là ở trước kia chu gia thông trang thượng xảy ra chuyện, có thể hay không thật sự có quỷ A. À. Y quán bên trong, vừa thấy lên cũng liền 30 suốt đầu phụ nhân đang ở không ngừng cầu xin y quán đại phu cứu cứu nàng tướng công, mà nàng bên cạnh cán thượng nằm một vị đã ở vào hôn mê trạng thái nam nhân đại phu cầu ngươi cứu cứu ta nam nhân đi cầu ngươi ô ô ô nói phụ nhân khóc thúc thích quỳ xuống nhà ta còn có ba cái oa tử đâu này hắn nếu là ra chuyện gì cái này làm cho chúng ta nương bốn cái nhưng như thế nào sống nha ai lão đại phu thở dài một hơi trên mặt biểu tình có chút khó xử không phải lão phu không cứu người là lão phu thật sự là bất lực a à? không ngươi nhất định có biện pháp đại phu cầu xin ngài ngươi liền cứu cứu ta tướng công đi ai lão đại phu lại lần nữa thở dài một hơi, xoay người đối phía sau tiểu nhị nói: đem người nâng đi ra ngoài đi, người đã không được, lại đại ở chỗ này, cũng là không làm nên chuyện gì. lão đại phu nói âm vừa ra, trong đám người vang lên một đạo thanh âm, không được nhúc nhích hắn. theo thanh âm rơi xuống, quân nguyễn mang theo cô ảnh cùng thương kiệt đi qua. tất cả mọi người nhìn phía bọn họ, không biết này ba vị công tử là đang làm gì, vì cái gì không cho động người nọ, chẳng lẽ bọn họ cũng là đại phu? đã có thể liền kia lão đại phu đều bất lực, bọn họ như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ so với kia lão đại phu còn lợi hại. Quân Nguyễn bước nhanh đi đến cán thượng nam nhân trước mặt, phát hiện trước mắt người này là bị một cây mang gốc cạnh gậy gục cấp đâm thủng ngực. Nàng không kịp nói thêm cái gì, nương ống tay áo từ không gian trung lấy ra một phen y dùng kéo ra tới, chuẩn bị đem kia nam nhân quần áo cắt khai cho hắn kiểm tra một phen. Mà kia nữ nhân ở nhìn thấy cô ảnh lại đây thời điểm, nàng từ trên mặt đất bò lên, chỉ vào cô ảnh liền mắng, nhà ta tướng công là cho các ngươi làm việc nhi mới biến thành như vậy, các ngươi khen ngược, chẳng những mặt kệ còn chạy, các ngươi quả thực tán tận thiên lương, các ngươi nên tao báo. Nàng chính mắng, thấy quân Nguyễn cầm kéo nhắm ngay nàng nam nhân, nàng một chút càng nóng nảy. Các ngươi còn có hay không vương pháp, rõ như ban ngày dưới liền bắt đầu hạ tử thủ, các ngươi đây là chê ta nam nhân còn chưa có chết, tưởng lại cho hắn một đao tử sao. Các ngươi không chết tử tế được, các ngươi nên thiên lôi đánh xuống. Quân Nguyễn xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lạnh giọng phân phó nói, làm nàng câm miệng. Thương Kiệt biết hắn chủ tử sinh khí, sở dĩ hiện tại không để ý tới nàng, phụ. Thuộc là hiện tại muốn cố người bị thương. Hắn trực tiếp tiến lên điểm kia nữ nhân huyệt đạo, khiến cho nàng không động đậy đến cũng nói không được lời nói. Nữ nhân đôi mắt mở rất lớn, đầy mặt phẫn hận mà nhìn bọn họ, phản phất muốn ăn bọn họ dường như. Quân Nguyễn lúc này đã đem nam nhân mặc trên quần áo toàn bộ cắt khai, lộ ra hắn ngực. Tạm thời từ bên ngoài xem nói miệng vết thương không lớn, nhưng là bởi vì rác gậy gộc là mang góc cạnh, cho nên miệng vết thương bị rác thành một hình tam giác, này liền khiến cho miệng vết thương xuất huyết quá nhiều, dẫn tới thương thế tăng thêm. Chương 260 Ngươi khuê nữ tìm ngươi Quân Nguyễn giơ tay đáp ở nam nhân thủ đoạn chỗ, nàng phát hiện trước mặt người này mạch đập nhịp đập mềm yếu vô lực, lại còn có không có quy tắc, nàng biết người này lại không thua huyết nói sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vì thế nàng nhìn về phía một bên vẫn luôn đang nhìn nàng động tác lão đại phu, có không mượn một chút ngày nơi này khám gian lão đại phu nghe vậy không tán đồng nói vị này tiểu ca người này rõ ràng đã không cứu nếu mạnh mẽ thi cứu nói chỉ biết khiến cho hắn lại lần nữa đã chịu thương tổn cuối cùng mất máu quá nhiều hắn lắc đầu thở dài ai một bên nữ nhân nghe được lão đại phu lời này càng thêm sốt ruột nàng nam nhân hiện tại còn chưa có chết đâu vạn nhất bị hắn này một trị liền đã chết làm sao bây giờ nàng lo lắng suông lại không động đậy còn nói không ra lời nói tới cảnh này khiến nàng không được nháy mắt hy vọng có người có thể giúp giúp nàng có lẽ là nàng nguyện vọng được đến ông trời rủ lòng thương, một trâu quai nón nam nhân thấy được nàng ánh mắt, hắn nhìn thoáng qua đang ở cùng lão đại phu nói chuyện quân viễn sau lén lút trời đi. Một bên vây xem người cũng đều chỉ chỉ rõ rõ, thậm chí còn có người đánh lên đánh cuộc. Quân viễn nhìn về phía lão đại phu, nương ống tay áo từ không gian trung lấy ra một thỏi bạc ra tới đặt ở một bên xem bệnh trên đài. Làm phiền ngài, ngài nói này đó ta rõ ràng, nhưng hiện tại. Cứu hắn nói hắn còn có một ít hy vọng, nếu không cứu nói, hắn cũng chỉ có chờ chết phân quân nguyễn hiện tại tưởng chính là người này là ở nàng thôn trang thượng xảy ra chuyện mà nàng công viên giải trí còn không có kiến thành không khai trương đâu nàng tuyệt không chuẩn công viên giải trí bối thượng một cái điềm xấu bêu danh lão đại phu thấy vậy đành phải chỉ vào một gian nhà ở nói vậy thỉnh vị này tiểu ca mang theo người đi kia gian khám gian đi quân nguyễn nghe vậy chạy nhanh làm thương kiệt cùng cô ảnh đem người nâng tới rồi khám gian lão đại phu nghĩ theo sau còn có thể cấp vị này tiểu ca phụ một chút lại bị quân nguyễn cấp cự tuyệt Khám gian bên trong lúc này trừ bỏ hôn mê nam nhân ở ngoài, chỉ có quân nguyễn ba người, cho nên quân quyển từ trong không gian lấy đồ vật ra tới thời điểm cũng đặc biệt phương tiện. Nàng trước lấy tới truyền dịch đồ vật ra tới cấp nam nhân truyền dịch, sau đó cầm một ít thử máu giấy thử ra tới, trước cấp nam nhân kiểm nghiệm một chút nhóm máu, sau đó làm thương kiệt cầm xuất ngoại mặt tìm thích hợp nhóm máu. Vì có thể mau chóng mà tìm được nguyện ý quyên huyết người, nàng làm thương kiệt ở trên phố kêu thu huyết, nếu nhóm máu thích hợp nói, một chén huyết hai lượng bạc, hơn nữa trả lại cho hắn một ít dùng một lần ống tim cùng mấy cái máu bảo tồn túi. Khi vẫn là cấp mặt diễm thay máu thời điểm dư lại tới. Chờ thương kiệt xuất đi lúc sau, nàng làm cô ảnh đi bên ngoài thủ, mà nàng vì trong chốc lát giải phẫu chuẩn bị lên. Hiện tại chính yếu cũng không biết gậy gộc rác tới rồi bên trong cái gì bộ vị, nội tạng, xương sườn, cơ ngực tổn thương tình huống như thế nào. Trong lòng ngực phức tạp tình huống, yêu cầu ở nhờ CT mới có thể minh xác Trước mắt người này không thể chết được, khi công viên giải trí rút xuống nàng thật nhiều tài lực không có biện pháp quân nguyễn đành phải tiến vào không gian nàng lần này không có đánh video mà là trực tiếp cho nàng ba ba đánh đi điện thoại ba ngày hiện tại đang làm gì đâu ở nhà cho ngươi mẹ hầm canh đâu quân chấn không nghi hoặc hỏi ngươi là có chuyện gì sao quân nguyễn cũng không rảnh lo dò hỏi từ tuyết mính tình hình gần đây nói thẳng ngài làm ta mẹ nhìn canh ngài giúp ta liên hệ mua một đám chữa bệnh khí giới muốn mau tiền sự hảo thuyết ta nơi này có người đem một cây gậy gỗ đâm vào trong lồng ngực chờ làm ct đâu quân chấn không vừa nghe cười nói như vậy a à, kia việc này ngươi tìm mẹ ngươi làm đi mẹ ngươi có một cái bằng hữu chính là làm chữa bệnh khí giới ta mẹ đâu chờ một chút a à. qua có hai phút thời gian điện thoại kia đầu truyền đến quân chấn không thanh âm tuyết trà ngươi khuê nữ tìm ngươi lại đợi không sai biệt lắm có một phút điện thoại kia đầu mới truyền đến từ tuyết mính thanh âm viễn nhi như thế nào lạp Ta ba nói ngài có một cái bằng hữu là làm chữa bệnh khí giới. Khi ngài làm nàng cho ta đưa một đám thiết bị lại đây, muốn mau, cho ta làm việc như một cái công nhân đem gậy gỗ đâm vào trong lồng ngực, chính yếu chính là hắn không thể chết được, cho nên ta có chút sốt ruột. Từ tuyết mính vốn đang ở trên giường nằm đâu, nghe vậy lập tức ngồi dậy, hành, ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại, người nọ vừa lúc là một cái bộ môn giám đốc, làm hắn nhanh hơn đưa lại đây hẳn là không thành vấn đề. Không đợi quân Nguyễn nói cái gì nữa, từ tuyết mính liền đem điện thoại cấp treo quân nguyễn ấm lòng mà cười cười ra không gian lại cấp nằm ở trên giường nam nhân kiểm tra rồi một phen sau cho hắn thay đổi dịch ra khám gian lão đại phu nhìn ra tới quân nguyễn chào đón hỏi tiểu ca người thế nào còn không có bắt đầu đâu ta hiện tại yêu cầu huyết huyết lão đại phu vẻ mặt khó hiểu quân nguyễn không có cho hắn giải thích liền hướng về bên ngoài đi đến lão đại phu tò mò đi theo quân nguyễn đi ra lúc này thương kiệt ở trên đường cái kêu thu huyết lạp hai lượng bạc một chén huyết sở hữu đi ngang qua người đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn thương kiệt lại không có một người nguyện ý lại đây làm thí nghiệm đương quân nguyễn đi tới thời điểm thương kiệt vẻ mặt thất bại nhìn quân nguyễn nói chủ tử này làm sao bây giờ a à, một người đều không có quân nguyễn biết cổ đại người chú trọng chính là thân thể tóc da đến từ cha mẹ không dám dễ dàng phá hoại còn nữa bọn họ cho rằng lấy máu sẽ thương tập nguyên khí cho nên không ai nguyện ý lấy máu thậm chí ngay cả nàng ra giá cao mua đại gia cũng chỉ là vây xem không ai tiến đến thử máu. Nghĩ trong phòng người lại không thua huyết liền không cứu, vì thế nói, ngươi trước cùng cô ảnh tới nghiệm hạ huyết. Hảo, thuộc hạ này liền nghiệm. Quân Nguyễn liền ở bên ngoài làm trò đại gia mặt giúp Thương Kiệt lấy huyết, lại kêu cô ảnh lại đây lấy huyết. Cuối cùng nghiệm đến cô ảnh cùng bên trong người là một cái nhóm máu. Nàng trực tiếp cấp cô ảnh trừ 200ml huyết, cũng làm Thương Kiệt hồi kỳ cửa hàng đem trong tiệm tiểu nhị cùng mặt sau những cái đó nữ tử đều kêu lên tới, sợ bọn họ lại đây chậm, khiến cho bọn họ ngồi xe ngựa lại đây. Thương Kiệt lĩnh mệnh rời đi, quân Nguyễn làm cô ảnh tiếp nhận Thương Kiệt sự, mà nàng cầm huyết túi hướng y quán bên trong khám gian đi đến, lâm đi vào thời điểm nhìn thoáng qua bị điểm huyệt đạo nữ nhân sau, hướng về phía phía sau cô ảnh nói, cho nàng cũng nghiệm cái huyết. Được đến mệnh lệnh đến cô ảnh cầm thử máu đồ vật hướng về kia nữ nhân đi đến, một bên lão đại phu thấy vậy ngạc nhiên đôi mắt cũng chưa chết quá. Hắn lúc này hiểu được, vừa rồi tiểu ca nói yêu cầu huyết là chuẩn bị cấp trong phòng người bị thương dùng, đến nỗi như thế nào có thể đi vào thân thể hắn liền không được biết rồi hắn hiện tại đặc biệt muốn biết vì thế hướng về cấp nữ nhân lấy máu cô ảnh nói tới cấp lão phu cũng trát một chút cô ảnh nghe vậy vui vẻ đáp ứng ngài hơi chút chờ một chút ta lập tức liền hảo bị diêm kim lấy máu nữ nhân thấy là cho nhà nàng nam nhân dùng nàng trong lòng cũng ôm một tia hy vọng đúng lúc này chờ có một đội binh mã hướng bên này được rồi lại đây mang đội đúng là khương xa đồ chờ tới rồi y quán cửa thời điểm, râu quai nón tức giận chỉ vào cô ảnh đối trên lưng ngựa Khương Sa Đồ nói, đại nhân, chính là bọn họ, mạnh mẽ đem lý nhị nương tử tấp khống chế được, còn đem lý nhị nâng vào y quán, không cho nhân gia nương tử thấy. 261 ta hiện tại vẫn là nam tử thân phận đâu. Râu quai nón lời này nói xong, Khương Sa Đồ nhìn về phía đưa lưng về phía hắn đang ở đối kia bị gọi là lý nhị nương tử nữ nhân làm gì đó cô ảnh, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đang làm gì, còn không chạy nhanh dừng lại cô ảnh không để ý đến hắn nhưng thật ra một bên lão đại phu cười nịnh nọt nói đại nhân hiểu lầm đây đều là hiểu lầm hiểu lầm cái gì nha không nhìn thấy lý nhị nương tử căn bản là không động đậy sao trâu quai nón tức giận nói hắn cùng lý nhị gia là hàng xóm nghe nói lý nhị bị thương hắn liền tới đây nhìn xem không nghĩ tới vừa lại đây liền thấy lý nhị nương tử ở nơi đó căn bản là không động đậy nghe được lời này lão đại phu hướng về cô ảnh cùng lý nhị nương tử nhìn thoáng qua tưởng giải thích cái gì nhưng lại không biết như thế nào giải thích chỉ có thể đứng ở một bên vừa lúc lúc này cô ảnh cấp lý nhị nương tử thải xong rồi huyết xoay người lại nhìn về phía người tới khương đại nhân ngươi nhận thức bản quan khương xa đồ vẽ mặt nghi hoặc hỏi tất nhiên là nhận được sau khi nói xong cô ảnh sốt ruột mà đi thử máu đi khương xa đồ thấy cô ảnh không hề để ý tới hắn hắn nhíu mày một bên lão đại phu đang chuẩn bị lại nói chút gì đó thời điểm quân nguyễn cấp trong phòng lý nhị treo lên huyết sau đi ra Khương đại nhân tới nơi này là có chuyện gì sao? Khương Sa Đồ đang nghĩ ngợi tới cái gì, đột nhiên giống như nghe thấy kỳ cửa hàng chủ nhân thanh âm. Hắn theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên là vị kia công tử. Khương Sa Đồ vẻ mặt mỉm cười mà hướng về phía Quân Nguyễn nói, nguyên lai là từ công tử ở chỗ này, xem ra thật là một hồi hiểu lầm. Hắn suy nghĩ một chút, vừa rồi giống như không nói gì thêm không nên lời nói, lúc này mới yên lòng. Này từ công tử là trong cung vị kia sư đệ không nói nhà bọn họ còn thiếu nhân gia một ân tình đâu người này tình còn không có còn đâu hắn nhưng thật ra mang theo người tới bắt nhân gia tới này không phải tìm ngược sao chờ ở nơi đó đâu quai nón nghe vậy sốt ruột mà kêu một tiếng đại nhân khương xa đồ không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái kêu la cái gì này trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm sau khi nói xong hắn nhìn về phía quân Nguyễn, từ công tử ngài xem kia phụ nhân quân Nguyễn đem đại thể ngọ nguồn cùng khương xa sách tranh vài câu rốt cuộc nhân gia là quản lý trị an nhân gia cho nàng phương tiện nàng cũng không thể quá mức không phải biết được sự tình trải qua khương sa đồ nhìn về phía lý nhị nương tử nói nháo cái gì nháo có thể được từ công tử cho ngươi nam tử cứu trị là các ngươi lớn lao vinh hạnh từ công tử y thuật chính là rất lợi hại lý nhị nương tử không thể động nhưng ánh mắt của nàng đã cho đáp án nàng cũng muốn cho nhà nàng nam nhân tồn tại khương sa đồ thấy vậy nhìn về phía quân biển từ công tử nếu không trước đem nàng cấp thả bản quan tưởng nàng có lần này giáo huấn nhất định sẽ không lại làm ầm ĩ khương xa đồ đều nói như vậy quân nguyễn lại há có thể không cho hắn cái mặt mũi vì thế nàng đi đến lý nhị nương tử bên người trực tiếp đem huyệt đạo cho nàng cởi bỏ nếu ngươi còn dám mắng ta trực tiếp đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ uy cẩu quân nguyễn lạnh lùng nói một câu sợ tới mức lý nhị nương tử chạy nhanh dùng tay bưng kín miệng lúc này thương kiệt cùng tống hoài an mang theo kỳ cửa hàng tiểu nhị cùng linh lan còn có những cái đó nữ tử ngồi xe ngựa đã đi tới quân nguyễn chỉ huy thương kiệt cùng tống hoài an hỗ trợ cùng cô ảnh cùng nhau thử máu thực mau liền tìm tới rồi cùng lý nhị đồng dạng nhóm máu người mà hắn nương tử nhóm máu lại cùng hắn không xứng đôi quân nguyễn cầm những cái đó huyết túi cùng linh lan cùng nhau tiến vào khám gian cô ảnh tiếp tục thủ cửa tống hoài an làm những người đó trở về mà hắn cùng thương kiệt cũng tranh giữ ở cửa thương xa đồ bởi vì tò mò cũng không có rời đi trong phòng quân nguyễn đem lý nhị cùng hắn nằm giường còn có linh lan một khối mang vào không gian Lúc này nàng phát hiện không gian. Trong viện nhiều ra một ít chữa bệnh khí giới, trong đó liền có CT cơ. Quân Nguyễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nàng mẹ cùng người nọ quan hệ không tồi, bằng không có thể nhanh như vậy liền đưa lại đây. Nàng lập tức đem sở hữu dụng cụ đều mua, cộng hoa hơn một ngàn vạn, ngạch trống bên trong tiền không đủ, nàng lại cầm hai chỉ ngọc bội đi ra ngoài trừ nợ. Chờ nàng tiếp hảo nguồn điện, liền cấp lý nhị chụp một cái CT phiến ra tới, thấy kết quả thời điểm, quân Nguyễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, khi gậy gỗ cũng không có thương tập lý nhị thân thể quan trọng bộ vị. Cuối cùng quân Nguyễn ở Linh Lan phối hợp hạ, liền ở không gian cấp lý nhị bắt đầu làm giải phẫu. Mà trong hoàng cung mặt diễm trở lại khuynh quân sau điện, phát hiện quân Nguyễn còn không có trở về, khiến cho Minh Thiên Giá xe ngựa ra hoàng cung. Chờ tới rồi kỳ cửa hàng sau mới biết được hôm nay phát ra sự. Bọn họ lại hướng về y quán bước vào. Trên đường thời điểm, mặt diễm cùng Minh Thiên đều mang lên trước kia mặt nạ, phòng ngừa bị người nhận ra tới. Mà lúc này quân Nguyễn đem Lý Nhị trước ngực kia căn gậy gỗ cấp rút đi ra ngoài, sau đó tiêu độc, phùng châm, băng bó liền mạch lưu loát. Chờ hết thảy đều xử lý tốt, thời gian cũng đi qua hơn một canh giờ. Quân Nguyễn lúc này mới đem giường mang theo người di ra không gian, đồng thời cũng đem Linh Lan mang ra không gian. Hôm nay quân Nguyễn hợp với làm hai đài giải phẫu, lúc này nàng sắc mặt có chút tái nhợt, đầu cũng có chút choáng váng, thân mình đi theo lay động một chút. Chủ tử Linh Lan chạy nhanh tiếng lên đỡ quân Nguyễn, lo lắng kêu một tiếng không có việc gì chính là có chút mệt mỏi nghỉ ngơi một lát liền hảo quân nguyễn có chút suy yếu đối linh lan nói một tiếng nàng vừa dứt lời từ bên ngoài liền tiến vào một cái mang theo mặt nạ nam tử hắn đôi mắt tất cả đều là lo lắng cùng đau lòng uyển nhi nghe bên tai vang lên quen thuộc trầm thấp thanh âm quân nguyễn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại sao ngươi lại tới đây nhìn quân nguyễn sắc mặt tái nhợt đầy người mỏi mệt bộ dáng mặt diễm đốn giác lo lắng không thôi tới đón ngươi hồi cung mặt diễm nói chặn ngang bế lên quân nguyễn hướng ra phía ngoài mặt đi đến căn bản là không để ý tới trên giường mới vừa làm xong giải phẫu lý nhị bị mặt diễm ôm hướng ra phía ngoài đi quân nguyễn sốt ruột nhỏ giọng nói ta hiện tại vẫn là nam tử thân phận đâu mặt diễm lại không có dừng lại bước chân chỉ là nói câu ngươi mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi quân nguyễn cảm thấy thực ấm áp ấm áp mà cười cũng liền tùy mặt diễm ôm chỉ là ở sau khi rời khỏi đây làm mặt diễm ngừng một chút nàng đối cô ảnh dặn dò một phen bên trong lý nhị chú ý tình huống Lúc này mới từ mặt diễm ôm rời đi, Linh lang đám người chạy nhanh đuổi kịp. Trừ bỏ quân Nguyễn cùng mặt diễm người ở ngoài, mọi người bao gồm Khương Sa Đồ đều vẻ mặt kinh ngạc, này từ công tử như thế nào là một cái nam tử cấp ôm ra tới? Chẳng lẽ hắn là đoạn tụ? Khương Sa Đồ trong lòng đặc biệt biệt nữ, nếu hắn nhớ không lầm nói, này từ công tử nói chính là nhà hắn Trung đã có thê tử đi, kia hắn là một nam tử ôm, là nam nữ thông ăn sao? Chương 262 là ai chọc đến nhà ta liên nhi không cao hứng? Mặt diễm ông quân quyển lên xe ngựa lúc sau, quân quyển liền ở trong lòng ngực hắn đã ngủ. Chờ trở lại hoàng cung lúc sau, quân quyển mới tỉnh lại. Lâm ma ma đã đem cơm làm tốt, ở trong nồi ấm áp. Mặt diễm gọi người đánh tới nước tắm, chờ quân quyển tắm rửa xong cơm nước xong sau, nàng chỉ là ở tiểu cảnh sâm trên má hôn một cái, nói câu mụ mụ ái ngươi. Liền sớm mà lên giường ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, quân quyển còn không có lên đâu, mặt liên liền mang theo nàng cung nữ đổ quyên sớm tìm lại đây lúc này linh lan chính mang theo tiểu cảnh sâm ở luyện tập đi đường mặt liên thấy vậy tiến lên bế lên tiểu cảnh sâm liền hướng về hắn gương mặt hôn một cái tiểu cảnh sâm ghét bỏ dùng tay nhỏ xoa xoa chính mình gương mặt nha ngươi còn ghét bỏ khởi ngươi cô cô ta tới rồi nói thừa dịp tiểu cảnh sâm không chú ý lại ở hắn một cái khác trên má nhanh chóng hôn một cái sau đó ha 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 nở nụ cười tiểu cảnh sâm dùng sức mà dùng tay nhỏ xoa mặt sau đó đem đầu vặn hướng về phía linh lan hướng nàng vương đôi tay Mạc Liên cũng không hề đậu hắn, đem hắn đưa tới Linh Lan trong lòng ngực. Ta tẩu tử đâu? Nhà ta chủ tử ngày hôm qua xem bệnh quá mệt mỏi, hiện tại còn không có khởi đâu. Linh Lan tiếp nhận tiểu cảnh sâm, nhìn hướng nhà nàng chủ tử tẩm cung bên trong nhìn xung quanh, Mạc Liên cười nói: Ngài là có cấp sự sao? Nếu không nô tỳ đi xem. Nghe nói quân nguyễn ngủ không khởi, Mạc Liên vội vàng lắc đầu, không cần, ta cũng không nhiều lắm sự, ta đi trước. Quay đầu lại lại nói. Nói, Mạc Liên thất thần mà rời đi. Linh Lan vẻ mặt nghi hoặc, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, liền tiếp tục mang theo tiểu cảnh xâm luyện tập đi đường. Mà mặt Liên từ khuynh quân điện ra tới sau liền hướng về Vĩnh Phúc cung đi đến, trên đường gặp phải mang theo người tuần tra hoàng cung Tống Hạo Nhiên. Mạc tướng tham kiến công chúa. Tống Hạo Nhiên cung kính mà hành lễ, những người khác cũng đi theo cùng nhau hành lễ. Mặt Liên thấy Tống Hạo Nhiên đối nàng một bộ tất cung tất kính bộ dáng, tâm tình mạc danh bực bội, nàng chỉ vào Tống Hạo Nhiên liền nói, không nhìn thấy bản công chúa lại đây sao? ngươi chẳng những không cho nói, ngược lại còn chặn bản công chúa đường đi, ngươi phải bị tội gì. Tống hạo nhiên nhìn nhìn hắn trạm vị trí. Hắn mang theo người rõ ràng đã dựa vào tường đi rồi, hơn nữa rõ ràng chính là trước mắt vị này tổ tông chống đỡ hắn lộ, chính là nhìn xoa eo, tức giận mặt liên, hắn lại không tức giận được tới, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, là mặt tướng sai, mặt tướng này liền cấp công chúa nhường đường. Nói hắn nghiêng người lui một bước, cấp mặt liên đằng ra thông đạo. Nhìn hắn kia phó thuận theo bộ dáng, mặt liên khí càng không đánh một chỗ tới, nàng đối với Tống Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, liền mang theo Đỗ quyên vào Vĩnh Phúc Cung. Tống Hạo Nhiên nhìn rời đi mặt liên bóng dáng, cúi đầu nghĩ cái gì? Lúc này, hắn phía sau thủ hạ thấu tiếng. Lên, cười nói, đại nhân, công chúa có phải hay không coi trọng ngươi? Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Tống Hạo Nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không được nói bậy, ngươi như vậy có tổn hại công chúa danh dự. Hắn thủ hạ rụt rụt cổ, ngượng ngùng mà tâm miệng tống hạo nhiên nhìn thoáng qua mặt liên rời đi phương hướng sau mang theo hắn thủ hạ người tiếp tục tuần tra mà lúc này mặt liên đã vào vĩnh phúc cung di quý phi chính ăn đồ ăn sáng đâu nhìn vẻ mặt không cao hứng mặt liên cười hỏi là ai chọc đến nhà ta liên nhi không cao hứng mặt liên biểu môi còn không phải cái kia đáng giận tống mới nói được nơi này nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại sắc mặt ửng đỏ ngượng ngùng nói không không có gì di quý phi lắc đầu nàng nữ nhi rốt cuộc trưởng thành biết thẹn thùng bất quá nàng thích tống hạo nhiên này liền có chút khó làm phò mã không được nhập sĩ đây là lão tổ tông định ra quy định tống hạo nhiên chẳng những là cấm quân thống lĩnh vẫn là uyển nhi thủ hạ uyển nhi vì cảnh sâm khẳng định sẽ đối hắn ủy lấy trọng trách nhưng nàng nữ nhi nàng biết nha đầu này ngày thường nhìn một bộ ngây ngốc bộ dáng kỳ thật nàng tính cách rất là bướng bỉnh nhận chuẩn sự tình chính con trâu đều kéo không trở lại nghĩ đến đây di quý phi quyết định tìm cái thời gian thăm thăm tống hạo nhiên khẩu khí lại nói nàng trong lòng có chủ ý sau liền không hề nghĩ việc này mà là vẻ mặt từ ái mà nhìn mặt liên hỏi ăn cơm sao còn không có đâu mặt liên lắc đầu nói ta là từ ta tẩu tử nơi đó lại đây ta tẩu tử ngủ đến còn không có khởi ta liền nghĩ lại đây bồi ngài dùng bữa tới di quý phi sai người lại thêm một bộ chén đũa mẹ con hai người biên liêu biên dùng thiện mà bên kia quân nguyễn ở mặt liên rời đi sau đó không lâu nàng liền tỉnh lại bởi vì lo lắng lý nhị thương tình nàng ăn một ngụm cơm lúc sau hóa trang liền mang theo dạ ảnh cùng đêm sát rời đi hoàng cung trực tiếp tới rồi lý nhị ở y quán ở không xuống xe ngựa thời điểm nàng liền từ không gian trung mua một ít rửa sạch miệng vết thương nước thuốc lại mua một ít băng bó miệng vết thương dùng đến đồ vật cùng một ít thuốc chống viêm ra tới còn có dùng một lần truyền dịch quản đều dùng một cái bố bao sau đó nàng trực tiếp xuống xe ngựa lão đại phu thấy quân nguyễn tới hắn cười đón đi ra ngoài tiểu ca ngài tới rồi hôm nay buổi sáng tên kia người bị thương liền tỉnh lại hắn không nghĩ tới bị hắn định rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ người cư nhiên thật sự bị trước mắt vị này tiểu ca cấp cứu trở về, này tiểu ca còn tuổi nhỏ y thuật cư nhiên như vậy cao minh. Quân Nguyễn cười cười, tối hôm qua làm phiền ngài. Nói nàng lại nương ống tay áo từ không gian trung lấy ra hai thỏi bạc tử để hướng về phía lão đại phu, người còn phải ở ngài y quán bên trong đãi hai ngày, ngài giúp đỡ chăm sóc một chút, đây là cho ngài phí dụng. Lão đại phu nghe vậy nhận lấy, hảo thuyết, lão phu này y quán mở ra vốn dĩ chính là vì trị bệnh cứu người, nếu vị kia người bị thương hiện tại đã mất sinh mệnh nguy hiểm, dư lại sự tình lão phu vẫn là có thể ứng phó lại đây. Nói hắn tiếp đón quân Nguyễn tiến vào khám giang. Lúc này khám giang, trừ bỏ lý nhị vợ chồng ngoại, cô ảnh cũng ở chỗ này. Thấy quân Nguyễn tiến vào, cô ảnh chạy nhanh lên, chủ tử. Ân. Quân Nguyễn lên tiếng hướng về trên giường lý nhị đi đến. Lý nhị nương tử thấy quân Nguyễn sau, vẻ mặt ngượng ngùng. Nàng không nghĩ tới tên này công tử thật sự có thể đem nàng nam nhân cứu sống, Muốn sớm biết như thế, nàng là trăm triệu sẽ không mắng bọn họ. Mà Lý Nhị nhìn đến Quân Nguyễn thời điểm vẻ mặt cảm kích, chính là vì công tử này đem hắn cấp cứu sống. Quân Nguyễn đi đến Lý Nhị mép giường, bắt đầu cho hắn kiểm tra lên. Lúc này, cô ảnh vội vàng nói, "Ấn chủ tử phân phó, hắn tỉnh lại sau, thuộc hạ chỉ cho hắn uống lên một chút thủy, không có ăn cái gì." Quân Nguyễn nghe vậy gật gật đầu, hướng về phía Lý Hai đạo, còn có nào không thoải mái sao? Lý Nhị lắc đầu, khàn khàn thanh âm, "Cảm ơn ngài." ta nghe nói nhà ta. Bà nương mắng ngài, ta thế nàng cho ngài nhận lỗi. Nói, hắn thế nhưng dãy dụ muốn ngồi dậy. Lý nhị nương tử cả kinh, chạy nhanh ngăn lại lý hai đạo, ngươi làm gì? Ngươi không muốn sống nữa. Ta tới, ta tới xin lỗi còn không được sao? Nói, nàng cấp quân Nguyễn quỳ xuống, vị công tử này, ngày hôm qua là ta không đúng, ta không nên không phân xanh đỏ đen trắng liền mắng các ngươi, là ta tâm nhãn nhi tiểu, ta. Ta hướng ngươi dập đầu xin lỗi nói lý nhị nương tử liền thịt 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 trên mặt đất dập đầu ba cái thẳng đem tráng đều khái trầy da lúc này quân nguyễn mới lãnh đạm mà nói được rồi nghe được quân nguyễn lời nói lý nhị nương tử vội vàng lên nói đa tạ công tử đại nhân có đại lượng tha thứ chúng ta quân nguyễn không để ý đến nàng mà là cấp lý nhị thay đổi dược lại lần nữa băng bó miệng vết thương cho hắn treo lên dịch công đạo cấp lão đại phu liền mang theo cô ảnh cùng già dạ ảnh đêm sát rời đi y quán về tới kỳ cửa hàng chờ nàng cấp đặng tử duyệt thay đổi dược treo lên dịch, công đạo đặng tử duyệt rút châm sau liền rời đi về tới hoàng cung. Mới vừa đi đến khuynh quân cửa đại điện, nàng nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía dạ ảnh, hôm nay là ngày mấy. Dạ ảnh cung kính mà đáp, ba tháng sơ chính, ly tiểu chủ tử đại điển kế vị còn có 14 thiên. Quân Nguyễn nghe vậy, nhớ mày suy tư một lát, hỏi, bá tánh hiện tại đã bắt đầu trồng trọt đi. Dạ ảnh suy nghĩ một chút, hồi chủ tử, giống biến thành nói hiện tại vừa lúc bắt đầu loại hoa màu, thời tiết nhiệt địa phương, đều là loại hai mùa hoa màu, bọn họ không ăn Tết thời điểm cũng đã loại thường, lại quá không đến 5 tháng liền có thể thu hoạch. Quân Nguyễn nghe vậy xoay người hướng về ngự thư phòng phương hướng đi đến, đi, đến ngự thư phòng tìm mặt diễm đi. Dạ ảnh cùng đêm sát thấy vậy vội vàng đuổi kịp. Chờ quân Nguyễn mang theo hai người tới rồi ngự thư phòng cửa thời điểm, vương mới cùng Minh Thiên đang đứng ở bên ngoài chờ đâu. Vương mới là đi theo di quý phi cùng nhau trở về, hiện tại mặt diễm khôi phục hắn thái giám tổng quản vị trí. Thấy quân Nguyễn lại đây, hai người đang chuẩn bị cấp quân Nguyễn hành lễ, bị quân Nguyễn cấp ngăn lại, mặc diễm ở bên trong sao. Vương mới chạy nhanh gật gật đầu, Khang Vương cùng chư vị đại nhân cũng ở bên trong đâu. Quân Nguyễn nghe vậy không có lại về phía trước đi, mà là ngừng ở tại chỗ. Lúc này, ngự thư phòng bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Khởi bẩm thái thượng hoàng, bởi vì năm trước tình hình tai nạn không ngừng, hơn nữa chiến loạn, triều đình kho lúa sớm đã hư không, cho nên, năm nay cày bừa vụ xuân chỉ sợ không có như vậy nhiều hạt tới gieo giống. Thanh âm này vừa nói xong, hơn nửa ngày ngự thư phòng bên trong đều lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Qua sau một hồi, bên trong truyền đến mặt diễn uy nghiêm thanh âm, kia y theo ngươi ý tứ nên như thế nào làm. Thần cho rằng hẳn là từ dân gian thu thập chút lương thực, trước đêm năm nay mà loại thượng, chờ sang năm được mùa thời điểm lại đem lương thực bổ thượng. Bá tánh đều không có lương thực, đi nơi nào thu thập. Quân Nguyễn nghe ra, những lời này là Hạ Hoành nói. Không được liền từ những cái đó lương thương trong tay mua sắm một ít trở về, tổng không thể chậm trễ trồng trọt. Vừa rồi người nọ nói. a, à, lương thương. Ngươi biết bọn họ lương thực bán nhiều ít bạc một thạch sao? Ngươi lại biết hiện tại quốc khố có bao nhiêu tồn bạc sao? Lúc này, một người phản bác nói. Liền tính lại quý cũng đến mua, nếu bởi vì không có hạt liền không trồng trọt nói, bá tánh ăn cái gì, những cái đó binh lính lương hướng lại làm sao bây giờ? đang ở đại gia tranh luận không thôi thời điểm, quân Nguyễn đẩy cửa ra đi vào. Tức khắc tất cả mọi người câm miệng không nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Đương thấy là quân Nguyễn thời điểm, đều vội vàng hành lễ, thần chờ tham kiến Thái Hậu. Quân Nguyễn cười đối mọi người nói, chư vị đại nhân miễn lễ đi. Mà Mạc Diễm vừa thấy đến quân Nguyễn đi vào tới, lập tức đứng lên hướng về quân Nguyễn đi đến. Nguyễn Nhi, sao ngươi lại tới đây? Quân Nguyễn trên mặt treo ôn hòa mỉm cười, trực tiếp sảng khoái nói, ta tới cấp đại gia đưa hạt tới rồi. Nghe vậy, mặt diễn biết nhà hắn uyển Nhi nói chính là nàng trong không gian những cái đó khoai tây chờ lương thực. Mặt hoáng cùng hạ hoành tuy không biết quân Nguyễn từ nơi nào có thể lộng tới lương thực, nhưng bọn hắn tin tưởng quân Nguyễn nói chính là thật sự. Nhưng ở ngự thư phòng mặt khác đại thần đều tỏ vẻ hoài nghi. Bọn họ đều cảm thấy quân Nguyễn một cái nữ tác nhân gia, nhất định không biết long xa sở hữu quan mà loại xong yêu cầu nhiều ít hạt, cho nên mới sẽ giỏng dạc mà nói như vậy lúc này bọn họ trên mặt lộ ra khinh thường thật không biết bọn họ thái thượng hoàng vì cái gì sẽ như thế thích nữ nhân này chẳng lẽ liền bởi vì nàng bồi thái thượng hoàng mẫu phi lưu đầy quá sao mọi người tỏ vẻ không thể lý giải rốt cuộc nàng trừ bỏ long nguyên thái hậu thân phận ở ngoài vẫn là ngân lan quốc công chúa nàng như thế nào sẽ toàn tâm toàn ý vì long nguyên hảo đâu bất quá mọi người tưởng là như thế này tưởng nhưng ngại với mặt diễm long uy ai đều không có nói cái gì chỉ là một bộ xem kịch vui biểu tình Quân Nguyễn cùng mặt diễm đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, Quân Nguyễn không nói gì thêm, dù sao nàng lại không phải vì bọn họ, bọn họ ái nghĩ như thế nào cùng nàng không quan hệ, mặt diễm lại hừ lạnh một tiếng, đôi mắt không vui nhìn mọi người liếc mắt một cái, sợ tới mức mọi người đều chạy nhanh cúi đầu. Lúc này, mặt hoáng kích động nói, thật sự. Hoàng tẩu, ngày nơi đó có hạt A, kia thật tốt quá, cái này không cần vì hạt phát sầu. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía mặt diễm, Hoàng Huynh, nếu sự đã giải quyết, khi thần đệ có phải hay không là có thể trước rời đi hắn đã sớm đói trước tâm dáng phía sau lưng nếu không phải mới nhậm chức hộ bộ thượng thư mã điền nói hắn là nhiếp chính vương ngạnh lôi kéo hắn lại đây hắn lúc này đều cơm nước xong ngủ cái hồi luân giác mặt diễm phất phất tay đều tan đi những người khác nghe vậy đều chạy nhanh hành lễ hướng ra phía ngoài mặt đi đến mã điền nghe vậy lại nóng nảy này thái hậu nương nương nói có hạt nhưng hạt ở đâu đâu các nơi phủ nha nhưng chờ hạt xuống đất đâu hắn nhìn xem đại gia rời đi thân ảnh, cuối cùng cắn răng một cái, đánh bạo nói, xin hỏi nương nương, ngài nói hạt hiện tại ở nơi nào a? À? vi thần cũng hảo phái người đi lấy. Lời này vừa ra, còn lại mấy người đều dừng lại bước chân, vẻ mặt tò mò xoay người lại nhìn về phía quân Uyển, chờ đợi đáp án. Quân Uyển cười tủm tỉm mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở mã điền trên người, tạm thời không cần, ai ra những cái đó hạt là cùng kỳ cửa hàng chủ nhân mua, đều là một ít hiếm lạ hạt. Đến lúc đó hắn phái người thông tri A Gia thời điểm, ai ra lại làm người đi tìm ngươi đi. Nghe nói là cùng kỳ cửa hàng chủ nhân mua, Mã Điền nhẹ nhàng thở ra, kia hẳn là chính là thật sự, rốt cuộc kỳ cửa hàng bán đồ vật đều là bọn họ chưa thấy qua, có thể thấy được kia chủ nhân bản lĩnh. Những người khác cũng một bộ hiểu rõ biểu tình. Cách không được nàng dám như vậy dõng dạc, nguyên lai là kỳ cửa hàng, chủ nhân cho nàng chống lưng A, như vậy tưởng tượng, bọn họ cũng liền không có gì lời nói hảo thuyết, sôi nổi cáo lui. Chờ mọi người toàn bộ rời đi ngự thư phòng lúc sau, mặt diễm đau lòng nói, lại đi ra ngoài, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Ngày hôm qua mệt thành như vậy, hôm nay lại sớm lên, hiện tại còn muốn nhọc lòng hắn trên triều đình sự tình. Quân Nguyễn đối hắn lộ ra một cái trấn an mỉm cười, ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hơn nữa ta nếu là không đi nói, ta sợ người nọ miệng vết thương cảm nhiễm, thật vất vả đem hắn từ tử thần trong tay kéo trở về, lại bởi vì nhất thời đại ý làm hắn ném mệnh, kia ta ngày hôm qua nỗ lực không phải uổng phí. Mặt diễm biết quân Nguyễn nói có lý, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, hảo đi, nhưng ngươi nhớ kỹ muốn chiếu cố hảo chính mình, ngàn vạn đừng làm chính mình quá mệt mỏi. Ân, đã biết, lòng ta hiểu rõ. Quân. Viễn cười tủm tỉm mà nhìn về phía mặt diễm, còn có việc sao? Không có việc gì chúng ta liền về đi, đều đến cơm điểm. Hảo, chúng ta trở về. Chương 263 đi dạo phố. Trở lại khuynh quân điện lúc sau, đồ ăn đã chuẩn bị hảo. Từ ra lần trước sự lúc sau, hết thảy công việc đều là lâm ma ma tự tay làm lấy, không giả tay với người sợ tái xuất hiện cái gì sai sót trải qua mấy ngày nay luyện tập tiểu cảnh sâm đã có thể vững vàng mà đi một đoạn đường thấy quân nguyễn cùng mặt diễm trở về hắn cười hướng quân nguyễn thật cẩn thận mà đi tới quân nguyễn tưởng đậu đậu hắn liền giấu ở mặt diễm phía sau ai ngờ tiểu cảnh sâm trố mắt một chút sau đó xoay người rời đi còn mang theo chạy chậm sợ mặt diễm tiến lên ôm hắn dường như mặt diễm đầy mặt hắc tuyến tên tiểu tử thú này đây là không thích hắn ý tứ sao Phúc quân Nguyễn nhịn không được phun bật cười, thấy mặt diễm kia mặt đen, càng thêm hết sức vui mừng. Mặt diễm nhìn về phía quân Nguyễn vẻ mặt quỷ khuất, Nguyễn Nhi. Thấy hắn bị bọn họ Nhi tử ghét bỏ, nàng liền như vậy cao hứng sao. Quân Nguyễn cố gắng nhịn cười, chạy nhanh trấn an, được rồi được rồi, ai làm ngươi này thường đối Nhi tử hung đâu. Mặt diễm một nghẹn. Quân Nguyễn chạy nhanh tách ra đề tài, chúng ta ăn cơm trước đi, chờ một chút còn muốn tìm địa phương phóng lương thực đâu. Đúng đúng, chạy nhanh sấn nhiệt ăn cơm. Lâm ma ma bưng đồ ăn đi đến, nghe thấy quân Nguyễn nói chạy nhanh ăn cơm, nàng cũng vội vàng nói. Mặc diễm biết quân Nguyễn là cố ý tách ra đề tài, nhưng có thể làm sao bây giờ, chính mình nữ nhân hài tử, chỉ có thể sủng. Mà bên kia vĩnh phúc cung trung. Mặt liên ở bồi di quý phi ăn xong đồ ăn sáng liền rời đi, tới gần giữa trưa thời điểm, di quý phi phái người đem tống hạo nhiên kêu lại đây. Đang nói vài câu râu ria đề tài sau, di quý phi thần sắc phát tạp mà nhìn về phía tống hạo nhiên, tống thống lĩnh nhưng có ái mộ cô nương. Tống Hạo Nhiên nghe thấy lời này có nhất thời phát ngốc, chờ lấy lại tinh thần lúc sau lắc đầu nói, mặt tướng tạm thời còn không. Có ái mộ người. Nga Tống thống lĩnh năm vừa mới bao nhiêu. Hồi bẩm nương nương, mặt tướng năm nay 20 có một. Di Quý Phi gật gật đầu, là nên thành gia tuổi tác, ngươi nếu là có yêu thích người, bổn cung làm thái thượng hoàng làm chủ cho ngươi tứ hôn. Tại nương nương hậu ái, mặt tướng tạm thời không có cưới vợ tính toán. Di Quý Phi nghe vậy minh bạch, này Tống Hạo Nhiên đối nàng nữ nhi đây là không có ý tưởng a. À. Nàng trong lòng thở dài một tiếng, cũng không hề nói thêm cái gì, làm Tống Hạo Nhiên rời đi. Mặt tướng cáo lui. Tống Hạo Nhiên rời đi sau, Di Quý Phi ngồi ở chỗ kia trầm tư lên. Nếu Tống Hạo Nhiên không phải uyển nhi thuộc hạ nói, nàng nhưng thật ra có thể cưỡng chế cho bọn hắn tứ hôn, sau đó tùy tiện làm nhà nàng Diễm Nhi cho hắn cái quan chức, dở xuống này cấm quân thống lĩnh chức vị, hoặc là hắn nếu là cũng đối liên nhi có ý tứ nói, nàng cũng có thể dán mặt đi tìm Nguyễn Nhi cầu tình muốn người. Nhưng hiện tại, Di Quý Phi có chút đầu nổi lên tới. Mà bên kia, quân Nguyễn đám người cơm nước xong sau, nàng chuẩn bị trực tiếp mang theo mặt Diễm Thuấn Di đến kỳ cửa hàng, thời điểm, lại bị mặt Diễm giao trách nhiệm cần thiết ngồi xe ngựa đi. Nguyễn Nhi, đáp ứng ta, về sau có thể không cần Thuấn Di liền tận lực không cần dùng. Mặt Diễm nhìn quân Nguyễn nghiêm túc nói. Quân Nguyễn biết mặt Diễm đều là vì nàng hảo, Trước cuộc Thuấn Di hao phí nàng tinh thần lực nàng gật gật đầu, đối với mặt diễm lộ ra một cái ngoan ngoãn mỉm cười, ta đã biết, lần sau ta sẽ chú ý. Mặt diễm dắt quân Nguyễn tay, đem nàng ôm vào trong lòng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Nguyễn Nhi, nhớ rõ ngươi hôm nay đáp ứng rồi lời nói. Ân. Quân Nguyễn dùng sức gật gật đầu, lúc này mới kêu bên ngoài dạ ảnh đi bộ xe ngựa, mà nàng cho chính mình cùng mặt diễm hóa cái trang. Tiểu cảnh sâm vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, đương hắn mắt thấy vốn là chính mình cha mẹ lại biến thành hai cái xa lạ nam tử thời điểm, hắn nhìn bọn hắn chầm chầm dùng sức xem, nhìn, nhìn, miệng một phiết, qua khóc lên. Vốn dĩ ở thu thập đồ vật lâm ma ma sốt ruột chạy tới, làm sao vậy? Làm sao vậy? Linh Lan cười nói, Hoàng thượng là đột nhiên không nhận biết chủ tử cùng Thái Thượng Hoàng, cho nên mới khóc. Lúc này tiểu cảnh sâm nếu có thể nói rõ ràng nói, hắn nhất định sẽ nói, ta đó là bởi vì bọn họ hóa trang không nhận biết khóc, rõ ràng chính là bọn họ lại muốn đi ra ngoài, mà đem ta lưu tại trong nhà mới khóc sao? Quân Nguyễn bế lên tới hống trong chốc lát tiểu cảnh sâm, thẳng đến hắn ngủ rồi, bọn họ mới rời đi. Xe ngựa là cái loại này bình thường nhất xe ngựa, lên phố lúc sau căn bản là vẫn không dậy nổi người khác chú ý, dạ ảnh mấy người cũng đều mang lên mặt nạ, rất nhanh xe ngựa tới rồi kỳ cửa hàng cửa. Quân Nguyễn làm đêm sát đi đem Tống Hoài An kêu lên tới, cũng làm Minh Thiên đi tìm hộ bộ thượng thư, làm hắn phái người tới nơi này kéo lương thực. Dặn dò xong lúc sau, mới làm dạ ảnh đem xe ngựa chạy tới kỳ cửa hàng mặt sau nhà kho này nhà kho là nàng làm thương kịp mua, cùng đặng tử duyệt các nàng trụ sơn một tường chi cắt. Tới rồi trong viện sau, quân Nguyễn không có vào nhà, trực tiếp đem trong không gian những cái đó lúa mạch, khoai tây, khoai lang đỏ cùng bắp đều di ra tới, trong đó lúa mạch cùng bắp trang túi, khoai lang đỏ cùng khoai tây trực tiếp liền tán ở trên mặt đất. Từ quá xong năm đến bây giờ, nàng đã thu hoạch 4 lần hoa màu, tổng cộng 4.000 mẫu đất, mỗi dạng đều loại 1.000 mẫu, hơn nữa lúa mạch cùng bắp mỗi mẫu đều có thể thu 2.000 nhiều cân, khoai lang đỏ cùng khoai tây mỗi mẫu đều có thể thu một vạn nhiều cân liền nhiều như vậy có đủ hay không cũng liền nó quân nguyễn nói mặc diễm nhìn đem toàn bộ sân đều chiếm cứ lương thực tự đáy lòng nói uyển nhi cảm ơn ngươi có này đó là đủ rồi lại không phải cả nước hiện tại đều trồng trọt những cái đó loại hai mùa hoa màu địa phương hiện tại không cần phải xen vào đang nói đêm sát cùng tống hoài an đi đến nhìn trong viện chất đầy lương thực liền đặt chân địa phương đều không có tống hoài An cũng chính là vừa mới bắt đầu kinh ngạc một chút, thực mau hắn liền khôi phục bình tĩnh. Chủ tử, ngài tìm thuộc hạ. Ân. Quân Nguyễn lên tiếng, chờ một chút Minh Thiên dẫn người tới kéo này đó lương thực, ngươi phụ trách nhìn điểm, chính yếu đừng làm người vào phòng đi. Trong phòng đều là nàng cấp kỳ cửa hàng tồn hóa. Thuộc hạ Minh Bạch. Đêm nơi này hết thảy đều an bài hảo lúc sau, Quân Nguyễn cùng mặt Diễm mang theo dạ ảnh cùng đêm sát lúc này mới rời đi. Chủ tử, hồi cung sao? giá xe ngựa già dạ, ảnh hỏi. Về đi. Trước sẽ không. Hai người đồng thời nói. Quân Nguyễn khó hiểu nhìn về phía mặt diễm, ngươi không trở về cung không vội sao. Mặt diễm câu môi cười, vội, nhưng so với hồi cung bận rộn, vẫn là uyển nhi ngươi càng quan trọng một ít. Miệng lưỡi trơn tru. Quân Nguyễn oán trách trừng mắt nhìn mặt diễm liếc mắt một cái. Mặt diễm cũng không để bụng, duỗi tay loát một chút quân Nguyễn cái trán tóc mái, khó được chúng ta hôm nay cùng nhau ra tới, vi phu bồi ngươi đi dạo này kinh thành. Trước kia cũng liền thôi, rốt cuộc khi đó còn không phải nhà hắn Uyển Nhi, hắn không có gì hảo tiếc núi, nhưng từ hắn cùng nhà hắn Uyển Nhi ở bên nhau lúc sau, còn chưa từng có cố ý lên phố dạo quá đâu. Nghe mặt Diễm nói, quân Nguyễn cũng có chút chờ mong, hảo nha, vậy đi dạo đi. Hai người dứt khoát xuống xe ngựa, trực tiếp đi bộ đi dạo lên. Tuy rằng nàng không gian có rất nhiều đồ vật, hơn nữa cái gì đều có, nhưng đi dạo phố mua đồ vật là mỗi người đàn bà đều thích sự tình, quân quyển cũng không ngoại lệ. Chương 264 chơi ngươi. Ngươi cũng xứng. Mặt diễm thấy quân Nguyễn một bộ chờ mong ánh mắt, hắn liền biết hắn quyết định này là chính xác. Chỉ chốc lát sau, mặt diễm trên tay liền nhiều thật nhiều đồ vật, có một ít tiểu vật phẩm trang sức, là nàng chuẩn bị đưa cho lâm ma ma cùng linh lan, còn có hạt dẻ rang đường, hồ lô ngào đường chờ, quân Nguyễn trên tay còn cầm một chuỗi đường hồ lô ở ăn. Lúc này, nàng thấy bên cạnh có một cái lão đầu nhi ở thổi đồ chơi làm bằng đường nàng hưng phấn mà lôi kéo mặt diễm cánh tay hướng về lão đầu nhi quầy hàng đi đến. Cụ ông, ngày này đồ chơi làm bằng đường như thế nào mua? Lão đầu nhi thấy là hai vị tuổi trẻ công tử, cười nói, 30 văn một cái, ngài phải làm hai cái nói liền cấp 50 văn hảo. Khi ngài liền cho chúng ta, ta làm, ta cho ngươi một lượng bạc tử, ngươi cấp bổn công. Bổn tiểu thư làm một cái. Không chờ quân Nguyễn nói xong, một mang mũ có rèm, ăn mặc phấn hồng váy áo thiếu nữ liền từ phía sau chạy tới, đem quân quyển nói dành trước nói xong sau đó từ trong lòng ngực móc ra một khối bạc vụn ném đến lão đầu nhi trước mặt mặt diễm nháy mắt sắc mặt âm trầm lên quân quyển thần sắc cũng khó coi này lão nhân có chút khó xử lên xem này ba người ăn mặc đều không giống người thường hắn chỉ là một cái tay nghề người dựa này dưỡng da sống tạm hắn ai đều đắc tội không nổi này cái gì này còn không chạy nhanh lúc này chung quanh người qua đường sôi nổi ghé mắt đối với tên này hồng nhạc váy áo thiếu nữ chỉ chỉ rõ rõ, thậm chí còn có người khe khẽ nói nhỏ. Người này như thế nào có thể như vậy đâu? Chính là, minh bạch nếu là nhân gia hai vị này công tử trước tới sao? Nghe được chung quanh người nghị luận, thiếu nữ có chút thẹn quá thành giận, có các ngươi chuyện gì, bổn tiểu thư cấp bạc nhiều, đương nhiên trước cấp bổn tiểu thư làm. Sau khi nói xong, nàng xoay người ghét bỏ mà nhìn về phía quân quyển cùng mặt diễm, nói nữa, hai cái đại nam nhân, bên đường thanh khanh ta ta, thật là không biết xấu hổ. Mặt diễm nghe thấy câu nói, trên mặt tức giận càng thêm nồng đậm. Hắn đang muốn phát hỏa, quân viễn lại giữ chặt hắn, sau đó hướng về phía hắn lắc đầu. Mặt diễm thấy vậy, tuy không biết quân viễn muốn làm gì, nhưng hắn thực nghe lời không có nói nữa. Chỉ nghe quân viễn hừ lạnh một tiếng, nha A, nguyên lai là bị trong nhà sủng hư thiên kim tiểu thư A, trách không được như vậy ngang ngược ương ngạnh. Hừ, ngươi nói ai ngang ngược ương ngạnh đâu. Thiếu nữ tức muốn. Học máu nói. Ai đáp ứng nói ai bái ngươi. Nữ tử khí nhất thời nói không ra lời, cuối cùng quát, ngươi lớn mật. Quân Nguyễn lại không hề để ý tới nàng, mà là đối với lão đầu nhi nói, liền dựa theo nàng ý tứ, ta ra 10 lượng bạc cho chúng ta làm một đôi đồ chơi làm bằng đường. Lão đầu nhi gật gật đầu, đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, kia thiếu nữ đột nhiên nói, bổn tiểu thư ra 20 lượng. Nói xong ánh mắt khiêu khích mà nhìn chầm chầm quân Nguyễn. 200 lượng. Quân Nguyễn kinh phiêu phiêu mà nói một câu. 400 lượng khi thiếu nữ buộc miệng thốt ra. Hảo, bản công tử nhường cho ngươi. Quân Nguyễn trong tay hồ lô ngào đường đã bị nàng ăn xong, nàng lại từ mặt diễm trong tay tiếp nhận một cây hồ lô ngào đường cắn một ngụm. Lúc này, nữ tử phản ứng lại đây, ngươi chơi ta. Quân Nguyễn ăn xong cuối cùng một ngụm đường hồ lô, chơi ngươi. Ngươi cũng xứng. Nàng những lời này có thể nói kiêu ngạo cùng vọng. Ngươi. Khi thiếu nữ bị nghẹn một chút, lại nghe người bên cạnh đối nàng chỉ trích, nàng đột nhiên từ bên hông rút ra roi, hướng tới quân uyển quăng qua đi. ngươi dám? vô dụng quân uyển ra tay, mặt diễm liền nhéo lên một viên hạt dẻ rang đường bắn về phía thiếu nữ. lúc này từ một bên bay qua một đạo màu đỏ thân ảnh trắng thiếu nữ trước mặt, cùng sử dụng trong tay hắn cây quạt chặn mặt diễm bắn lại đây hạt dẻ. quân uyển thấy rõ người tới sau nhíu một chút mày, tùy ly hạt. hắn như thế nào tới? nàng ánh mắt mang theo dò hỏi mà quay đầu nhìn phía mặt diễm, mặt diễm đối nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. lúc này thiếu nữ thanh âm mang theo ủy khuất mà hướng về phía tùy ly hạt nói tam ca bọn họ khi dễ người người nhất định phải thay ta báo thù quân nguyễn thầm nghĩ nguyên lai là đại lương công chúa trách không được đâu không chờ tùy ly hạt nói chuyện nàng cười lạnh một tiếng người đây là ác nhân trước cáo trạng a nơi này nhưng đứng thật nhiều phụ lão hương thân đâu ai khi dễ ai đại gia chính là từ lúc bắt đầu liền xem chân chính tùy ly hạt nghe vậy hướng về quân nguyễn cùng mặt diễm nhìn thoáng qua cuối cùng tầm mắt dừng lại ở mặt diễm trên người hắn vừa rồi chính là thấy được mặt diễm đối phi nhi hành động, này nam tử cũng không phải là đơn giản hạng người. Sau đó hắn lại hướng về chung quanh nhìn liếc mắt một cái, tuy rằng bọn họ đều ở nơi đó nhỏ giọng nghị luận, nhưng hắn vẫn là đem mọi người nghị luận thanh tất cả đều nghe vào trong tai, cho nên sự tình nguyên nhân gây ra hắn không sai biệt lắm cũng biết thất thất bát bát. Khi thiếu nữ thấy tùy ly hạt sắc mặt thay đổi, biết nàng Tam Ca biết sự tình trải qua, vội vàng khóc lóc kể lễ nói, Tam Ca, ta chỉ là muốn một cái đồ chơi làm bằng đường mà thôi, rõ ràng là ta trước phó bạc, bọn họ lại chính là cùng ta tranh, hiện tại cư nhiên còn tưởng lừa biệt tống tiền ta. Nói, thiếu nữ hốc mắt hồng hồng, như là đã chịu thiên đại ủy khuất. Quân Nguyễn thấy vậy, nhìn không được mắt trợn trắng, này kỹ thuật diễn thiệt tình là quá vụng về. Hảo, đừng náo loạn. Tùy ly hạt nhìn chính mình muội muội, thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía quân quyển nói, là xá muội không hiểu chuyện, còn thỉnh công tử không cần cùng nàng so đo. Nói xong, tùy ly hạt từ trong lòng ngực móc ra 400 lượng ngân phiếu đưa cho một bên làm đồ chơi làm bằng đường lão đầu nhi đây là xá muội làm đồ chơi làm bằng đường tiền mặt khác phiền toái ngài lại cấp hai vị này công tử cũng làm một cái nhiều ít bạc ta tới phó lão nhân vội vàng nói không cần không cần này đã cũng đủ nhiều lúc này quân nguyễn đã mất đi hứng thú nàng hướng về phía lão nhân nói không cần ngươi cho bọn hắn làm thì tốt rồi sau khi nói xong nhìn về phía mặt diễm nói chúng ta về đi hảo mặt diễm lên tiếng lúc này chỗ tối đêm sát tiếng lên đem mặt diễm trong lòng ngực đồ vật tiếp nhận sau đó ba người hướng về dạ ảnh xe ngựa đi đến khi thiếu nữ nghe vậy cũng không có muốn đồ chơi làm bằng đường dục vọng tính bổn tiểu thư cũng không cần lão nhân nghe xong chỉ phải đem ngân phiếu lấy ra tới đệ trả lại cho tùy ly hạt tùy ly hạt không có tiếp kia thiếu nữ lại một phen tiếp nhận hướng về phía lão nhân hừ lạnh một tiếng Tùy ly hạt thấy vậy từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc đặt ở lão nhân quầy hàng thượng, cái này là cho ngươi bồi thường. Nói xong kéo hắn muội muội tay liền hướng tới bọn họ trụ khách điếm đi đến. Thiếu nữ quay lại thân trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái, sau đó tâm không cam lòng mà hướng về phía tùy ly hạt nói, tam ca, vì cái gì phải cho hắn bạc, ta đều không có làm. Được rồi. Tùy ly hạt không vui mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn nói đâu, trộm đi ra tới, cũng không lên tiếng kêu gọi, làm hại mọi người đều ở tìm ngươi, ngươi còn có lý. Hôm nay nếu không phải ta kịp thời lại đây, ngươi đã mất mạng, có biết hay không? Sao có thể? Thiếu nữ bị tùy ly hạt nói sợ tới mức co rúng lại một chút. Chương 265 ta giống như có. Mặt Diễm cùng quân Nguyễn lên xe ngựa sau, quân Nguyễn như suy tư gì mà nhìn về phía mặt Diễm, ngươi cũng không biết tùy ly hạt tới Long Nguyên sự. Mặt Diễm lắc lắc đầu, Nguyễn Nhi nhận thức hắn. Quân Nguyễn cũng không phủ nhận, đem nàng ở mặt Bắc Hoàng cung phát sinh sự một năm một mười mà nói ra. Sau khi nghe xong, mặt diễm có chút phiến toan, chính là lại không có biện pháp, nhà hắn Uyển Nhi thật sự là quá ưu tú, hơn nữa lại lớn lên như vậy xinh đẹp, không có người theo đuổi mới không bình thường đâu. Hắn nghĩ thầm, về sau chỉ có gấp bội đối nhà hắn Uyển Nhi hảo mới được, làm những cái đó cùng ông đều xấu hổ với gần nhà hắn Uyển Nhi thân. Quân Uyển nhìn mặt diễm sau một lúc lâu, vẻ mặt hài hước nói, ngươi sẽ không ghen đi. Ân. Mặt diễm thực thành khẩn biểu đạt chính mình tiếng lòng, vi phu biết này không oán Uyển Nhi, là bọn họ cũng biết Uyển Nhi hảo. Sau khi nói xong mặt diễm vẻ mặt xú thí nói, đáng tiếc bọn họ nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì ta Uyển Nhi vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta một người. Quân Nguyễn cười dựa tới rồi mặt diễm trong lòng ngực, nhà nàng tướng công thật sự. Càng ngày càng đáng yêu. Vì làm mặt diễm có thể càng có lòng tự tin, nàng không chút nào bủng xỉn nói, người nói rất đúng, chúng ta chỉ thuộc về lẫn nhau. Nghe xong quân Nguyễn nói, mặt diễm khóe mắt đều mau kiều trời cao, nhà hắn Uyển Nhi quả nhiên thích nhất hắn hắn một tay ôm sát quân viễn, một tay khẽ vuốt thượng nàng bụng. Bọn họ ở bên nhau cũng có một đoạn thời gian, hiện tại hết thảy đều yên ổn xuống dưới, có phải hay không cũng nên cho hắn gia cảnh sâm muốn cái bạn nhi. Tuy rằng bọn họ đã có cảnh sâm, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể có một cái giống nhà hắn viễn nhi giống nhau thông minh đáng yêu nữ nhi. Nghĩ như vậy, mặt diễm liền nói ra tới, viễn nhi, chúng ta có phải hay không nên cấp cảnh sâm muốn cái bạn nhi. Đột nhiên nghe được mặt diễm nói, quân viễn sững sờ ở nơi đó, nàng đại di mụ giống như qua hai ba thiên này còn không có tới đâu nghĩ đến đây quân nguyễn trong lòng dân lên một cổ không ổn cảm giác nên không phải là mang thai đi bọn họ nhưng vẫn luôn đều có làm thi thố a có dự cảm bất hảo quân nguyễn vương một bàn tay thăm thượng chính mình thủ đoạn tinh tế kiểm tra Mặt diễm thấy quân nguyễn cái này hành động không cấm khẩn trương hỏi viễn nhi có phải hay không nơi nào không thoải mái quân nguyễn không nói gì lại sững sờ ở nơi đó Mặt diễm thấy vậy hướng về phía bên ngoài dạ ảnh nói, nhanh hơn tốc độ hồi cung. Bên ngoài dạ ảnh sớm đã nghe được mặt diễm kêu gọi, hắn không khỏi cũng bối rối, vội vàng dùng roi trừ hướng về phía ngựa, khiến cho mã nhanh hơn tốc độ. Xe ngựa tốc độ đột nhiên nhanh hơn, khiến cho quân biển phục hồi tinh thần lại. Nàng thẳng tắp mà nhìn về phía mặt diễm, thần sắc phức tạp. Rốt cuộc làm sao vậy, viễn nhi mặt diễm vẻ mặt sốt ruột, ngươi đừng làm ta sợ. Nói hướng về phía bên ngoài dạ ảnh hô, mau, lại mau. Ta giống như có. Mặt Diễm chưa nói xong nói bị quân Uyển những lời này cấp đánh gãy. Cái, cái gì? Mặt Diễm nghe vậy, quả thực khiếp sợ không cách nào hình dung, hắn thân mình đều không khỏi. Trung rẩy lên. Hắn vừa rồi còn cùng nhà hắn Uyển Nhi nói lại muốn một cái hài tử, không nghĩ tới ông trời thế nhưng ban cho hắn một cái như vậy kinh hỉ. Mặt Diễm thật cẩn thận mà lại hỏi một câu, Uyển Nhi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Quân Nguyễn gật gật đầu, ân. Tuy rằng hiện tại tháng còn nhỏ, nhưng nàng có thể xác định chính là nàng mạch tượng là hoạt mạch. Trách không được nàng mấy ngày nay luôn là mệt rã rời, nguyên lai là như thế này. Lúc này, xe ngựa đột nhiên sốc nảy một chút, mặt diễm vội vàng đem quân viễn ôm ở trong lòng ngực, sốt ruột hướng về phía bên ngoài quát, đem xe chậm một chút, giá vững chắc một ít. Mới vừa rống xong, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt ảo não, vội vàng hướng về phía quân viễn bụng mềm nhẹ nói, đừng sợ, cha không phải ở rống ngươi. Bên ngoài già dạ ảnh vội vàng đem xe ngựa chậm lại quân nguyễn lại bị mặc diễm những lời này làm cho có chút dở khóc dở cười chính là cảm nhận được hắn căng chặt thân mình quân nguyễn đành phải an ủi nói không có việc gì ta không có như vậy kiều quý ai nói ngươi ở trong lòng ta là vật báo vô giá mặc diễm nghiêm trang nói quân nguyễn buồn cười hảo ta là ngươi vật báo vô giá mặc diễm vừa lòng gật gật đầu hồi cung sau ta làm người đem thái y kêu đi xem ngươi đây là không tin được y thuật của ta quân nguyễn làm bộ sụ mặt hỏi đương nhiên không phải mặc diễm vội vàng giải thích không phải nói y giả không tự y sao quân uyển bất đắc dĩ mà cười cười về sau không cần nghe những cái đó lan băm loạn giảng mặc diễm thấy nàng cười vội vàng phụ họa hảo đều nghe uyển nhi mặc diễm một đường ôm quân uyển liền không có phóng nàng xuống dưới quá xe ngựa vững vàng mà sử vào hoàng cung tới rồi khuyên quân điện ở mặc diễm ôm quân uyển chuẩn bị xuống xe ngựa thời điểm quân uyển vội vàng nói ta mang thai sự ngươi trước không cần nói cho mẫu phi chờ thêm một đoạn thời gian lại nói. Quân Nguyễn không nghĩ bởi vì nàng mang thai đã bị quá nhiều chú ý. Hảo. Mặt Diễm vui vẻ đáp ứng. Hắn đã từng giống như nghe nói qua, nữ tử đang mang thai bất mãn 3 tháng thời điểm là không thể làm người biết đến, như vậy sẽ đối thai phụ cùng hài tử bất lợi, bất quá nghĩ đến con của hắn. Mặt Diễm vẫn là nói, có thể không nói cho mẫu phi bọn họ, nhưng Lâm Ma Ma cùng Linh lang cần thiết nói cho, các nàng muốn phụ trách hầu hạ ngươi. Quân Nguyễn cuối cùng đồng ý Mặt Diễm đề nghị, nhưng nàng muốn chính mình xuống xe ngựa. Nàng hảo hảo, chuyện gì đều không có, bị mặt diễm ôm vào đi, không dọa hư các nàng mới là lạ. Chờ hai người tiến vào tẩm cung lúc sau, tiểu cảnh sâm đã sớm tỉnh lại, hắn thấy quân quyển tựa như thường lui tới giống nhau hướng về quân quyển đánh tới, nửa đường lại bị mặt diễm cấp tiếp được. Đừng chạm vào mẹ ngươi, ngươi mẫu thân trong bụng chính là có ngươi tiểu muội muội đâu. Mặt diễm cười tủng tiễn địa đạo. Tiểu cảnh sâm nghe vậy, chớp một chút đôi mắt, không có lại hướng quân quyển phóng đi, mà là đứng ở tại chỗ, tự hồ ở suy xét mặt diễm ý tứ trong lời nói. Mà một bên lâm ma ma cùng Linh Lan nghe vậy vẻ mặt kích động. Chủ tử, thật vậy chăng? Ngài lại hoài tiểu chủ tử. Linh Lan gấp không chờ nổi hỏi. Lâm ma ma cũng trước mắt chờ đợi nhìn về phía quân Nguyễn. Quân Nguyễn có chút xấu hổ, loại chuyện này làm mặt diễm nói ra tổng cảm thấy có điểm thẹn thùng. Nàng ho khan vài tiếng nói, ân, hẳn là có mang. Mặt diễm ôm tiểu cảnh xâm đi vào quân Nguyễn bên người, cười ha hả nói, nhi tử, về sau không thể làm ngươi mẫu thân ôm ngươi, ngươi là nam tử hán, phải bảo vệ ngươi mẫu thân cùng muội muội, biết không? Tiểu cảnh sâm giống như nghe hiểu dường như, đi theo kêu một tiếng, không? Là muội, không phải không? Mặt diễm sửa đúng nói. Quân Nguyễn vẽ mặt vô ngữ, con của hắn còn không có tròn một tuổi đâu, hắn xác định nàng nhi tử có thể lý giải. Tiểu cảnh sâm lại đi theo kêu một tiếng, không? Ha 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 ha. Lâm ma ma cùng Linh Lan thật sự nhịn không được, sôi nổi che miệng lại cười ra tiếng tới. Mặt Diễm nhìn chính mình trong lòng ngực nhi tử, sắc mặt tức khắc. Đen xuống dưới, tên tiểu tử thúi này, chuyên môn cùng hắn đối nghịch đi. Lúc này, Lâm ma ma cười đối quân Nguyễn nói, công chúa, ngài muốn ăn cái gì, lão nô hiện tại liền cho ngài làm đi. Bị Lâm ma ma này vừa hỏi, quân Nguyễn thật đúng là cảm giác bụng có chút đói, nàng suy nghĩ một chút nói, mì chua cay đi. Nàng hiện tại đặc biệt muốn ăn này một ngụm lão nô này liền cho ngài làm đi. Lâm ma ma cao hứng về phía bên ngoài đi đến. Linh Lan thấy nơi này không cần nàng, nàng vội vàng hướng về Lâm ma ma đuổi theo, ma ma, ta cùng ngài cùng nhau. Chờ Lâm ma ma cùng Linh Lan rời khỏi sau, Mặc diễm làm quân uyển đi trước nghỉ ngơi, mà hắn bồi tiểu cảnh sâm đến bên ngoài chơi nổi lên quân chấn không cấp cảnh sâm mua tiểu ô tô tới. Chương 266 thẳng thắng. Lúc này quân uyển không có trực tiếp ngủ, mà là tiến vào không gian cho nàng mẹ đánh một cái video thật mau, khi đầu xuất hiện từ tuyết mính thân ảnh. Bất quá, nàng trước mặt còn bãi thật nhiều thức ăn, có lẩu cây, có thịt xối mỡ, tôm hùng đất, còn có một ít trái cây. Từ tuyết mính vừa ăn biên đối với di động nói, hôm nay không vội. Quân Nguyễn đối với di động đối diện lẩu cây nuốt một ngụm nước miếng, còn hảo, các nàng nấu cơm đâu, ta liền cho ngài gọi điện thoại. Ta ba đâu? Phòng bếp đâu? Tìm ngươi ba sao? Ta đi kêu hắn. Không cần. Quân Nguyễn chạy nhanh ngăn lại nàng mẹ. Từ tuyết mính ở trên ghế ngồi, quân Nguyễn nhìn không thấy nàng bụng, chỉ nhìn thấy nàng không ngừng miệng mà ăn đồ vật, xem ra nàng mẹ hiện tại là hoàn toàn qua dựng phản kỳ. Bất quá nàng trừ bỏ có chút mệt trả rời ở ngoài, còn không có cái gì phản ứng, hẳn là còn chưa tới thời điểm đi. Tiểu cảnh sâm lúc ấy là nguyên chủ hoài, nàng không có 10 tháng hoài thai trải qua, cảnh này khiến nàng trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng, tổng cảm thấy giống như bỏ lỡ cái gì. Bất quá hiện tại nàng lại có bảo bảo, tuy rằng sai mất tiểu cảnh sâm ở trong bụng quá trình, nhưng nàng có thể tưởng tượng a à, quân nguyễn an ủi chính mình mẹ ngài gần nhất thế nào từ tuyết mính nghe xong quân nguyễn hỏi chuyện buông trong tay chiếc đũa từ một bên rút ra một trương giấy xoa xoa miệng sau đó nhìn về phía quân nguyễn ta gần nhất khá tốt có thể ăn có thể ngủ nhưng thật ra ngươi nhìn như thế nào có chút tiều tụy a à? nghe vậy quân nguyễn giơ tay sờ lên chính mình mặt có sao phỏng chừng là ngày hôm qua làm hai cái giải phẫu không có nghỉ ngơi tốt đi từ tuyết mính nghe vậy Chạy nhanh thúc giục Quân Nguyễn nói, "Vậy ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi." Sau khi nói xong, nàng lại dặn dò nói, "Đừng đem chính mình làm cho quá mệt mỏi, ngươi hiện tại đã là vương phi, có chuyện gì để cho người khác đi làm, không cần chuyện gì đều tự tay làm lấy." Nghe được từ Tuyết Mính nói, Quân Nguyễn mới nhớ tới, nàng còn không có cùng nàng mẹ cùng nàng ba nói bọn họ tình huống hiện tại đâu. Do dự một chút, nàng quyết định vẫn là nói cho nàng mụ mụ. "Mẹ, ta có chuyện muốn nói cho ngài." "Chuyện gì?" làm đến còn như vậy thần bí. Từ tuyết mính cười nói, để cho ta tới đoán xem. Ngươi sẽ không đương hoàng hậu đi. Quân Nguyễn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Từ tuyết mính thấy vậy, nghi hoặc nói, này lại là gật đầu, lại là lắc đầu, rốt cuộc là còn có phải hay không? Cái gì có phải hay không? Lúc này, video kia đầu lại truyền đến quân chấn không thanh âm. Ngươi khuê nữ. Nói là đương hoàng hậu, lại nói có phải hay không? Ta này bất chính hỏi nàng sao? Từ tuyết mính giải thích nói. Viễn nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không mặc diễm kia tiểu tử khi dễ ngươi? Quân chấn không sốt ruột nói, đừng sợ, hắn muốn khi dễ ngươi nói, ngươi nói cho ba, ba nghĩ cách thu thập hắn. Quân Nguyễn nghe xong lời này thật ấm áp, nàng sợ chính mình lại không chạy nhanh giải thích một chút, nàng mẹ cùng nàng ba thật muốn hiểu lầm. Vì thế, nàng chạy nhanh mở miệng đem nàng từ xuyên qua tới cổ đại đã phát sinh sự đại thể cùng quân chấn không vợ chồng nói một chút, đương nhiên cũng có thật tốt, tỷ như tiểu cảnh sâm bị kiếp sự. Chỉ cần là có thể làm cho bọn họ lo lắng sự nàng. Cũng chưa nói. Chờ quân Nguyễn sau khi nói xong, từ tuyết mính thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, phát sinh như vậy đại sự, ngươi như thế nào không còn sớm cùng ba ba mụ mụ nói đi. Không nhiều lắm điểm sự, ta chính mình có thể thu phục, liền chưa nói. Quân Nguyễn cười hắc hắc nói. Quân chấn không không có nói khác, chỉ là nói, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, đều phải cùng chúng ta nói, rốt cuộc chúng ta có này chỗ sân. Quân chấn không không có nói xong, nhưng quân Nguyễn Minh Bạch, nàng gật gật đầu, ân. Ta đã biết. Nói xong cười hắc hắc, thật đúng là yêu cầu ngài lại giúp ta mua vài thứ. Thứ gì? Này Long Nguyên về sau chính là ngài cháu ngoại, ta tưởng đem Long Nguyên chế tạo thành một cái không thể nói là một cái khác hiện đại đi, nhưng ít nhất không thể giống hiện tại như vậy lạc hậu quốc gia. Cho nên ngài nhiều hơn cho ta tiến một ít đồ vật trở về, tỉ như nói lại tiến một ít năng lượng mặt trời bản, quạt điện gì đó. Hảo. Ngươi muốn nhiều ít đều được. Không đủ ta lại cho ngươi tiến một đám. Còn có A. À. Quân Nguyễn dừng một chút nói, ta khai một nhà thẩm mỹ viện, ngài cho ta lại tiến một đám mỹ dung dụng cụ trở về. Hành, thiếu cái gì ngươi liền gửi tin tức nói cho ta liền hảo. Quân chấn khôn đạo. Tạm thời trước đã không có. Nói xong này đó, quân Nguyễn lại quân chấn không nói vài câu liền treo video. Nàng vốn dĩ tưởng nói nàng cũng mang thai sự, nhưng nàng ba ba mụ mụ hôm nay tiếp thu sự quá nhiều, phỏng chừng muốn thật dài thời gian hoãn bất quá kính. Cho nên nàng tính toán quá đoạn thời gian lại nói. Treo điện thoại quân Nguyễn liền đi tắm rửa đi. Mà lúc này bên ngoài, mặt diễm vốn dĩ bồi tiểu cảnh sâm ở chơi ô tô, ai biết mặt liên vội vội vàng vàng mà từ bên ngoài tiến vào. Tiến vào liền tìm nhà hắn Nguyễn Nhi, nếu không phải hắn ngăn đón, nói nhà hắn Nguyễn Nhi đang ngủ, nàng liền trực tiếp vọt vào tẩm cung. Lúc này nàng một người ngồi ở chỗ kia, giống như mất hồn dường như, hỏi nàng làm sao vậy cũng không nói, chỉ là nói chờ nhà hắn Uyển Nhi tỉnh. Lại gót nàng tẩu tử nói. Mặc Diễm nhìn nàng một cái, liền tiếp tục bồi tiểu cảnh xâm đi. Chờ quân Uyển từ trong không gian ra tới thời điểm, Mặt Liên đã ở gian ngoài đợi có một nén nhang thời gian. Quân Uyển nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách đang nghĩ sự tình Mặt Liên, nhỏ giọng kêu một tiếng, Liên Nhi. Nghe thấy quân nguyễn thanh âm, Mặt Liên mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn đứng ở nàng trước mặt quân Uyển, đôi mắt một chút đỏ, ủy khuất chảy xuống nước mắt, tẩu tử. Khi bộ dáng nhìn qua thập phần đáng thương. Quân Nguyễn vội vàng từ không gian trung cầm một khối lâm ma ma cho nàng làm khăn gấm ra tới, đừng khóc, là ai khi dễ ngươi sao. Nói thế mặt liên xoa xoa nước mắt. Vững vàng thanh nói, tại đây Long Nguyên tư nhiên còn có người dám khi dễ ngươi, hắn thật là chán sống rồi. Ngươi nói cho tẩu tử, tẩu tử thế ngươi giáo huấn hắn đi. Mặt liên nghe vậy, nàng sợ quân Nguyễn thật sự trừng phạt tống hạo nhiên, một bên hút cái mũi một bên lắc đầu, không không có người khi dễ ta, ta chỉ là trong lòng ủy khuất. Lúc này, Lâm Ma Ma cùng Linh Lan đem cơm làm tốt bưng tiến vào. Mặt Diễm cũng mang theo tiểu cảnh sâm đi đến. Mặt Liên thấy vậy, vội vàng đem không nói xong nói nghẹn trở về, nàng sợ bị nàng ca mắng. Đường đường một cái công chúa, cư nhiên vì một người nam nhân khóc rước mướt. Quân Nguyễn thấy Mặt Liên như thế, biết nàng là không nghĩ làm những người khác biết, cũng không có lại hỏi nhiều. Lâm Ma Ma chẳng những làm mì chua cay, còn nấu gà đen canh ăn cơm trong lúc lâm ma ma cùng linh lang một cái kính khuyên quân uyển ăn canh nói này canh đối thân thể có chỗ lợi nhưng quân uyển liền đối khi chén mì chua cay cảm thấy hứng thú chương 267 mỹ nhan phường khai trương cơm nước xong quân uyển lấy tiêu thực vì danh mang theo mặt liên đến trong hoa viên tản bộ hiện tại có thể cùng ta nói nói sao quân uyển vẻ mặt mỉm cười nói nghe được quân uyển nói như vậy mặt liên suy nghĩ một chút nói kia ngài đừng trừng phạt hắn nói xong lời này nàng có chút ngượng. Ngùng lên, ấp a à ấp úng nói, kỳ thật. Kỳ thật hắn cũng chưa nói cái gì, ta chính là cảm thấy bỉ khuất. Quân Nguyễn cười cười, nàng đã đoán được nàng nói chính là ai, là Tống Hạo Nhiên khi dễ ngươi lạc. Mặt liên vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng mà nhìn Quân Nguyễn, nàng đều không có nói đi, nàng tẩu tử làm sao mà biết được. Nhìn mặt liên khiếp sợ biểu tình, Quân Nguyễn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi trong lòng ý tưởng đều viết trên mặt, này còn dùng ngươi nói a? À. Nghe vậy, Mặt liên sờ sờ chính mình mặt, thật sự có thể nhìn ra tới sao? Quân Nguyễn khẳng định gật gật đầu. Nhìn đến quân Nguyễn gật đầu, mặt liên càng ủy khuất, cũng bất chấp thẹn thùng, vẻ mặt đau khổ nói, liền các ngươi đều có thể nhìn ra tới, hắn như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Ngươi thật sự thích hắn. Quân Nguyễn nghiêm túc hỏi. Mặt liên suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền nói cho hắn, cho hắn biết, mà không phải giống như bây giờ tránh né, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng không xong. Quân Nguyễn kiên nhẫn khuyên bảo nói. Mặt liên cắn chặt răng, nhưng... Nhưng mẫu phi hỏi qua hắn, có không có đón dâu tính toán, lấy hắn tài trí, lại sao lại không rõ là có ý tứ gì đâu. Hắn tự nhiên tự tuyệt. Nghe được lời này, quân Nguyễn nhíu nhíu mày, vậy ngươi ý tưởng là... Mặt liên do dự vài giây, tổ tử, ngài có thể hay không lại giúp ta hỏi một chút hắn, hắn có nguyện ý hay không làm ta phò mã. Nếu hắn nguyện ý nói ta khiến cho ta ca tứ hôn, nếu hắn không muốn nói, nói tới đây nàng biểu tình có chút ảm đạm lên ta sẽ tìm cá nhân gả cho nàng kỳ thật có thể tìm nàng ca muốn cái tứ hôn thánh chỉ nhưng nàng không muốn nàng cũng hy vọng chính mình một nửa kia thật giống như nàng ca đối nàng tổ tử như vậy là xuất phát từ chân tâm sở dĩ lại làm nàng tổ tử đi hỏi một chút là bởi vì không có chính miệng nghe thấy hắn tự tuyệt nói nàng chưa từ bỏ ý định nghe được mặt liên nói quân nguyễn biết nàng là thật sự thích thượng tống hạo nhiên đồ ngốc quân nguyễn giơ tay xoa xoa mặt liên tóc đẹp cho dù hắn không muốn cưới ngươi ngươi cũng không thể bởi vì này liền tùy tiện gả chồng mỗi cái nữ hài đều đáng giá có được chính mình tình yêu hắn không cưới có lẽ là bởi vì các ngươi không duyên phận ngươi lại đi phía trước nhìn một cái nói không chừng sẽ có càng yêu thương ngươi người đang chờ ngươi đâu nghe được quân nguyễn nói mặt liên gật gật đầu cười khổ một tiếng ân nếu hắn không muốn nói ta nghe tẩu tử ngoan quân nguyễn an ủi một câu chờ ta tìm cái thời gian hỏi một chút hắn lại nói Mặt liên cảm kích mà nhìn quân Nguyễn, cảm ơn tẩu tử. Quân Nguyễn cười cười, kéo tay nàng, ôm nhu nói, hảo, hiện tại không cần tưởng quá nhiều, thời gian cũng không còn sớm, trở về sớm một chút nghỉ ngơi, ân. Mặt liên gật gật đầu, cùng quân Nguyễn hai người phân biệt trở về chính mình trong cung. Quân Nguyễn trở lại khuynh quân điện thời điểm, vừa lúc Minh Thiên từ bên ngoài trở về. Mặt diễm lạnh mặt nhìn về phía Minh Thiên, tùy ly hạt người đều đến Long Nguyên, vì cái gì chúng ta người không có thu được tin tức minh thiên nghe vậy có trong nháy mắt trố mắt chờ lấy lại tinh thần chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội nói thuộc hạ thất trách thỉnh chủ tử trách phạt trong khoảng thời gian này hắn có chút vội xác thật sơ sót minh thiên cùng lãnh trạch vốn là hắn trợ thủ đắc lực hiện tại lãnh trạch bị lưu tại nhạn thành mặc diễn biết minh thiên một người xác thật có chút lo liệu không hết quá nhiều việc cho nên hắn cũng không có thật sự trách phạt minh thiên mà là nói mau chóng thám thính đến tùy ly hạt điểm dừng chân phái người ra một chút trừ bỏ đại lương còn có nước nào người tiến vào kinh thành Nghe được lời này, Minh Thiên vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Quân Nguyễn lúc này mới nhìn về phía mặt Diễm nói, nếu không làm già dạ, ảnh đi theo ngươi. Mặt Diễm tiến lên thế quân Nguyễn tiểu tâm mà bỏ đi bên ngoài quần áo, không cần, ngươi hiện tại có thai trong người, càng hẳn là có người tại bên người. Ta sẽ làm người truyền. Tin tức làm lãnh trạch trở về. Vậy được rồi. Quân Nguyễn đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Mệt mỏi đi. Mặt Diễm đi đến phía sau thế quân Nguyễn mát xa khởi bả vai tới. Quân Nguyễn nhẹ nhàng gật gật đầu, dựa vào mặt Diễm nhắm hai mắt lại. Hai ngày sau, quân Nguyễn Mỹ nhan phường khai trương. Này phía trước, nàng đem nàng ba ba thế nàng tiếng Mỹ dung dụng cụ đều đặt ở Mỹ dung phường bên trong, còn làm những cái đó nữ tử đều mặc vào mặt trên theo Mỹ nhan phường chữ thống nhất trang phục. Bởi vì đặng tử duyệt chân không hảo, các nàng tỉ muội hai người liền lưu tại kỳ cửa hàng hậu viện không có đến Mỹ nhan phường tới. Mỹ nhan phường phía dưới một tầng trừ bỏ tiếp đãi khách hàng, còn có một cái khu vực là chuyên môn bán mỹ phẩm dưỡng da, lầu hai là chuyên môn cho người ta làm mỹ dung. Hơn nữa, quân Nguyễn còn thi hành làm tạp chế độ. Ngày đầu tiên khai trương, vì kéo người, chỉ cần làm tạp đều giảm giá 20%. Lúc này Mỹ Nhan Phường cửa đứng thật nhiều người, đặc biệt là nữ nhân chiếm đa số. Bởi vì có kỳ cửa hàng trước đây, mọi người đều đối Mỹ Nhan Phường vẻ mặt chờ mong, thậm chí có thật nhiều người đã bắt đầu làm tạp. Trừ bỏ mướn tới tiểu nhị trợ thủ, quân Nguyễn tổng cộng liền bồi dưỡng 15 cá nhân, trong đó Đặng Tử Duyệt còn ở dưỡng thương trong lúc cảnh này khiến nhân thủ có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Hôm nay Linh Lan cũng hóa trang ở chỗ này hỗ trợ, mà quân Nguyễn ở mau tới rồi giữa trưa thời điểm, thật sự có chút mệt trả rời, liền hồi kỳ cửa hàng nghỉ ngơi đi. Đúng lúc này chờ, một phấn hồng váy áo, mang theo mũ có rèm nữ tử mang theo một người nha hoàng trang điểm nữ tử đi đến. Nếu quân Nguyễn ở chỗ này nói, nhất định nhận được, phấn hồng váy áo nữ tử đúng là tùy ly hạt mùi mùi tùy yến phi. Tiểu nhị thấy lại có khách hàng tới cửa, vội vàng đón tiếng lên, tiểu thư, ngài là muốn nhìn mỹ phẩm dưỡng da đâu vẫn là muốn làm mỹ dung tùy yến phi trước kia trước nay chưa thấy qua còn có loại này cửa hàng nàng mũ có rèm phía dưới đôi mắt qua lại đánh giá trong tiệm hết thảy mà kia nha hoàng khắp nơi nhìn thoáng qua sau nhỏ giọng nói chúng ta tiểu thư muốn làm mỹ dung tiểu nhị nghe vậy cười nói làm mỹ dung nói chỉ sợ ngài đến lại chờ một lát hiện tại người có chút nhiều nhân thủ không đủ tùy yến phi nghe xong có chút sinh khí làm nàng đường đường một công chúa ở chỗ này chờ quả thực buồn cười. Nói nữa, nàng mặt hiện tại ngứa thực, nàng cũng không nghĩ lại đợi. Ngày hôm qua nàng trên mặt vốn dĩ có chút phím hồng, nàng nghĩ tới mấy ngày liền sẽ hảo, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại đau lại ngứa. Tìm đại phu, kia đại phu cũng không có gì biện pháp, chỉ là khai một trương phương thuốc cho nàng. Nhưng trên mặt nàng hiện tại không thoải mái không nói, quá mấy ngày nàng còn như thế nào tiến cung A. À. Vừa lúc nghe nói nơi này có một nhà mỹ nhan phường khai trương, nàng liền nghĩ đến thử thời vận, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là làm nàng chờ. Tùy Yến Phi hừ lạnh một tiếng, thở phì phì nói, làm các nàng trước cấp bổn tiểu thư làm, bổn tiểu thư cấp cấp đôi bạc. Điếm tiểu nhị nghe vậy, vội vàng giải thích nói, tiểu thư, này chỉ sợ không được, này một khi làm, nào có nửa đường cho nhân gia dừng lại đạo lý, lại nói, chúng ta cửa hàng có văn bản rõ ràng quy định, hết thảy ấn trước sau trình tự tới. Như thế nào liền không được, cùng lắm thì ta ra gấp 10 lần tiền. Này! Tiểu nhị vẻ mặt khó xử, mọi người cũng đều hướng bên này xem ra. Đúng lúc này chờ, Linh Lan từ trên lầu xuống dưới, tiểu nhị thấy vậy, chạy nhanh đem vừa rồi phát sinh sự cùng Linh Lan nói một lần. Hiện tại Linh Lan đi theo quân Nguyễn thời gian dài như vậy, gặp chuyện cũng trầm ổn rất nhiều. Nàng thấy trước mặt nữ tử mang mũ có rèm, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, vì thế tiến lên vẻ mặt mỉm cười nói, vị tiểu thư này, ngày trước cùng ta tới, ta trước giúp ngài kiểm tra một chút ngài trên mặt làn da. Nói làm cái thỉnh động tác, liền mang theo Tùy Yến bay về phía tiếp đải khách nhân khu vực đi đến. Tùy Yến phi trước khi đi còn rừng. Mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, nàng tỳ nữ chạy nhanh đuổi kịp. Linh Lan đem nàng chủ tớ hai người đưa tới một chỗ không ai địa phương, lúc này mới nói, thỉnh tiểu thư đem ngài mặt mành vén lên tới, ta hảo thế ngài kiểm tra một phen. Tùy Yến phi trên mặt khó chịu lợi hại, nàng thấy nơi này không ai, liền đem mặt mành liêu lên. Đương Linh Lan nhìn đến Tùy Yến phi mặt lại hồng lại sưng thời điểm, mày không cấm nhíu lại. Tiểu thư, ngài này mặt hiện tại không thể làm mỹ dung, nếu ngài muốn làm nói, chờ mặt hảo lúc sau ngài lại đến. Tùy Yến Phi vừa nghe, lập tức nổi giận, các ngươi đây là không muốn cấp bổn tiểu thư làm sao. Nàng phẫn nộ đứng lên, duỗi tay muốn đẩy Linh Lan. Linh Lan thấy vậy, vội vàng lắc mình né tránh, sau đó giải thích nói, tiểu thư, ngài đừng hiểu lầm, thật sự là ngài mặt hiện tại không thích hợp làm mỹ dung. Tùy Yến Phi thấy vậy càng tức giận, hừ. Còn gọi cái gì Mỹ Nhan Phường, nguyên lai like đều là gạt người. Hạnh Nhi, đi, đến bên ngoài nói cho đại gia, này Mỹ Nhan Phường người đều là kẻ lừa đảo. Tùy Yến Phi giọng nói rơi xuống, một bên nha hoàng Hạnh Nhi lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Linh Lan nghe được Tùy Yến Phi nói, sắc mặt nháy mắt thay đổi, trên đời còn có như vậy không nói lý người. Chính là hôm nay là bọn họ Mỹ Nhan Phường khai trương nhật tử, nàng không thể bởi vì nữ nhân này liền đem khai trương nghi thức phá hủy, chỉ có thể nhịn xuống chính mình trong lòng vẫn quất, ngăn lại kia kêu Hạnh Nhi nha hoàng ta làm người đi mời chúng ta lão bản lại đây. Nói xong phái vừa rồi tiểu nhị đi thỉnh quân quyển đi. Thực mau quân quyển liền đuổi lại đây, hơn nữa ở trên đường thời điểm, tiểu nhị đã đem sự tình trải qua đại thể cùng quân quyển nói một lần. Quân quyển đi vào Mỹ Nhan Phường sau, làm nàng không nghĩ tới chính là, giáo sự cư nhiên là tùy ly hạt muội muội Mà tùy Yến Phi cũng không nghĩ tới chính là, này Mỹ Nhan Phường lão bản cư nhiên là ngày hôm qua cùng nàng cãi nhau nam nhân. Như thế nào là ngươi? Tùy Yến Phi tức giận nói. Như thế nào liền không thể là ta? Quân quyển nhàn nhạt mà trở về nàng một câu, cũng nhướng mày hỏi, ngươi muốn làm Mỹ Dung. Tùy Yến Phi nhớ tới ngày hôm qua bị trước mắt này nam nhân chọc ghẹo sự, trong lòng liền không phục, lại nghĩ đến vừa rồi bọn họ nói nàng mặt không thể làm Mỹ Dung sự. Khi nàng hiện tại liền thiên làm cho bọn họ làm, bọn họ không cho làm, kia bọn họ chính là kẻ lừa đảo, nếu cho nàng làm, làm không tốt, kia bọn họ vẫn là kẻ lừa đảo, đến lúc đó nàng liền có thể làm người báo quan trảo bọn họ lúc này nàng bởi vì một lòng nghĩ trả thù quân uyển căn bản là không nghĩ tới vạn nhất làm không tốt mặt hủy hoại làm sao bây giờ vì thế tùy yến phi cao ngạo nói ngươi này khai không phải mỹ nhan phường sao không phải nói có thể làm cái gì mỹ dung sao khi bổn tiểu thư không làm mỹ dung tới ngươi này trong tiệm làm gì tới rồi đáng tiếc các ngươi nguyên lai là một đám người kẻ lừa đảo tùy yến bay qua nói cảm xúc càng kích động giống như đã nhìn đến quân uyển bị đương kẻ lừa đảo bắt lên tình cảnh dường như Quân Nguyễn lười đến cùng loại này não tàn phế vật so đo, mà là nói thẳng, phiền toái ngươi đem mũ có rèm hái xuống đi. Ngươi muốn làm gì? Tùy Yến phi mũ có rèm phía dưới mặt lộ ra phòng bị chi sắc, nàng tỳ nữ cũng vội vàng chắn tùy yến phi trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm Quân Nguyễn. Ha hả? Quân Nguyễn cười lạnh hai tiếng, ngươi là tới làm mỹ dung, ngươi không đem mặt lộ ra tới chúng ta như thế nào cho ngươi làm mỹ dung. Nếu không làm nói, liền thỉnh các ngươi rời đi, lại vô cớ gây rối nói, chúng ta liền báo quan ngươi dám đuổi ta. Tùy Yến Phi một bộ thịnh khí lăng nhân ngữ khí. Nàng liền không tin này Mỹ Nhan Phường thật có thể đem chính mình đuổi ra ngoài. Đáng tiếc quân Nguyễn lại không ăn nàng này bộ, như cũ mặt vô biểu tình, không làm liền lăng. Ngươi! Tùy Yến Phi khí không được, nhưng vẫn là nói, ai nói ta không làm. Nói liền đem mũ có rèm hái được xuống dưới. Nàng hiện tại trước chịu đựng, đãi một lát liền. Muốn bọn họ đẹp. Quân Nguyễn nhìn một chút nàng mặt liền minh bạch, nàng đây là vừa tới long nguyên bởi vì khí hậu không phục trên mặt dị ứng do đó dẫn tới trên mặt nàng làn da khô ráo lại sưng đỏ hơn nữa nàng nhất định là dùng kích thích tính son phấn tới che lấp cho nên mới dẫn tới đặc biệt nghiêm trọng minh bạch nguyên nhân lúc sau nàng lãnh đạm mà nhìn tùy yến phi liếc mắt một cái ngươi cái này tương đối đặc thù nếu làm được lời nói ta phải một lần nữa vì ngươi phối chế mỹ dung đồ dùng khi nó giá cả liền sẽ cao một ít ngươi xác định làm sao cao một ít nhiều ít bạc Tùy Yến Phi nghĩ thầm lại cao ngươi còn có thể muốn nhiều ít. Một ngàn lượng. Nghe được quân Nguyễn nói một ngàn lượng, Tùy Yến Phi liền nghĩ tới ngày hôm qua một cái đồ chơi làm bằng đường cuối cùng bị hắn nâng đến 400 lượng bạc sự, tuy rằng cuối cùng nàng chưa cho, nhưng khẩu khí này nàng nuốt không dưới. Hảo, một ngàn lượng liền một ngàn lượng, nhưng bổn tiểu thư có cái điều kiện. Tùy Yến Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Giảng. Nếu ngươi làm làm ta không hài lòng nói, ngươi phải bồi ta bạc, mà là là nguyên lai like gấp 10 lần tùy yến phi kiêu khích nói không được tùy yến phi nghe vậy cao hứng mà nở nụ cười như thế nào ngươi sợ còn nói các ngươi không phải kẻ lừa đảo quân nguyễn khóe miệng trường một chút con mắt nào của ngươi thấy ta sợ ngươi không đồng ý còn không phải là sợ sao tùy yến phi kinh thường nói quân nguyễn lắc đầu thở dài vị tiểu thư này ta thật bội phục ngươi này sức tưởng tượng a à. nói xong nàng lại tiếp tục nói ngươi chỉ nói làm ngươi vừa lòng kia mặc kệ chúng ta làm lại hảo ngươi đều nói không hài lòng làm sao bây giờ vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ rất đơn giản chúng ta từ bên ngoài tìm ba vị nữ tử tới làm trọng tài làm các nàng xem một chút ngươi hiện tại khuôn mặt sau đó chờ chúng ta làm xong sau lại kiểm tra một lần nếu các nàng cho rằng ta làm tương đối vừa lòng như vậy liền tính ngươi thua ngược lại ngươi liền thắng còn có nếu ta thắng nói ngươi còn muốn ở bên ngoài kêu tam câu nếu muốn mỹ lệ động lòng người còn phải muốn tới mỹ nhan phường thế nào Hảo, ta đáp ứng, bất quá ta muốn ta người tự mình đi bên ngoài tìm người. Tùy Yến Phi không hề nghĩ ngợi một nguồn đáp ứng. Nàng trong lòng tính toán, liền tính bọn họ này mỹ nhan phường đồ vật thật sự dùng được, cũng không có khả năng lúc ấy liền đem trên mặt nàng vấn đề giải quyết. Chỉ cần lúc ấy không giải quyết, đó chính là nàng thắng. Quân Nguyễn Vốn đang lo lắng chỉ ưu đãi giảm giá 20% lực độ không đủ để đã động bên ngoài những cái đó đang ở vây xem đám người hiện tại có tùy yến phi cái này não tàn ở chỗ này cho nàng làm như vậy một cái sống quảng cáo, nàng có sao mà không làm đâu. Vì thế, nàng gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, tùy yến phi làm nàng tỳ nữ đi bên ngoài kêu ba gã nữ tử tiến vào. Quân Nguyễn cũng làm Linh Lan đi theo, hướng đại gia giải thích một chút làm các nàng tiến vào ý đồ. Chương 268 kết quán. Thực mau, có ba gã xem y trang liền biết là đại gia tiểu thư nữ tử bị mang theo tiến vào. Quân Nguyễn nhìn về phía ba vị nữ tử, trên mặt lộ ra mỉm cười ba vị tiểu thư đã biết cho các ngươi tiến vào mục đích đi ba vị nữ tử lúc này đều biết quân quyển là kỳ cửa hàng cùng mỹ nhan phường lão bản mấy người trên mặt đều mang theo một tia ngượng ngùng gật gật đầu chúng ta minh bạch vậy làm phiền ba vị kia ba gã nữ tử nghe vậy đều hướng tùy yến phi nhìn lại cảnh này khiến tùy yến phi đặc biệt không cao hứng nàng cảm giác chính mình tựa như hàng hóa giống nhau ở bị người xem xét nhưng đánh cuộc đã nói nàng chỉ có thể nhậm các nàng đánh giá thỉnh đi Quân Nguyễn nhìn về phía Tùy Yến Phi nhàn nhạt nói, xin theo chúng ta người thượng lầu hai đi, chờ một chút sẽ có người tặng đồ đi vào. Linh Lan nghe vậy, làm một cái thỉnh động tác, sau đó ở phía trước dẫn đường. Tùy Yến Phi hừ lạnh một tiếng, theo đi lên, một bên hạnh nhi thấy nhà mình công chúa theo đi lên, nàng cũng chạy nhanh đuổi kịp. Quân Nguyễn nhìn về phía bị. Mang tiếng vào ba vị nữ tử, ba vị tiểu thư nếu cảm thấy hứng thú nói có thể đi theo cùng nhau đi lên nhìn xem. Ba người vốn dĩ liền tưởng theo sau nhìn xem, hiện tại được đến quân uyển đồng ý, các nàng vội vàng cũng theo đi lên. Quân uyển hướng về lên lầu mọi người nhìn thoáng qua sau, nàng đi tới một chỗ không ai thấy địa phương trực tiếp thuấn di đến trên lầu trong đó một gian không có người trong phòng. Nàng thay mỹ nhan phường quần áo lao động, mang lên khẩu trang, sau đó từ không gian trung trong tiệm thuốc mua một mảnh y dùng mặt nạ, lại mua một lọ ôn hòa khiết mặt nhũ cùng một ít bảo ước mỹ phẩm dưỡng da ra tới, lúc này mới tới rồi tùy yến phi ở trong phòng. Lúc này mọi người đều chờ ở nơi đó, tùy yến phi cũng nằm ở quân quyển làm người chuyên môn vì làm mỹ dung mà chế tác trên giường đương quân Nguyễn tiến vào thời điểm tất cả mọi người hướng về nàng nhìn lại tùy yến phi không kiên nhẫn nói khi nào bắt đầu a à? ngươi gấp cái gì tổng muốn đi bước một đến đây đi linh lan không vui nói ngay từ đầu nàng nhường nàng là bởi vì các nàng mỹ nhan phường hôm nay khai trương nàng không nghĩ làm nàng cấp làm tạp hiện tại nếu nàng chủ tử đều có thể cho nàng trị liệu nàng còn lại cái gì hảo nhẫn Tùy Yến Phi bị dỗi làm khí không thể chê, nhưng thật ra một bên Hạnh Nhi nói, không được đối chúng ta chủ tử vô lý, bằng không muốn người đẹp. Linh Lan lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, trách không được mọi người nói có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng hạ nhân đâu, vẫn là nàng mệnh hảo, đụng phải nàng chủ tử. Quân Nguyễn không để ý đến nàng, mà là chỉ huy Linh Lan, làm nàng dùng nước ấm cấp Tùy Yến Phi dùng nàng lấy tới kiếp mặt nhũ thanh khiết mặt bộ, sau đó đắp nàng mới vừa lấy tới mặt nạ. Lúc này, nàng nhìn về phía Tùy Yến Phi, biến đổi thanh âm nói kế tiếp đắp mặt nạ thời điểm ngay từ đầu sẽ có một chút đau đớn bất quá không cần lo lắng một lát liền hảo tùy yến phi đám người không biết cái gì là đắp mặt nạ trong lòng đều thực nghi hoặc linh lan đã dùng y dùng mặt nạ tất tùy yến phi đắp ở trên mặt a à, tùy yến phi cảm giác được trên mặt đau đớn hét lên một tiếng nàng hung hăng nói nếu các ngươi đem ta mặt hủy hoại ta liền phải các ngươi mệnh lúc này nàng hối hận không nên vì một hơi đánh cái này đánh cuộc nhưng hiện tại đình chỉ lại có chút không cam lòng. Hạnh Nhi vẻ mặt lo lắng mà nhìn chầm chầm nằm ở nơi đó tùy Yến Phi. Một bên ba vị nữ tử đôi mắt không nháy mắt mà nhìn chầm chầm Linh Lan động tác, nghe được tùy Yến Phi nói, các nàng trong lòng phạm nói thầm, thật sự không có việc gì sao. Ngươi câm miệng đi, ngươi nói nữa ta như thế nào cho ngươi làm. Linh Lan tức giận dỗi nói. Tùy Yến Phi thực tức giận, lại không có nói nữa, này cũng khiến cho nàng trong lòng càng kiên định, nhất định phải làm xong, đến lúc đó mới có thể trị bọn họ tội. Quân Nguyễn xem vai hề dường như nhìn nàng một cái, tìm cái địa phương ngồi xuống nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Một nén nhang thời gian qua đi, Linh Lan đem tùy yến phi trên mặt mặt nạ bóc rớt, cho nàng lại lần nữa giặt sạch một lần mặt, Quân Nguyễn lúc này cũng tỉnh lại. Nàng làm Linh Lan đem kia bộ bảo ước mỹ phẩm dưỡng da cấp tùy yến phi bôi lên. Chờ hết thảy đều mặt hảo lúc sau, kia ba vị nữ tử nhìn lúc này tùy yến phi mặt khiếp sợ ở nơi đó, không nghĩ tới này mỹ nhan phường bên trong đồ vật thật sự dùng được. Chỉ thấy vừa rồi không lâu trước đây còn đặc biệt khô ráo hồng hồng mặt, lúc này lại trở nên thực thủy linh, hơn nữa làn da cũng không phải như vậy phím hồng, nhìn qua có chút phấn hồng, giống thẹn thùng thời điểm gương mặt giống nhau. Một bên hạnh nhi thấy nàng chủ tử mặt biến hảo thời điểm cũng khiếp sợ mà nói không ra lời, nàng chủ tử mặt thật sự hảo. Thế nào? Tùy Yến Phi nhìn kia ba vị nữ tử liếc mắt một cái sau, nhìn về phía hạnh nhi nàng hiện tại nhưng thật ra không cảm giác mặt ngứa, cũng không có cái loại này phỏng cảm, chẳng lẽ thật sự được rồi. Linh Lan không chờ kia Hạnh Nhi trả lời, từ bên cạnh cầm một khối gương đưa cho Tùy Yến Phi, này gương. Cùng kỳ cửa hàng bán giống nhau, đều là từ quân viễn không gian lấy ra tới. Chính ngươi xem. Tùy Yến Phi hiện tại cũng không rảnh lo so đo Linh Lan thái độ, vội vàng tiếp nhận gương chiếu lên. Đương thấy trong gương mặt chính mình trên mặt Thủy Linh Linh, còn mang theo điểm phấn đô đô, nàng tức khắc mừng rỡ như điên, nàng mặt thật sự hảo. lúc này, kia ba vị nữ tử phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng về phía linh lang nói: vị cô nương này, ta muốn làm các ngươi cái kia cái gì tạp, ta cũng muốn làm, ta cũng muốn làm. linh lang lén lút nhìn về phía quân nguyễn, quân nguyễn gật gật đầu, sau đó hướng ra phía ngoài mặt đi đến. các vị tiểu thư, đại gia muốn làm tạp nói liền đến phía dưới làm là được, phía dưới có chuyên môn phụ trách làm tạp người. linh lang giải thích nói: hảo hảo, chúng ta đây đi xuống chờ kia ba vị tiểu thư đi xuống lúc sau linh lan nhìn về phía tùy yến phi vị tiểu thư này thỉnh đi chúng ta lão bản ở dưới chờ ngươi đâu vốn đang đắm chìm ở mặt hảo vui sướng trung tùy yến phi nghe được linh lan nói tâm tình tức khắc không hảo nàng nhưng thật ra không để bụng kia một ngàn lượng bạc chính là muốn kêu lời nói nàng liền cảm thấy thực mất mặt mà lúc này quân nguyễn ở đổi hảo quần áo sau lại thuấn di đến dưới lầu nàng ra tới thời điểm kia ba gã nữ tử đang ở quầy nơi đó làm tạp quân nguyễn cười hỏi ba vị tiểu thư cảm giác như thế nào? Không nghĩ tới kia đồ vật như vậy dùng tốt, nguyên bản nàng mặt thực khô ráo, không nghĩ tới dùng xong nơi này đồ vật lúc sau, lại là trở nên như vậy thủy linh, ta hiện tại cũng muốn làm một trương. Trong đó một nữ tử thẹn thùng nói, ta cũng là, ta cũng muốn. Quân Nguyễn vừa lòng gật gật đầu, làm phụ trách quầy người cho các nàng mau chóng xử lý. Những cái đó vẫn luôn ở bên ngoài quan vọng người, thấy kia ba vị nữ tử từ trên lầu xuống dưới lúc sau liền bắt đầu làm tạp, cũng có mấy người đi đến, Đúng lúc này chờ, Linh Lan mang theo Tùy Yến Phi chủ tớ đi xuống tới, bất quá, Tùy Yến Phi lại là mang theo mũ có rèm. Nàng nhìn quân viễn thần sắc phức tạp. Vốn dĩ nàng cho rằng này Mỹ Nhan Phường là gạt người, không nghĩ tới thật sự đem nàng mặt cấp trị hết, chỉ là nghĩ đến bọn họ đánh cuộc, nàng trong lòng liền có chút không thoải mái, vì thế trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Mà nàng phía sau hạnh nhi từ ống tay áo trung lấy ra một ngàn lượng ngân phiếu giao cho một bên Linh Lan, chạy nhanh đuổi theo nàng chủ tử. Quân Nguyễn nhìn hướng ra phía ngoài đi Tùy Yến Phi, lạnh lạnh mà mở miệng, ngươi là không quên cái gì nha. Tùy Yến Phi một đốn, sau đó xoay người, cắn răng nói, ngươi không cần thật quá đáng. Hạnh Nhi cũng nói, vị công tử này, cùng người phương tiện chính là cùng ta phương tiện, chúng ta tiểu thư cũng không phải là ngươi có thể đắc tội khởi người. Nàng mới vừa nói xong không chờ chỗ tối dạ ảnh đám người động thủ, đã bị Linh Lan một chân đá ra ngoài phòng. Phốt! Hạnh Nhi phun ra một búng máu ra tới, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Linh Lan. Nàng không nghĩ tới một cái nho nhỏ mỹ nhan phường nha đầu, cư nhiên biết võ công. Linh Lan lại căm tức nhìn Hạnh Nhi, ngươi tính cái thứ gì, dám như vậy cùng ta chủ tử nói chuyện, tìm chết. Bên ngoài vây quanh người bao gồm trong phòng người đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Linh Lan. Chương 269 Quốc Thư Mỹ Nhan Phường người đều lợi hại như vậy sao? Quân Nguyễn nhìn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ Linh Lan trên mặt lộ ra mỉm cười, nha đầu này tuy rằng có một thân võ công, nhưng ngày thường rất ít phát hỏa, xem ra hôm nay là thật sự bị chọc tới. Tùy Yến Phi không nghĩ tới Mỹ Nhan Phường người cư nhiên thật sự dám động thủ đánh người, tức khắc sắc mặt xanh mét, làm càng. Các ngươi cư nhiên trước mặt mọi người đánh người, chẳng lẽ Long Nguyên liền không có vương pháp? Linh Lan nghe vậy, nhìn về phía Tùy Yến Phi, ánh mắt lạnh băng, nàng ghét nhất người khác ức hiếp nàng chủ tử. Tùy Yến Phi bị Linh Lan lạnh băng ánh mắt dọa sợ, nhưng là ngay sau đó nghĩ tới cái gì, nàng đỉnh đỉnh bộ ngực trừng mắt nhìn trở về quân nguyễn hừ lạnh một tiếng chúng ta long nguyên có hay không vương pháp đến nha môn đi một chuyến chẳng phải sẽ biết sao vừa lúc chúng ta đánh cuộc ngươi còn không có thực hành đâu làm nha môn người giám sát ngươi chấp hành không thể tốt hơn tùy yến phi nghe vậy tức khắc ngây ngẩn cả người đi nha môn này sao lại có thể bọn họ là lén lút tiến vào đến long nguyên tới còn không có thượng truyền quốc thư đâu nếu như đi nha môn nói kia chẳng phải là bị người phát hiện còn không phải là kêu cái lời nói sao Nàng kêu chính là, dù sao nàng mang theo mũ có rèm, cũng không ai có thể nhận ra được. Như vậy tưởng tượng, Tùy Yến bay đi đến Hạnh Nhi bên người đem nàng nâng lên, vừa đi vừa hô, nếu muốn Mỹ lệ động lòng người, còn phải muốn tới Mỹ nhan phường. Tam câu kêu xong lúc sau, nàng dừng lại bước chân xoay người, mũ có rèm phía dưới đôi mắt lạnh lùng mà nhìn quân viễn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta chờ xem. Quân viễn đạm cười gật gật đầu, tùy thời phụng bồi. Tùy Yến Phi mang theo Hạnh Nhi rời đi, mà bên ngoài vây quanh người lại nối liền không dứt về phía Mỹ Nhan Phường đi tới. Quân Nguyễn làm linh lang trước tiên ở nơi này nhìn chầm chầm một đoạn thời gian, nàng tính toán về sau làm khôi ảnh tới kinh thành nhìn chầm chầm, mà điến thành cửa hàng mướn cá nhân đương trưởng quầy là được. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm nên ăn cơm chiều, liền rời đi Mỹ Nhan Phường về tới Hoàng Cung. Mà lúc này ngự thư phòng. Lễ bộ thượng thư ngụy Thanh Chính bẩm báo đại lương quốc quân cùng mặt Bắc Hoàng đế đều phái người đưa tới quốc thư, hơn nữa đem quốc thư trình cho mặt diễm đại lương quốc thư thượng viết thực minh bạch một là tới chúc mừng bọn họ tân hoàng đăng cơ nhị là hy vọng hai nước có thể liên hôn vĩnh kết đồng tâm mà mặt bắt quốc thư càng vì đơn giản bọn họ là vì lần trước bọn họ quốc sư bắt cóc long nguyên tiểu hoàng đế sự tới xin lỗi bọn họ nói những cái đó bắt cóc là quốc sư chính mình chủ ý bọn họ hoàng đế cùng mặt khác đại thần căn bản là không biết tuy rằng là như thế này nhưng bọn hắn vẫn là nguyện ý dùng 10 tòa thành cùng hai vạn con ngựa tới làm kinh hách đến Long Nguyên Hoàng đế bồi thường, hơn nữa hứa hẹn về sau tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn Long Nguyên sự tình. Mặt Diễm xem sau khóe miệng phát họa ra một mặt trào phúng độ cung. Bọn họ những người này thật đúng là đánh hảo tính toán. Biết Long Nguyên hiện tại cường, liền đều thượng vội vàng tới, trước kia bọn họ nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, hắn nghĩ tới quân Nguyễn. Này đó nhưng đều là bởi vì nhà hắn Nguyễn Nhi, là nhà hắn Nguyễn Nhi làm ra như vậy lợi hại vũ khí, lúc này mới khiến cho những người đó sợ hãi lên. Hiện tại sắc trời không còn sớm, không biết nhà hắn Nguyễn Nhi đã trở lại không có. Nàng hiện tại chính là mang thai đâu. Kết quả là, mặt diễm nhìn Ngụy Thanh trầm giọng nói, nếu không có mặt khác sự liền đi xuống đi. Ngụy Thanh nghe vậy chạy nhanh đem cuối cùng một sự kiện nói ra. Bẩm thái thượng hoàng, trừ bỏ đại lương cùng mặt bắt người đưa tới quốc thư, ngân lan quốc cũng phái người đưa tới quốc thư nói hắn từ ống tay áo bên trong móc ra một quyển khác quốc thư trình cho một bên vương mới. mặc Diễm thấy vậy lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Ngụy Thanh liếc mắt một cái, tự nhiên đem ngân lan quốc quốc thư đặt ở cuối cùng. Bất quá hắn không nói gì thêm, mà là tiếp nhận vương mới đưa qua quốc thư làm Ngụy Thanh đi xuống. Ngụy Thanh bị Mặt Diễm sợ tới mức trung lập cập, nghe thấy kêu hắn đi xuống, hắn chạy nhanh cáo lui rời đi. mặc Diễm cầm ngân lan quốc quốc thư không có mở ra, mà là đứng dậy rời đi. Ngân lan quốc là uyển nhi thân thể mẫu quốc, không biết bọn họ lúc này truyền đến quốc thư là có ý tứ gì tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng hắn vẫn là tưởng cùng nhà hắn uyển nhi cùng nhau xem chờ mặt diễm trở lại khuynh quân điện thời điểm quân uyển đã tắm gội xong đang ngồi ở trên mặt đất bồi tiểu cảnh sâm ở đáp xếp gỗ lâm ma ma ở phòng bếp làm cơm chiều đã về rồi quân uyển nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau đó lại cúi đầu tiếp tục trên tay động tác Mặt diễm đem quốc thư đặt ở trên bàn sau đó đi đến bọn họ bên người ngay tại chỗ ngồi xuống vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía quân uyển hôm nay thế nào khó chịu sao hắn nhớ rõ hắn nhạc mẫu mới vừa mang thai lúc ấy khó chịu đến đặc biệt lợi hại chính là hắn phát hiện nhà hắn uyển nhi ăn cơm thời điểm còn hành chính là rất có thể ngủ quân uyển sờ sờ chính mình bụng ta hiện tại trừ bỏ mệt trả rời không có gì cảm giác ngươi không cần lo lắng mặc diễm thấy vậy nhẹ nhàng thở ra tay khẽ vuốt thượng quân uyển bụng nếu là chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta quân uyển cười gật đầu yên tâm ta là đại phu lòng ta hiểu rõ. Trong tay bắt lấy xếp gỗ tiểu cảnh sâm thấy hắn cha một cái kính mà đối mẹ nó nói chuyện, lại xem nhẹ hắn, hắn đem trong tay xếp gỗ để hướng về phía mặt diễm. Cha! Mặt diễm miễn cười tiếp nhận xếp gỗ, sau đó giúp hắn dựng, trong miệng lại đối quân viễn nói, ngân lan quốc đưa tới quốc thư, muốn hay không nhìn xem. Quốc thư! Quân viễn ngẩng đầu kinh ngạc nói. Ân! Mặt diễm lại tiếp nhận tiểu cảnh sâm đưa qua một khối xếp gỗ đắp lên, mặt bắc cùng đại lương cũng đều đưa tới hắn đơn giản mà nói một chút kia hai nước gia quốc thư trung nội dung. Đại lương tưởng liên hôn. Quân Nguyễn nghĩ đến hôm nay tới Mỹ Nhan Phường Tùy Yến Phi, vì thế, treo chọc một câu, cùng ai? Ngươi sao? Mặt diễm bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn về phía còn đang cười quân Nguyễn, vẻ mặt quỷ khuất, Nguyễn nhi, không được nói bừa. Nhìn đến như vậy mặt diễm, quân Nguyễn nghẹn cười nói, hảo, không nói cái này. Tiếp theo nàng tách ra đề tài, ngươi nhìn ngân lan quốc quốc thư sao? Mặt diễm lắc đầu, nghĩ trở về cùng ngươi cùng nhau xem. Kia ở đâu đâu? Làm chúng ta đến xem hắn mặt trên rốt cuộc viết chút cái gì. Nói quân Nguyễn liền tính toán đứng dậy, lại bị mặt diễm cấp ngăn lại. Ta tới. Mặt diễm đem cuối cùng một khối xếp gỗ đáp hảo sau, đứng dậy đi ở cái bàn bên cầm lấy quất. Thư kiểm tra lên. Tuy rằng hắn biết mấy thứ này lễ bộ ở trình lên tới thời điểm đều kiểm tra qua, nhưng hắn gia uyển nhi hiện tại mang thai, không thể có một tia đại ý. Chờ hắn kiểm tra rồi một lần, xác định an toàn lúc sau, mới đưa cho quân uyển ngươi trước xem đi. Hắn bế lên tiểu cảnh xâm đi cho hắn rửa tay đi. Quân uyển tiếp nhận, mở ra lật xem lên. Mặt trên đại thể ý tứ chính là nói nàng đã gả lại đây mau hai năm, ngân lan quốc hoàng đế cùng hoàng hậu đều đặc biệt tưởng nàng, cho nên phái thái tử, cũng chính là nàng ca ca quân dịch tiến đến thăm. Quân uyển cùng mặt diễm nói một chút bên trong nội dung sau, nhíu mày, ngươi cảm thấy bọn họ là thật sự tưởng ta, sau đó phái người tới thăm ta sao? chương 270 thuộc hạ không thể tiếp thu. Mặc diễm cấp tiểu cảnh sâm rửa sạch sẽ tay ôm hắn đã đi tới, nhìn quân viễn nhăn lại mày, an ủi nói, đừng lo lắng, hết thảy chờ bọn họ tới sẽ biết. Mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, ta đều sẽ không làm cho bọn họ xúc phạm tới ngươi cùng cảnh sâm. Hắn trong lòng âm thầm thề tuyệt không sẽ làm lần trước sự lại lần nữa phát sinh. Quân viễn lộ ra một tia miễn cười, gật gật đầu. Đúng lúc này chờ, lâm ma ma bưng đồ ăn đi đến, Quân Nguyễn lúc này mới từ trên mặt đất lên rửa tay ăn cơm. Nàng không hề suy nghĩ những cái đó sự, có nói là giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngày kế, quân Nguyễn lại là ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Linh Lan ở Mỹ Nhan Phường hỗ trợ, nấu cơm sự liền dừng ở lâm ma ma một người trên người, mà tiểu cảnh sâm từ huyền ảnh cùng tuyết nhận mang theo đang ở bên ngoài chơi đùa. Vừa lúc hôm nay không vội, quân Nguyễn khiến cho dạ ảnh đi kêu Tống Hạo Nhiên lại đây. Đúng lúc này chờ, mặt liên trong tay cầm một cái trong chóng hấp tấp mà đi tới khuynh quân điện nàng vốn dĩ sốt ruột tìm quân uyển nhưng thấy ở trong sân chơi đùa tiểu cảnh sâm sau vẫn là hướng về phía hắn hô cảnh sâm xem cô cô cho ngươi mua cái gì tới nói hướng về tiểu cảnh sâm đi qua tiểu cảnh sâm ngước mắt nhìn về phía mặt liên đương thấy nàng trong tay trong chóng thời điểm lập tức buông ra huyền ẩn tay loạn choạng hướng mặt liên đi đến tẩm cung quân uyển nghe thấy bên ngoài truyền đến mặt liên thanh âm nàng hơi cho mày sẽ không như vậy xảo đi nàng mới vừa nói muốn tìm Tống Hạo Nhiên, kết quả nàng liền tới rồi. Nghĩ, quân Nguyễn liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, không nghĩ tới mặt liên lại vội vã mà đi đến. Nàng vẽ mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn về phía quân uyển, tẩu tử, ta hôm nay ra cung tìm một kỳ, sau đó cùng nàng cùng đi nơi này kỳ cửa hàng cùng Mỹ Nhan Phường. Mặt liên đôi mắt nhìn chầm chầm vào quân uyển, nói tiếp, ngài biết ta ở kỳ cửa hàng thấy ai sao? Quân uyển trố mắt trong nháy mắt, thực mau khôi phục lại nàng phỏng đoán mặt liên không phải gặp phải tống hoài an chính là gặp phải thương kiệt hoặc là cô ảnh linh lan hóa trang nàng chính là gặp phải cũng không nhất định có thể nhận ra được hôm nay ra cung quân nguyễn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói ra cung đi dạo khá tốt bên ngoài có thật nhiều hảo ngoạn chính là đi ra ngoài thời điểm nhiều mang những người này đừng làm mẫu phi lo lắng quân nguyễn biết từ mặt liên lần trước bị kiếp lúc sau di quý phi liền rất thiếu làm nàng đi ra ngoài đặc biệt hồi kinh lúc sau liền càng không đi ra ngoài quá Dùng di quý phi nói chính là mặt diễm mới vừa tiếp nhận triều chính không bao nhiêu thời gian, chỗ tối còn có địch nhân ở như hổ trình mồi mà nhìn bọn hắn chầm chầm, cho nên hiện tại nhất yêu cầu chính là điều thấp hành sự. Hôm nay mặt liên đi ra ngoài, quân Nguyễn tưởng hẳn là mặt liên mấy ngày nay tâm tình không tốt, di quý phi mới cho phép nàng đi ra ngoài tìm hạ một kỳ chơi đi. Mặt liên thấy quân Nguyễn không có trả lời nàng lời nói, nàng dứt khoát chính mình nói ra. Tẩu tử, là ta tưởng như vậy sao? Ta ở kỳ cửa hàng cư nhiên thấy Tống Hoài An, hắn không phải ngài thủ hạ sao, kia kỳ, kỳ cửa hàng có phải hay không? Nói tới đây, nàng vẽ mặt hưng phấn, trước kia nàng. Vẫn luôn cho rằng nàng tẩu tử cùng kỳ cửa hàng lão bản quen biết, nguyên lai không ngừng như vậy, nàng tẩu tử mới là chân chính phía sau màn lão bản. Quân Nguyễn thấy mặt liên đã đoán được, nàng cũng liền không có lại giấu nàng, gật gật đầu, đúng vậy, chính là ngươi phỏng đoán như vậy. Vốn tưởng rằng mặt liên nghe được sẽ sinh khí, không nghĩ tới mặt liên kích động mà chạy đến quân Nguyễn trước mặt đem nàng cấp ôm lấy, tẩu tử, ngươi quá lợi hại. Tuy rằng nàng sớm biết rằng nàng Tẩu tử thực thần bí, rất có bản lĩnh, lại không nghĩ rằng nàng Tẩu tử thế nhưng sẽ là đại danh đỉnh đỉnh kỳ cửa hàng phía sau màn lão bản. Kỳ cửa hàng đồ vật đều thực hiếm lạ, nàng lần đầu tiên đi đến thành kỳ cửa hàng, thấy vài thứ kia thời điểm, nàng liền nghĩ nó lão bản sẽ là một vị như thế nào lợi hại người. Thậm chí nàng lúc ấy còn nghĩ tới, người nọ cùng nàng Tẩu tử so với ai khác lợi hại, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, nguyên lai người nọ chính là nàng Tẩu tử đúng lúc này chờ bên ngoài vang lên tiếng bước chân hai người đều nghe thấy được quân nguyễn vội vàng đối mặt liên nói ta vừa rồi làm giả dạ ảnh đi kêu tống hạo nhiên lại đây nghe thanh âm này là tới a à. mặt liên kinh hô một tiếng sau đó nghĩ tới cái gì chạy nhanh hạ giọng hỏi kia khi ta làm sao bây giờ nàng vẽ mặt khẩn trương hướng cửa nhìn thoáng qua sau đó liền khắp nơi tìm trốn tránh địa phương trong miệng còn nói tẩu tử ngài ngàn vạn đừng nói ta ở chỗ này a à quân nguyễn nghe vậy đầy mặt hắc tuyến nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi một tiếng đã biết cuối cùng mặt liên giấu ở bình phong mặt sau tay nàng đặt ở trước ngực tâm bang bang mà nhảy thật mau mặt liên mới vừa tàn hảo bên ngoài liền vang lên tống hạo nhiên thanh âm chủ tử ngài tìm thuộc hạ vào đi chờ tống hạo nhiên tiến vào lúc sau quân nguyễn hỏi trước hắn một ít gần nhất tình huống lại hỏi hắn tổ phụ tình huống tống hạo nhiên đều nhất nhất đáp lại theo sau quân nguyễn trực tiếp sảng khoái nói nghe nói ta mẫu phi tìm ngươi tống hạo nhiên không nghĩ tới hắn chủ tử sẽ hỏi cái này sự bất quá hắn vẫn là nói là quý phi nương nương đi tìm thuộc hạ quân nguyễn gật gật đầu khi nàng ý tứ ngươi minh bạch sao tống hạo nhiên không dám có dấu dếm vội vàng nói là thuộc hạ minh bạch nếu minh bạch ngươi là nghĩ như thế nào nếu là ta cho ngươi tứ hôn nói ngươi nguyện ý sao phanh bình phong mặt sau truyền đến một thanh âm vang lên động Quân Nguyễn nhìn thoáng qua bình phong, đột nhiên phát hiện mặt liên một mảnh góc áo lộ ra tới. Khóe miệng nàng hơi câu, vội vàng nương dùng tay sờ cái trán động tác ngăn trở nàng lúc này vẽ mặt ý cười mặt. Tống Hạo Nhiên ngước mắt hướng về phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, đương nhìn đến bình phong mặt sau lộ ra tới góc áo sau, hắn minh bạch vì cái gì hắn chủ tử sẽ tìm hắn hỏi cái này sự, hắn cúi đầu trầm tư lên. Quân Nguyễn thấy vậy cũng không có thúc giục hắn. Bình phong mặt sau mặt liên bởi vì vừa rồi nhất thời không cẩn thận, chân đá vào bình phong cây cột thượng, đau đến nàng nước mắt đều chảy ra, không phải nàng dùng tay che miệng, liền kêu ra tiếng tới một chén trà nhỏ lúc sau, tống hạo nhiên giống tự suy nghĩ cẩn thận cái gì dường như hướng về quân nguyễn quỳ xuống, tạ chủ tử ân điển chỉ là thuộc hạ không thể tiếp thu, tống hạo nhiên nói xong liền cúi đầu chờ đợi quân nguyễn kế tiếp của trách, mà bình phong mặt sau lại truyền đến một trận nước nở thanh, tống hạo nhiên nghe vậy ngực có chút nặng nề, đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay hãm sâu lòng bàn tay bên trong lại không tự biết liền tính không có di quý phi cùng hắn chủ tử tìm hắn, hắn lại sao lại nhìn không ra công chúa đối hắn tình ý. Nhưng gia tộc bọn họ nhiều thế hệ đều là bảo hộ phượng lâm quốc hoàng tộc, Mạc Liên không chỉ có là công chúa, nàng vẫn là diệt tiền triều người cháu gái. Không nói đến hắn nguyện ý hay không, chính là hắn tổ phụ nơi đó đều sẽ không đáp ứng. Hắn tổ phụ hiện tại chỉ có hắn một người thân, hắn lại như thế nào những tâm làm hắn tổ phụ thương tâm khổ sở. Đâu? Quân Nguyễn không nghĩ tới Tống Hạo Nhiên sẽ cự tuyệt như vậy hoàn toàn, nhưng cảm tình sự không phải nàng một ngoại nhân có thể nhúng tay. Nàng thở dài một tiếng, thôi, các ngươi sự, các ngươi chính mình giải quyết đi. Sau khi nói xong phất phất tay, làm Tống Hạo Nhiên rời đi. Tạ công chúa. Tống Hạo Nhiên dập đầu tạ ơn. Chờ hắn rời đi sau, quân Nguyễn mới hướng Bình Phong mặt sau nói, ra đây đi. Bình Phong mặt sau mặt liên chậm rì rì mà đi ra, lúc này nàng đôi mắt đỏ bừng, vĩ khuất mà kêu một tiếng, tẩu tử. Được rồi. Quân Nguyễn tiến lên vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nói, hắn không muốn là bởi vì hắn không ánh mắt, chúng ta liên nhi tốt như vậy, đáng giá càng tốt. Mặt liên nghe xong gật gật đầu, tuy rằng trong lòng còn có chút không thoải mái, nhưng nàng sẽ dựa theo nàng tẩu tử nói làm. Lúc này, mặt diễm hạ triều trở về, hắn đem bên ngoài tiểu cảnh sâm ôm tiến vào, lâm ma ma cũng làm hảo đồ ăn bưng tiến vào. Chương 271 là nàng làm ầm ĩ. Mặt diễm nhìn mặt liên hồng hồng đôi mắt, đã đoán ra nàng vì cái gì khóc tới nhưng loại chuyện này cưỡng cầu không tới, hắn tổng không thể cũng cường ngạnh cho bọn hắn tứ hôn đi. Tuy rằng hắn bị hắn phụ hoàng tứ hôn, hiện tại thực hạnh phúc, nhưng lúc ấy hắn có bao nhiêu bài xích chỉ có hắn trong lòng rõ ràng. Buồn nói có thể đem hạ gia tiểu thư tiếp tiến cung bồi ngươi, ngươi cũng có thể đi ra ngoài tìm nàng chơi, nhiều mang những người này liền hảo, không cần một ngày lão cuốn lấy ngươi tẩu tử. Ca Mặt diễm nói xong sau, mặt liên thanh âm nghẹn ngào lên, nàng ca như thế nào có thể như vậy, nàng đã rất khổ sở nàng ca bất an an ủi nàng liền tính, còn không cho nàng tới tìm nàng tẩu tử, thật là. Quân Nguyễn biết mặt Diễm là đau lòng nàng, nàng trong lòng tuy rằng thật vui vẻ, nhưng hiện tại mặt Liên đúng là thương tâm thời điểm, nàng vẫn là an ủi nói, không có việc gì, đừng nghe ngươi ca. Mà mặt Diễm nhìn mặt Liên ủy khuất bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn gia Uyển Nhi hiện tại có thai trong người, nàng một. Ngày lại đây khóc sức mướt, ảnh hưởng nhà hắn Uyển Nhi tâm tình. Vì thế nói, Quay đầu lại đi tìm vương mới lệnh một ngàn lượng bạc, nghĩ muốn cái gì, chính mình đi mua. Nghe được hắn ca nói, mặt liên trong miệng lẩm bẩm nói, này còn kém không nhiều lắm. Mặt diễm tức giận mà nói một câu, tiền đồ. Trải qua như vậy lăn lộn, mặt liên nhưng thật ra trong lòng dễ chịu rất nhiều, tiểu cảnh sâm cũng hướng về phía mặt liên vương tay nhỏ, cô ôm. Mặt liên chạy nhanh lau lau trên mặt đã xử lý nước mắt, duỗi tay tiếp nhận tiểu cảnh sâm, quân viễn thấy vậy nói, hảo, chạy nhanh ăn cơm đi, bằng không nên lạnh mà lúc này kinh thành một gian trong khách sạn. Tùy Ly Hạc nhìn trước mắt Tùy Yến Phi vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn chỉ là rời đi không đến một ngày, hắn muội muội liền lại cho hắn gặp rắc rối. Còn Hảo, nàng cuối cùng không có nháo đến quá lớn, bằng không bị mặt diễm người biết bọn họ đã trước tiên tới rồi kinh thành nói, vậy không xong. Ta cùng ngươi giảng, lần sau lại làm ra loại này chuyện ngu xuẩn, liền chờ ta làm người đem ngươi ném về Đại Lương đi. Tùy Ly Hạc hung tợn nói, vốn dĩ hắn là một người tới Long Nguyên, Ai biết nàng cư nhiên mang theo một cái dáng lên cung nữ liền trộm mà chạy tới, nếu không phải nửa đường bị hắn phát hiện, nàng chết như thế nào cũng không biết. Tùy Yến Phi chu chu môi, nàng cũng không nghĩ, nàng chỉ là tưởng trị nàng mặt mà thôi, nàng không nghĩ chờ đến tiếng cung thời điểm còn đỉnh một trương như vậy thô ráp đỏ bừng mặt, ai biết kia Mỹ Nhan Phường lão bản cư nhiên là cái kia đáng chết nam nhân. Bất quá Tùy Yến Phi thấy nàng ca sinh khí, nàng cũng cũng không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng nói một câu, đã biết. Tính tính nhật tử, sứ thần đoàn cũng mau tới rồi, ngươi mấy ngày nay liền đãi ở khách điếm nơi nào đều không cần đi hết thảy chờ chúng ta cùng sứ thần đoàn hội hợp lại nói sau khi nói xong tùy ly Hạc tính toán rời đi nghĩ đến tùy yến phi tính tình hắn lại uy hiếp một câu lại tự tiện rời đi ta đánh gãy chân của ngươi nga tùy yến phi ứng một câu nàng vốn dĩ cũng không tính toán hiện tại động thủ nàng phải đợi nàng người tới lại nói lúc này hoàng cung khuynh quân trong điện mặt cơm nước xong sau mặt liên liền lập tức phái người đi tìm vương mới lấy nàng ca đáp ứng cho nàng bạc đi mặt diễm dặn dò quân nguyễn làm nàng không cần ra cung hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau liền trở về ngự thư phòng lâm ma ma thu thập chén đũa quân nguyễn mang theo tiểu cảnh sâm chơi trong chốc lát chờ tiểu cảnh sâm mệt mỏi ngủ sau nàng mang theo tiểu cảnh sâm tiến vào không gian quân nguyễn làm tiểu cảnh sâm ở trong phòng ngủ mà nàng đến bên ngoài bắt đầu cho nàng hoa màu tưới nước cuối cùng còn cấp đặng tử duyệt xứng một ít đi trừ vết sẹo dược thời gian cứ như vậy đi qua mấy ngày, mắt thấy ly đăng cơ đại điển càng ngày càng gần, các quốc gia sứ thần cũng lục tục mà tới rồi kinh thành. Mặt diễm phái mặt đổi cùng lễ bộ thượng thư ngụy thanh tiếp đại các vị sứ thần. Quân Nguyễn biết hôm nay ngân lan quốc người tới, vì thế nàng cố ý phái dạ ảnh đi theo mặt hoáng đi tiếp đãi Chờ dạ ảnh đi rồi lúc sau, quân Nguyễn ở trong đầu hồi tưởng nàng vị kia hoàng huynh tư dung cùng tính cách cùng với ngân lan quốc hoàng thất đối nàng thái độ. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng ca lớn lên ôm nhu như ngọc, cùng mặt diễm là hai cái bất đồng cực đoan mà nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu đối nàng cũng không tồi trừ bỏ làm nàng tới hòa thân này một đám ai quân nguyễn thở dài chỉ mong nàng cái này tiện nghi ca ca là thật sự tới thăm nàng bằng không nàng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân như thế nào thở dài mặt diễm từ bên ngoài tiến vào nghe thấy quân nguyễn thở dài thanh lo lắng hỏi quân nguyễn ngước mắt nhìn phía mặt diễm vẻ mặt ôn nhu nói ngươi hôm nay như thế nào hạ triều sớm như vậy bọn họ muốn vội vàng quá hai ngày đăng cơ điển lễ công việc, cho nên hai ngày này trong triều không có gì đại sự muốn xử lý. Mặt Diễm đi đến quân Nguyễn trước mặt ngồi sổng xuống thân mình dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút quân Nguyễn bụng, là nàng. Làm ầm ĩ sao? Quân Nguyễn cười nói, bảo bảo thật ngoan, ta cũng không khó chịu, ngươi đừng lo lắng. Ta chỉ là suy nghĩ quân dịch tới nơi này mục đích thôi. Ngươi không phải phái dạ ảnh đi tiếp hắn sao, chờ nhìn thấy hắn sẽ biết. Mặt Diễm an ủi nói. Ân. Quân Uyển gật gật đầu. Một bên tiểu cảnh sâm thấy mặt Diễm ở vuốt ve Quân Uyển bụng, hắn đem chính mình bụng một đỉnh, mở to một đôi tròn xoe mắt to, hướng về phía mặt Diễm nói, sờ. Này một động tác đem tất cả mọi người chọc cho vui vẻ. Hảo. Mặt Diễm cười nói, cha tới sờ sờ ngươi bụng, nhìn xem ngươi hôm nay đều ăn cái gì ăn ngon. Nói mặt Diễm sờ hướng về phía tiểu cảnh sâm bụng, đậu đến hắn ha 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 mà nở nụ cười một bên lâm ma ma vẽ mặt từ ái mà nhìn thoáng qua tiểu cảnh sâm sau nhìn về phía quân uyển công chúa là thái tử muốn tới sao quân uyển gật gật đầu ngân lan quốc cấp long nguyên đưa tới quốc thư mặt trên viết chính là thái tử quân dịch ta đã phái dạ ảnh đi tiếp bọn họ đi lâm ma ma nghe vậy trong lòng thực phức tạp trước kia nàng cũng cảm thấy hoàng hậu là thích công chúa nhưng đột nhiên có một ngày hoàng hậu cư nhiên làm công chúa tới hòa thân vừa tới thời điểm bọn họ công chúa ăn không ít khổ Tuy rằng bọn họ hoàng đế có phái ám vệ đi theo cùng nhau lại đây, nhưng khi đó Thái Thượng Hoàng không thích bọn họ công chúa, đi theo những cái đó ám vệ cũng vào không được chiến vương phủ. Khi đó bọn họ không nghĩ đến xem, hiện tại tới là có ý tứ gì đâu. Lúc này mặt Diễm Đình chỉ cùng tiểu cảnh sâm cười đùa, nhìn về phía quân Nguyễn nói, có nghĩ đi ra ngoài. Hiện tại sao? Quân Nguyễn nghe vậy cũng tới hứng thú. Mặt Diễm sủng nịch cực cực đầu. Tiểu cảnh sâm có lẽ là bị quân Nguyễn này đối vô lương cha mẹ ném sợ, trực tiếp đứng lên đi hướng quân nguyễn cũng duỗi khai cánh tay ôm một cái mặt diễm tiến lên sờ sờ tiểu cảnh sâm đỉnh đầu yên tâm đi hôm nay đi ra ngoài mang theo ngươi đi ngươi đi làm mama cho ngươi thay quần áo đi đổi hảo cha ôm ngươi lúc này lâm mama cũng đi rồi đi lên hoàng thượng lão nô mang ngài đi xuống thay quần áo đi đổi hảo chúng ta lại đi ra ngoài chờ lâm mama ôm tiểu cảnh sâm đi xuống lúc sau quân nguyễn cùng mặt diễm cũng thay đổi một thân thường phục bởi vì hôm nay mang theo tiểu cảnh sâm đi ra ngoài, lâm ma ma đám người cũng cùng đi, người quá nhiều, quân uyển cùng mặt diễm đơn giản không có hóa trang, trực tiếp gương mặt thật đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị liền tìm một chỗ trà lâu ngồi ngồi, đãi một lát liền trở về. Chương 272 nha đầu này, cũng học được áp chế người khác. Hạ Phủ Hạ Lão Phu Nhân cùng Hạ Phu Nhân mẹ con đang ở chính sảnh nói cấp Hạ Bác Văn Tương xem nhân gia sự. Từ bọn họ từ Điến Thành trở về lúc sau, nhà nàng lão gia chẳng những khôi phục chức vụ ban đầu, đương thái thượng hoàng hạ chỉ nhà nàng lão gia thành tiểu hoàng thượng thái phó lúc sau, những cái đó quan viên phu nhân sôi nổi tìm người tới cửa cầu hôn. Nơi này không thiếu có những cái đó trước kia đối bọn họ bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng có mấy cái chọn người thích hợp, tỷ như vệ bí khanh khương xa đồ gia tiểu thư bọn họ liền cảm thấy thật không tồi. Văn Nhi khi nào trở về? Hạ lão phu nhân cười hỏi. Nhất vãn hẳn là cũng liền hai tháng đi. Hạ phu nhân suy nghĩ một chút nói, lại có hai tháng rưỡi liền khoa cử khảo thí, hắn thế nào đều không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Hạ lão phu nhân vừa lòng gật đầu, sau đó thở dài, làm khó Văn Nhi. Thái thượng hoàng phá cách làm Văn Nhi tạm thay biến thành ám sát, chẳng những là đối nhà của chúng ta tín nhiệm vẫn là đối Văn Nhi tài bồi, cho nên lần này Văn Nhi cần thiết muốn nhất cử đoạt giải nhất mới được a. Chính là Văn Nhi có một đoạn thời gian không có đọc sách, cũng không biết công khóa rơi xuống không có. Nói lên chuyện này hạ phu nhân cũng đi theo lo lắng lên, một bên hạ một kỳ an ủi nói, yên tâm đi, ta ca chính là ba năm không đọc sách, lấy ta ca tài trí làm theo có thể cao trung. Hạ lão phu nhân cùng hạ phu nhân tức khắc bị chọc cười. Ngươi đứa nhỏ này, lời này chỉ có thể ở trong nhà nói. Nói, đi ra ngoài cũng không thể nói. Hạ phu nhân cười mắng. Hạ một kỳ thè lưỡi, không dám phản bác. Đúng lúc này chờ, hạ hoành từ bên ngoài đi đến, cũng tháo xuống hắn quan mũ, mẹ con mấy cái nói cái gì đâu. Như vậy cao hứng. Hạ phu nhân vội vàng đứng dậy tiếp nhận Hạ Hoành trong tay quan mũ, cười nói, chúng ta đang ở thảo luận cấp văn nhi tương xem nhân gia sự đâu. Lão gia hôm nay như thế nào sớm như vậy liền hạ triều. Mấy ngày nay đều ở chuẩn bị hoàng thượng đăng cơ sự, hơn nữa hôm nay biệt quốc sứ thần đã đến, cho nên hạ triều sớm chút. Sau khi nói xong, Hạ Hoành nói tiếp, cấp văn nhi tương xem nhân gia, đối phương gia thế không quan trọng, quan trọng là nữ tử nhân phẩm. Văn Nhi có thể được Thái Thượng Hoàng ưu ái đã là hắn phúc khí cũng là đối hắn một loại khảo nghiệm, nếu thủ không được bản tâm nói, sẽ cấp hạ gia mang đến tai bay và gió. Cho nên cưới vợ chuyện này thượng nhất định phải thận chi lại thận, vạn không thể qua loa. Hạ lão phu nhân gật gật đầu, tán đồng nàng nhi tử cách nói. Hạ phu nhân đem các nàng nhìn trúng Khương xa đồ nữ nhi sự nói ra. Hạ hoành suy nghĩ một chút nói, Khương đại nhân người không tồi, đến nỗi hắn nữ nhi. Quay đầu lại làm kỳ nhi đi thám thính một chút. Việc này tạm thời không vội, chờ bác văn trở về nói với hắn một tiếng lại làm định đoạt đúng lúc này chờ hạ nhân tới báo bẩm lão gia phu nhân công chúa tới tìm tiểu thư tới người đâu hạ mộc kỳ nghe vậy đứng lên hỏi người liền ở cửa đâu kia hạ nhân nói như thế nào không mời vào tới hạ phu nhân không vui mà nhìn về phía kia hạ nhân vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài nên đón mặt liên công chúa nói làm tiểu thư đi ra ngoài tìm nàng nàng liền ở cửa chờ cùng tiểu thư cùng nhau lên phố kia hạ nhân chạy nhanh giải thích nói nghe vậy hạ một kỳ đã chạy đi ra ngoài cũng đối trong phòng hạ phu nhân đám người nói khi ta đi ra ngoài các ngươi không cần chờ ta ăn cơm hôm nay trên đường người nhiều mang chút hạ nhân đi ra ngoài hạ phu nhân chạy nhanh dặn dò nói đã biết chờ hạ một kỳ mang theo nàng nha hoàng thúy nhi ra tới thời điểm mặc liên xe ngựa liền chờ ở nơi đó một kỳ mau lên đây chúng ta đi cửa thành nhìn xem hạ một kỳ hai lời chưa nói mang theo thúy nhi thượng mặc liên xe ngựa sau đó xe ngựa hướng về cửa thành chạy tới. Lúc này cửa thành. Mặt hóa ngồi ở trong xe ngựa, mà lễ bộ thượng thư ngụy Thanh cùng già dạ ảnh chờ ở nơi đó, bọn họ mang đến quan binh canh giữ ở hai bên, chung quanh có rất nhiều xem náo nhiệt bá tánh, nếu không phải bởi vì có quan binh ngăn trở, con đường đều có thể bị bọn họ vây chật như nêm cối. Mà khoảng cách cửa thành không xa một chỗ trà lâu, quân Nguyễn đứng ở bên cửa sổ hướng cửa thành phương hướng nhìn lại, không nghĩ tới Long Nguyên bá tánh như vậy nhiệt tình tăng vọt. Nghe được quân Nguyễn nói chuyện, Mặt diễm ôm tiểu cảnh sâm đi lên trước tới, cũng hướng ra phía ngoài mặt nhìn thoáng qua. Đúng lúc này chờ, bọn họ ở trà lâu cửa dừng một chiếc xe ngựa, đầu tiên là xuống dưới hai tên nha hoàng trang điểm nữ tử, ngay sau đó, lại xuống dưới hai tên nữ tử. Đương quân Nguyễn thấy người tới thời điểm, nàng hướng về phía bên người mặt diễm nói, liên nhi cùng một kỳ cũng tới. Mặt diễm không nói gì, chỉ là hướng cửa nhìn thoáng qua. Chỉ thấy mặt liên hai người đi tới cửa thời điểm bị trà lâu tiểu nhị cấp ngăn cản xuống dưới. Hai vị tiểu thư, ngượng ngùng chúng ta trà lâu hôm nay bị bao tiểu nhị xin lỗi địa đạo bao mặt liên vẽ mặt không thể tin tưởng đây là ai nha Uống cái trà còn đem nhân gia trà lâu cấp bao có phải hay không tiền nhiều đến không chỗ hoa a à? mà bị nàng nói thành tiền nhiều không địa phương hoa người chính phân phó người đi xuống tiếp hai người bọn nàng đâu đáng tiếc các nàng cũng không biết lúc này hạ một kỳ cũng hơi cho mày hôm nay hắn quốc sứ thần tới chơi này một cái chủ trên đường mặt cửa hàng đều là kính người hết chỗ thật vất vả tìm được một nhà không ai, nhân gia cư nhiên bị bao. Hai vị tiểu thư thật là ngượng ngùng, nếu không ngài lại đi nhà. Khác nhìn xem. Tiểu nhị thấy thế, khuyên giải an ủi nói. Nhà khác đều thật nhiều người, liền các ngươi gia nhân này thiếu. Mặt liên tức giận nói, là ai bao bãi, ngươi mang. Ta đi lên nhìn xem, chúng ta có thể cùng hắn thuê một gian phòng. Mặt liên nói liền hướng trong đi, tiểu nhị vội vàng duỗi tay ngăn đón, vẻ mặt cười khổ, tiểu thư, ngài tạm tha tiểu nhân đi, tiểu nhân chỉ là một cái làm công, hơn nữa mặt trên kia vài vị quý nhân vừa thấy liền thân phận bất phàm, chúng ta không thể trêu vào. Không quan hệ, ngươi không thể trêu vào, nhưng bổn tiểu thư có thể chọc khởi. Nói mặt liên nhìn về phía tiểu nhị, ngươi có để khai. Nàng liền không họ tà, nàng đường đường long nguyên công chúa, cư nhiên ở chính mình cửa nhà tìm không thấy một gian nhà ở, quả thực buồn cười. Trên lầu quân Nguyễn nghe thấy mặt Liên nói sau nhịn không được đỡ tráng. Nhà đầu này, cũng học được áp chế người khác. Này! Tiểu nhị vẻ mặt khó xử. Đúng lúc này chờ, đêm sát từ trên lầu xuống dưới, nhị vị tiểu thư, chúng ta chủ tử ở trên lầu chờ hai vị đâu. Mặt liên cùng hạ một kỳ thấy từ phía trên xuống dưới đêm sát, tức khắc phản ứng lại đây, nguyên lai là nàng tẩu tử đêm này trà lâu cấp bao xuống dưới A, trách không được đâu. Hai người bọn nàng vội vàng ngẩng đầu hướng về trên lầu nhìn lại, chỉ thấy quân uyển đang đứng ở bên cửa sổ đầy mặt mỉm cười mà nhìn các nàng, mà nàng ca ôm tiểu cảnh sâm đứng ở một bên, tiểu cảnh sâm còn thỉnh thoảng hướng về các nàng vẫy vẫy tay. Hai người thấy vậy lập tức chạy như bay lên lầu đi, tiểu nhị thấy mặt trên có người xuống dưới, biết bọn họ là một đám người, tự nhiên không lại ngăn cản. Chờ lên lầu sau, hạ một kỳ cấp quân nguyễn cùng mặt diễm còn có tiểu cảnh sâm hành lễ, mặt liên lại biểu môi nói, tẩu tử, nguyên lai các ngươi cũng muốn ra tới, lại không gọi ta. Quân nguyễn cười nói, chúng ta cũng là lâm thời nảy lòng tham. Nói còn chưa dứt lời, bị mặt diễn cấp đánh gãy, bọn họ tới. Chương 273 tử sĩ. Mặt liên nghe vậy, vội vàng hướng về cửa sổ. Chạy tới, cũng đứng ở quân quyển bên người, hạ một kỳ cũng theo đi lên. Lúc này mặt liên đã đã quên vừa rồi nói sự, duỗi dài cổ dùng sức về phía nơi xa cửa thành nhìn lại. Tẩu tử, nghe nói ngài Hoàng Huynh cũng tới, là thật vậy chăng? Mặt liên tò mò hỏi. Nàng trong lòng suy nghĩ, nàng tẩu tử lợi hại như vậy, cũng không biết nàng tẩu tử hoàng huynh lợi hại hay không. Quân Nguyễn cũng hướng về cửa thành nhìn lại, cũng ứng mặt liên một câu, ân. Ông tiểu cảnh xâm mặt diễm thấy mặt liên dáng quân Nguyễn, hắn vội vàng đem quân Nguyễn hướng chính mình bên người lôi kéo, sang bên một chút, không cần tể ngươi tẩu tử. Mặt liên xoay đầu nhìn thoáng qua nàng cùng nàng tẩu tử trung gian còn có thể trạm tiếp theo cái nàng khe hở, vẻ mặt quỷ khuất hướng một bên xê dịch, sau đó đối với mặt diễm hừ hừ. Trong lòng yên lặng mà nghĩ, nàng ca không thích nàng, bằng không vì cái gì mấy ngày nay luôn tìm nàng tật xấu đâu. Quân Nguyễn đang muốn nói cái gì thời điểm, mặt diễm lại vẽ mặt ôm nhu nói, nghe lời, thân thể của ngươi quan trọng. Một bên lâm yên lặng thấy vậy đặc biệt vui mừng, nhà nàng công chúa rốt cuộc hết khổ nhi, mà hạ một kỳ thấy vậy vội vàng đem đầu duỗi hướng về phía bên ngoài, vẽ mặt xấu hổ. Nàng phát hiện thái thượng hoàng đối nàng Nguyễn Nguyễn tỷ càng ngày càng tốt, thật gọi người hâm mộ. Quân Nguyễn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xem ra nàng đến tìm một cơ hội làm cho bọn họ biết chính mình mang thai, bằng không lấy nàng nam nhân loại này cách làm, sớm hay muộn sẽ làm hắn muội muội cùng hắn quan hệ sinh ra ngăn cách. Lúc này, các quốc gia sứ thần đều giống ước hảo dường như cùng nhau tới rồi cửa thành. Mặt hoáng đã sớm ra xe ngựa đi tới Ngụy Thanh bên người chờ ở nơi đó. Chờ những cái đó sứ thần tới rồi trước mặt sau, mặt hoáng tiến lên nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi hàng huyên. Quân Nguyễn bọn họ ly đến cửa thành muốn xa một ít, nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói gì đó, chỉ là thấy mấy người nói nói mấy câu, Mạc Hoáng liền mang theo mọi người hướng trong thành đi tới. Bởi vì lần này tới người. So nhiều, bọn họ đồ vật cũng mang nhiều, Mạc Hoáng dứt khoát bỏ quên xe ngựa cưỡi ngựa cùng mấy quốc sứ thần dẫn đầu người sống vai hành tẩu ở phía trước, mặt sau là Đại Lương cùng mặt bắt công chúa xe ngựa, tiếp theo chính là Ngụy Thanh cùng mặt khác quốc gia đại thần xe ngựa cùng binh lính. Mạc Liên rất xa thấy hắn thất ca bên người ăn mặc nhất hồng nhất bạch hai vị công tử, hồng tà khôi, bạch nho nhã, hơn nửa nàng thất ca anh khí bức người, thật sự giống như một bức tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Nàng hưng phấn mà nói, tẩu tử, vị kia là ngài ca ca a. Quân Nguyễn nhìn mặt liên vẻ mặt hưng phấn biểu tình, nghĩ nàng đây là đem tống hạo nhiên buông xuống đi. Kỳ thật mặt liên chỉ là bởi vì quân Nguyễn ở nàng trong lòng rất lợi hại, nàng liền tò mò nàng tẩu tử người nhà có phải hay không đều đặc biệt lợi hại, cho nên đối quân dịch liền đặc biệt chú ý một ít. Quân Nguyễn cũng thò người ra hướng ra phía ngoài mặt nhìn thoáng qua, một bên mặt diễm lo lắng, Nguyễn Nhi, tiểu tâm một ít. Quân Nguyễn nhìn thoáng qua liền lùi về thân mình, mặc quần áo trắng cái kia. Mà mặt hoáng bên người hai người đồng thời cảm nhận được bị đánh giá ánh mắt. Bọn họ khắp nơi bắn phá, trừ bỏ chung quanh vây xem bá tánh ngoại, đường phố hai bên cửa hàng trên lầu cũng đều đứng đầy người, ánh mắt mọi người cơ bản đều ở bọn họ trên người, bọn họ nhất thời cũng không biết vừa rồi ánh mắt kia là từ đâu bắn lại đây. Chung quanh cũng có lớn mật một ít nữ tử ở nhỏ giọng mà đàm luận. Qua! Bọn họ đều lớn lên hảo hảo xem khi xuyên hồng y phục đẹp, hắn là đại lương người đi. Cái gì nha, bạch y phục đẹp, nghe nói hắn là ngân lang quốc thái tử. Khi chẳng phải là thái hậu nương nương huynh trưởng sao? Là thái hậu nương nương huynh trưởng. Lại một người nói, bất quá, ta cảm thấy bọn họ đều không có chúng ta thái thượng hoàng lớn lên đẹp. Thích. Thái thượng hoàng đó là thái hậu, ngươi dám mơ ước, tìm chết nha. Ai nói không phải đâu, bất quá, bọn họ lớn lên cũng thật tuấn tiếu. Như vậy thảo luận thanh, quân viễn bọn họ cũng toàn bộ thu vào nhĩ đế mặt diễm càng là vẻ mặt ôn nhu mà nhìn về phía quân uyển các nàng nói rất đúng hắn chính là nhà hắn viễn nhi đang ở mọi người toàn thân tâm xem náo nhiệt thời điểm đột nhiên trong đám người có người hướng về phía sứ thần đoàn hô đại lương cẩu tặc lăn ra chúng ta long nguyên đi thanh âm này tức khắc hấp dẫn đại gia chú ý sôi nổi quay đầu tìm kiếm khởi nói chuyện người tới mặt diễm nghe vậy lạnh lùng mà nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái ánh mắt thâm thúy tối tăm sau đó hướng về phía phía sau minh thiên nhìn thoáng qua minh thiên lập tức rời đi quân nguyễn cũng sắc mặt lạnh xuống dưới này tuyệt đối là có tâm người cố ý vì này mục đích là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi đi nàng biết bọn họ mục đích sẽ không thực hiện được nhưng là hắn cách ứng người này ai nha như thế nào loạn kêu mặt liên cũng tức giận nói này không phải trở nên gây gắt bọn họ hai nước chi gian mâu thuẫn sao hạ một kỳ cũng vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía mặt hoáng chỉ là tất cả mọi người bị bên ngoài phát sinh sự hấp dẫn, không ai chú ý tới nàng. Lúc này, không đợi đại gia tìm được kia nói chuyện người, bên kia cũng vang lên tới đồng dạng thanh âm, đại lương cẩu tặc, lăn ra chúng ta long nguyên đi. Tiếp theo, lại có vài tiếng chữ bậy tiếng vang lên. Đại lương sứ thần đoàn thành viên tức khắc sắc mặt khó coi lên, đây là trần trụi khiêu khích. Mặt hoáng cũng mặt đen xuống dưới, hắn hướng về phía phía sau huy một chút tay, đi xem. Sau khi nói xong nhìn về phía một bên sắc mặt âm lãnh tùy ly hạt, trên mặt mang theo xin lỗi, thật sự là xin lỗi, làm Ly Vương bị sợ hãi, bổn vương nhất định sẽ nghiêm tra phía sau màn người, cấp Ly Vương cập đại lương một công đạo. Tùy Ly hạt đạm mặt gật đầu, bổn vương tin tưởng này không phải các ngươi bổn ý, nhất định là có người muốn châm ngòi chúng ta hai nước chi gian quan hệ. Tùy Ly hạt cũng không phải vụng về người, há có thể không rõ này trong đó đạo đạo, chỉ là làm trò mặt khác hai nước sứ thần mặt. Vừa tới đã bị mắng, mặt mũi của hắn hạ không tới thôi. Đa tạ Ly Vương thông cảm mặt hoáng chấp tay. Lúc này trong đám người, bởi vì những cái đó quan binh xâm nhập xôn xao lên, các ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Bọn họ đại lương người giết chúng ta nhiều ít tướng sĩ, vì cái gì còn muốn cho bọn họ tới chúng ta Long Nguyên? Thậm chí có mấy người cùng quan binh đánh cùng nhau, vừa thấy bọn họ động tác liền không phải bình thường bá tánh. Quân Nguyễn hờ hững mà nhìn thoáng qua phía dưới sau, đối bên người mặt diễm nói, chúng ta về đi. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn như vậy một vở diễn, cũng không biết là ai an bài này thủ đoạn rất thấp thấp, lại rất ghê tởm. Hảo. Hắn cũng không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đợi, nhà hắn Uyển Nhi hiện tại đúng là đặc thù thời kỳ, không thể có một chút ngoài ý muốn. Đến nỗi nơi này phát sinh sự, hắn tin tưởng như vậy một chút việc nhỏ, mặt hoáng bọn họ vẫn là có thể bãi bình. Quân Nguyễn nhìn về phía ghé vào cửa sổ biên mặt liên cùng hạ một kỳ, các ngươi cũng sớm một chút nhi về đi, hôm nay nơi này không an toàn. Hai người vội vàng gật đầu đáp ứng các nàng cũng không nghĩ giống ở điến thành giống nhau phát sinh ngoài ý muốn quân nguyễn phái một người đưa hạ một kỳ trở về sau đó mang theo mặt liên cùng lâm ma ma đám người ra trà lâu mấy người thượng một chiếc xe ngựa hướng về hoàng cung bước vào trở lại hoàng cung không bao lâu minh thiên cũng trở về hoàng cung người đâu mặt diễm hỏi minh thiên vội vàng quỳ xuống thỉnh tội thuộc hạ vô năng những người đó đều là tử sĩ mới vừa bị bắt lấy liền uống thuốc độc tự sát mặt diễm lạnh lùng nói nghiệm thi sao Ngỗ tác đã nghiệm quá một khối cái gì manh mối đều không có minh thiên quể oải nói quân nguyễn không khỏi cũng nhíu mày đây là nghĩ đến cái chết vô đối chứng a nàng liền không tin một chút manh mối đều không có thi thể ở đâu mang ta đi nhìn xem uyển nhi mặc diễm vẻ mặt lo lắng mà kêu một tiếng quân nguyễn đối hắn cười cười đừng lo lắng ta không có việc gì mặc diễm không có biện pháp biết không làm nàng đi nàng chính mình cũng sẽ đi kia còn không bằng hắn bồi nàng đi nói đi minh thiên nghe vậy vội vàng nói ở nha môn nhà xác quân nguyễn làm lâm ma ma mang theo tiểu cảnh sâm nghỉ ngơi nàng cùng mặt diễm mang theo minh thiên đám người tới rồi kinh thành phủ nha nhà xác lúc này kinh triệu phủ doãn thường gian chính mang theo ngổ tác ở nhà xác nghiệm thi thấy mặt diễm cùng quân nguyễn tới rồi nhà xác vội vàng tiến lên nên đón thần tham kiến thái thượng hoàng thái hậu nương nương thường gian cung kính hành lễ nói mặt diễm vẫy vẫy tay miễn lễ tạ à, thái thượng hoàng, thái hậu nương nương. Thường Giang đứng dậy. Thường đại nhân nhưng tra ra chút cái gì? Mặt Diễm trầm giọng nói. Thường Giang lắc lắc đầu, hồi thái thượng hoàng nói, này mấy người đều là hàm răng ẩn giấu độc dược, uống thuốc độc mà chết, cái khác tạm thời không có bất luận cái gì manh mối. Trên người cũng đều kiểm tra qua. Quân Nguyễn hỏi. Tra qua, cái gì đều không có. Quân Nguyễn nghe vậy hướng về trong đó một khối thi thể đi đến. Lúc này thi thể này chỉ ăn mặc một kiện quần lót, dư lại quần áo đều bị lột xuống dưới, hẳn là vừa rồi ngổ tác nghiệm thi việc làm. Mặc Diễm thấy quân Nguyễn tiến lên, hắn cũng vội vàng theo đi lên canh giữ ở quân Nguyễn bên người, Minh Thiên cũng vội vàng đuổi kịp. Thường Giang thấy vậy vẻ mặt khiếp sợ, này! Thái hậu nương nương không sợ sao? Liền tính không sợ này người chết, nhưng hắn dù sao cũng là một khối nam thi, hiện tại còn trần trụi thân mình đâu, chẳng lẽ cũng không cần kiên dè sao? Hơn nữa Thái Thượng Hoàng cũng mặc kệ sao? nghĩ đến đây, hắn vội vàng hướng về mặt diễm nhìn lại, chỉ thấy bọn họ thái thượng hoàng vẻ mặt lo lắng mà nhìn thái hậu, nơi nào có cái gì sinh khí? thường gian nào biết đâu rằng, mặt diễm ở quân nguyễn trong không gian lên mạng khi cái gì chưa thấy qua, hắn ở mặt trên đều gặp qua ở bờ biển thời điểm, nam nhân cùng nữ nhân đều ăn mặc thực bại lộ quần áo ở trong nước bơi lội, càng đừng nói này chỉ là một khối thi thể, hắn có cái gì hảo sinh khí? quân nguyễn nương ống tay áo che lấp từ không gian trung lấy ra tam song y dùng bao tay nàng chính mình đeo một đôi, cho mặt Diễm cùng Minh Thiên một người một đôi, mang hảo chờ một chút hỗ trợ. ở nàng xem ra, thi thể cũng là có thể mở miệng nói chuyện, kiểm tra không ra, chỉ là không tìm đối phương pháp mà thôi. mặt Diễm cùng Minh Thiên chạy nhanh mang lên, chờ Quân Viễn phân phó. một bên ngỗ tác muốn nói cái gì, nhưng ở mặt Diễm cùng Quân Viễn trước mặt nơi nào có hắn nói chuyện phân, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà đợi một bên. Quân Viễn đem thi thể phía trước kiểm tra rồi một lần lại làm Minh Thiên đem thi thể phiên lại đây kiểm tra rồi một lần, cái gì phát hiện đều không có, nàng nhíu mày. Giống nhau tử sĩ không phải đối chủ nhân trung thành và tận tâm, chính là bị khống chế lên, bằng không sao có thể dễ dàng đi tìm chết. Mặt Diễm thấy quân Nguyễn ở nơi đó rối rắm, đau lòng mà an ủi nói, tính, đừng nghiệm, lần này không đạt tới mục đích của hắn, lần sau hắn còn sẽ phái người tới. Đến lúc đó trảo một cái người sống thì tốt rồi. Nghe thế, Minh Thiên càng có chút tự trách, đều do hắn nhất thời đại ý, không có kịp thời mà tá rớt bọn họ cầm, lúc này mới dẫn tới lúc này bọn họ bước đi duy gian. Ta lại kiểm tra một lần, nếu không có gì phát hiện nói, chúng ta liền trở về. Quân Nguyễn nói đem tay vói vào ống tay áo từ không gian trung lấy ra một bao ngân châm ra tới. Nàng lấy ra hai căn ngân châm đưa cho mặt diễm, làm hắn phân biệt cắm vào thi thể dạ dày bộ cùng ít hầu nơi đó. Bởi vì thi thể đã cứng đờ, mặt diễm dùng một ít nội lực đem ngân châm đẩy vào thi thể trung. Chờ rút ra ngân châm, Quân Nguyễn phát hiện chỉ có trong cổ họng kia căng châm là biến thành màu đen, dạ dày bộ kia căng không có biến hóa, nàng phán định này tử sĩ không có bị dược vật khống chế, nàng cũng không tại đây cổ thi thể thượng phát hiện cái gì vật còn sống. Khi thuyết minh thi thể này tồn tại thời điểm đối hắn chủ nhân thực trung tâm, hoặc là hắn chính là cái kia gia tộc tử sĩ. Nếu là gia tộc, kia giống nhau đều có cái gì đánh dấu gì đó, nhưng người này trên người cái gì đều không có. Nghĩ đến đây, nàng nghĩ đến kiếp trước nghe nói qua một loại xăm mình, chính là dùng bồ câu huyết cùng chu sa còn có rượu trắng trộn lẫn ở bên nhau văng ở trên người chỉ có ở gặp được nhiệt thời điểm mới có thể hiển lộ ra tới vì thế quân nguyễn đối một bên thường gian nói tìm người đoan một ít nước ấm tới đa đoan một ít thường gian không rõ quân nguyễn dụng ý nghiệm thi muốn nước ấm làm gì nhưng hắn vẫn là làm theo mặt diễm cũng có chút nghi hoặc quân nguyễn hướng hắn giải thích một lần tuyển nhi hoài nghi bọn họ trên người có đặc thù ấn ký quân nguyễn gật gật đầu thử một lần nếu này cũng không được nói, cũng chỉ có thể chờ bọn họ lại lần nữa ra tay. Thực mau, một người ngục tốt dẫn theo một thùng nước ấm đi đến. Quân Nguyễn Hạ lệnh làm hắn đem nước ấm đều ngã vào thi thể trên người, bảo đảm một chỗ đều không rơi. Ở tên kia ngục tốt đem nước ấm ngã vào thi thể phía trước thời điểm cái gì đều không có, quân Nguyễn đành phải làm minh thiên đem thi thể lật qua tới, tên kia ngục tốt đem dư lại nước ấm một giọt không dư thừa mà ngã xuống thi thể phía sau lưng thượng. Chờ nước ấm chảy tới thi thể trên vai thời điểm, kia thi thể trên vai đột nhiên hiện ra ra một con rắn đồ đằng. Thật sự có cái gì? Thường Giang kích động nói, một bên ngỗ tác cũng thăm dò nhìn lại. Quân Nguyễn khóe miệng gợi lên mỉm cười nhìn về phía mặt Diễm, thấy mặt Diễm vẻ mặt âm trầm, nàng hỏi, ngươi nhận được này đồ. Mặt Diễm đôi mắt thâm thúy u ám, thanh âm lạnh băng nói, đây là mặt vân người trên người đều có tiêu chí. Ngươi là nói người này là mặt vân người. Quân Nguyễn trong lòng nghi hoặc, mặt vân không phải đã chết sao? ngay cả hắn tức phụ đều đã chết nhưng đây là có chuyện gì là hắn trước kia thủ hạ làm mặt diễm gật gật đầu này tiêu chí là sau khi nói xong đem bao tay cởi nhìn về phía quân Nguyễn, chúng ta về đi hiện tại địch nhân bất động bọn họ nhất thời cũng không hảo tìm chỉ có thể tỉnh xem này biến quân Nguyễn cũng đem bao tay cởi ném ở một bên hảo lúc này dịch quán mặt hoáng đã đem người đưa đến cũng an bài hảo rời đi ba cái quốc gia người bị an bài ở dịch quán bên trong ba chỗ trong viện. Trong đó Ngân Lan quốc sứ thần ở trong viện, dạ ảnh quỳ xuống cấp quân dịch hành lễ, ti chức tham kiến thái tử Điện Hạ. Quân dịch vẽ mặt miễn cười, miễn lễ đi. Tại Điện Hạ. Dạ ảnh đứng lên. Là ngươi chủ tử làm ngươi tới. Là, công chúa làm thủ hạ đi cửa thành nên đón thái tử. Quân dịch trên mặt trước sau treo miễn cười, viễn nhi có tâm. Nàng còn hảo đi ti chức thay ta gia chủ tử tạ thái tử nhớ thương nhà ta chủ tử hết thảy đều hảo và dạ ảnh cung kính nói ân quân dịch gật gật đầu viễn nhi chưa nói khi nào thấy cô sao này nhà ta chủ tử chưa nói nhà ta chủ tử gần nhất tương đối vội xin thứ cho ti chức vô pháp báo cho thái tử nghe vậy quân dịch đôi mắt lập lòe một chút ngay sau đó nói không ngại cô biết được ngươi có thể trở về báo cáo kết quả công tác là ti chức cáo lui chờ dạ ảnh rời đi sau, quân dịch trầm tư lên, nếu dựa theo ngày thường nói, biết hắn tới, hắn muội muội nhất định sẽ chạy tới thấy hắn, liền tính không có tới, cũng sẽ làm chính mình tiến cung. Lần này cư nhiên chỉ là phái người đi cửa thành tiếp hắn, sau đó liền không có sau đó. Nha đầu này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì a? À? Quân dịch vẻ mặt khó hiểu. Chương 274 ta có một chuyện muốn tuyên bố. Mà một khác chỗ trong viện. Vẻ mặt tức giận tùy Yến Phi nhìn tùy ly hạt, ca, những cái đó long nguyên người là có ý tứ gì bọn họ dựa vào cái gì mắng chúng ta ngươi gấp cái gì long nguyên nhiếp chính vương không phải nói sao hắn sẽ cho chúng ta một công đạo tùy ly hạt tùy ý nâng chung trà lên nhấp một ngụm hừ tùy yến phi hừ lạnh một tiếng ngồi ở trên ghế không phục nói ta chính là cảm thấy bọn họ long nguyên người cũng quá không coi ai ra gì nếu là đổi lại cái khác quốc gia ai dám đối chúng ta tùy thị hoàng tộc bất kính tùy ly hạt nước mắt nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái khẽ than thở ngươi nha như thế nào đi học không ngoan đâu hiện tại loại tình huống này long nguyên người có hắn không coi ai ra gì tư bản huống chi này cũng không thấy đến là mặc diễm ý tứ mặc diễm không ngu liền tính là hắn đối chúng ta đại lương bất mãn nữa hắn cũng sẽ không làm chính mình bá tánh ở thời điểm này dùng ngôn ngữ công kích chúng ta nhưng những người đó ở trên đường cái tùy ý chửi rủa chúng ta là có ý tứ gì tùy yến phi không cao hứng nói Tùy Ly Hạc thật muốn bị hắn cái này sủng muội muội cấp sủng khóc, hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn mà ở dịch quán đợi, không cần bị có tâm người cấp châm ngòi. Nói hắn đứng dậy rời đi. Tùy Yến Phi nhìn rời đi Tùy Ly Hạc tâm tình đặc biệt buồn bực, vì cái gì bọn họ người tới còn không cho nàng đi ra ngoài, nàng còn chuẩn bị tìm mỹ nhan phường bên trong người tính sổ đâu. Một bên đại thần thấy Tùy Yến Phi không cao hứng bộ dáng, giải thích một câu, khi ra tới nhục mạ chúng ta người nhất định là muốn cho chúng ta đại lương cùng long nguyên khởi xung đột bọn họ hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi công chúa nhất định phải nghe vương gia nói gần nhất thiếu đi ra ngoài cho thỏa đáng ngươi là ở sách giáo khoa công chúa như thế nào làm việc sao tùy yến phi không vui nói nàng tuy rằng tùy hứng điểm nhi nhưng đều không phải là hoàn toàn không có đầu óc đại thần vội vàng cúi đầu nhận sai vi thần không dám tùy yến phi bực bội mà xua tay làm kia đại thần rời đi mà mặt khác một bên Quân quyển cùng Mặc Diễm trở lại hoàng cung thời điểm Linh Lan cùng Dạ Ảnh đều đã trở lại, ngay cả lãnh trạch cũng về tới kinh thành. Mọi người chính vây quanh Tiểu Cảnh Sâm nói chuyện, thấy Quân Nguyễn cùng Mặc Diễm trở về, vội vàng lên hành lễ. U, hôm nay nhiều người như vậy. Nói nhìn về phía lãnh trạch, lãnh trạch khi nào trở về? Hồi nữ chủ tử thuộc hạ trở về có một nén nhang. Thời gian. Nói xong hắn lơ đẳng mà nhìn Linh Lan liếc mắt một cái, thấy Linh Lan căn bản là không thấy hắn hắn tức khắc héo nhi lên quân nguyễn cười lắc lắc đầu xem ra lãnh trạch còn không có bắt lấy linh lang đâu những người khác đều đi theo nở nụ cười lãnh trạch ngược lại có chút ngượng ngùng dạ ảnh nhân cơ hội hướng quân nguyễn hội báo quân dịch sự ngươi là nói hắn hỏi ta khi nào thấy hắn đúng vậy dạ ảnh dừng một chút quỳ xuống hướng quân nguyễn thỉnh tội thuộc hạ biết tội thỉnh chủ tử trách phạt nga quân nguyễn nghi hoặc nói ngươi thỉnh tội gì thuộc hạ tự tiện làm chủ nói chủ tử gần nhất rất bận cũng không biết khi nào có thể thấy thái tử. Nói xong dạ ảnh cúi đầu chờ quân nguyễn trách phạt. Quân nguyễn cười nói, ngươi nói rất đúng, ta mấy ngày nay xác thật rất bận, cho nên ngươi chưa nói sai, trừng phạt cái gì? đứng lên đi. Tạ à, chủ tử. Dạ ảnh đứng lên. Quân nguyễn nhìn về phía linh lang, ngươi hôm nay như thế nào cũng đã về rồi. Khôi ảnh tới rồi, cho nên nô tỳ liền đã về rồi. Linh lang giải thích nói, khôi ảnh cũng tới. Quân Nguyễn sau khi nghe được vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới đại gia hôm nay đều tới rồi. Nàng nhìn về phía mọi người, hưng phấn mà nói, vì cấp lãnh trạch cùng khôi ảnh bọn họ đón gió, chúng ta hôm nay hảo hảo ăn một đốn. Mặc Diễm nhìn về phía vẻ mặt hưng phấn quân Nguyễn thực bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là dung túng mà không có phản bác, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Một bên lãnh trạch nghe vậy cười nói, hôm nay lại có thể ăn thượng nữ chủ tử làm đồ ăn, thuộc hạ đã sớm nghĩ này một ngụm. Hắn nói mới vừa nói xong, mặt diễm liền đôi mắt lạnh lẽo mà đảo qua đi lãnh trạch lập tức im miệng không dám nói lời nào linh lan thấy thế nhịn không được trừng hắn một cái người này tưởng cái gì đâu nàng chủ tử hiện tại thân mình như thế nào có thể nấu cơm đâu quân nguyễn thấy vậy nghĩ vừa lúc sấn cơ hội này cùng đại gia đem nàng mang thai sự nói một tiếng tỉnh về sau lại nháo hiểu lầm nàng đi đến mặt diễm bên người cùng hắn thì thầm vài câu ngươi làm chủ liền hảo vì thế Quân Nguyễn làm đêm sát đi thỉnh Di Quý Phi cùng mặt Liên đến khuynh quân điện tới ăn cơm, lại làm huyền ảnh đi kỳ hóa điện đem thương kiệt cùng khôi ảnh đám người kêu tiếng cung tới, thuận tiện đem Tống Hạo Nhiên cũng kêu lên tới, đến nỗi Di Quý Phi, sớm tại mặt hoáng phủ đệ tu sửa hảo lúc sau liền dọn ly hoàng cung, nàng cũng liền không tính toán đem người kêu tiếng hoàng cung. Lâm Ma Ma cùng Linh Lan còn có lãnh trạch cùng dạ ảnh đều đến phòng bếp nấu cơm đi. Quân Nguyễn đám người từ nhà xác trở về còn không có tắm rửa đâu. Nàng làm tuyết nhận mang theo tiểu cảnh sâm, làm Minh Thiên cũng trở về tắm rửa, mà nàng cùng mặt diễm trở về tẩm cung sau trực tiếp tiến vào không gian. Chờ lại lần nữa ra tới thời điểm, Di Quý Phi cùng mặt Liên cũng tới rồi khuynh quân điện. Tẩu tử, hôm nay là ngày mấy sao? mặt Liên ngạc nhiên hỏi. Bọn họ đã có thật dài thời gian không có cùng nhau ăn cơm, hôm nay nàng tẩu tử đột nhiên liền phái người kêu các nàng lại đây ăn cơm, này có thể không cho nàng tò mò sao? Đại gia thật dài thời gian không tụ, vừa lúc lãnh trạch cùng khôi ảnh trở về, liền cùng nhau tụ tụ khôi ảnh cũng tới rồi mặt liên kinh hỉ hỏi nàng mới vừa hỏi xong khôi ảnh đám người liền từ bên ngoài đi đến cũng cấp mặt diễm đám người nhất nhất hành lễ mặt liên ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía tống hạo nhiên đương thấy tống hạo nhiên cũng nhìn về phía nàng thời điểm nàng vội vàng đem mặt vặn tới rồi một bên tống hạo nhiên nhíu một chút mày đôi tay gắt gao mà nắm chặt lại buông ra lúc này chờ bọn họ cấp quân uyển bọn người thấy xong lễ lúc sau khôi ảnh kích động mà chạy hướng về phía quân uyển chủ tử nô tỳ còn tưởng rằng muốn thật dài thời gian mới có thể tái kiến ngài đâu. nói nàng đôi mắt có chút ửng đỏ. quân nguyễn sờ sờ nàng đầu, ôm nhu nói về sau liền có thể tùy thời gặp mặt. ân. khôi ảnh dùng sức gật đầu. lúc này linh lang tiến vào nói chủ tử đồ ăn đều làm tốt hiện tại đoan sao? đoan đi. linh lang đi xuống bưng. thức ăn khôi ảnh cùng mặt liên cũng đi xuống hỗ trợ. bọn họ tự như ở đến thành thời điểm giống nhau đều chỉ mình có khả năng không có chủ tử thuộc hạ chi phân. Quân Nguyễn cũng từ không gian chung mua một ít rượu trắng cùng bia, còn mua một ít đồ uống sữa chua gì đó, lại cầm một ít trái cây ra tới làm thương kiệt cùng cô ảnh đi giặt sạch. Chờ sở hữu đồ ăn đều thượng bàn, mọi người đều ngồi xuống sau, quân Nguyễn nhìn đại gia liếc mắt một cái, vẻ mặt thần bí nói, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Nghe được quân Nguyễn nói như vậy, trừ bỏ lâm ma ma cùng Linh Lan còn có mặt diễm ở ngoài, tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi quân Nguyễn kế tiếp nói quân nguyễn nhìn một vòng đại gia tò mò ánh mắt nàng đột nhiên cảm thấy nói như vậy ra tới có chút xấu hổ vì thế nhìn về phía mặt diễm vẫn là ngươi tới nói đi nghe được nhà hắn uyển nhi cho hắn nhiệm vụ mặt diễm cũng không do dự trực tiếp sảng khoái nói uyển nhi mang thai hắn nói âm vừa ra trừ bỏ tống hoài an tất cả mọi người sôi trào đặc biệt là mặt liên càng là kích động thiếu chút nữa nhảy lên tẩu tử thật vậy chăng quân nguyễn gật gật đầu mặt liên nghe vậy cười nói ta lại phải làm cô cô Tống Hoài an tâm tình có chút chua xót đồng thời, cũng yên lặng mà chúc phúc quân uyển. Lúc này, Di Quý Phi từ kinh hỷ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng bên ngoài kêu, người tới, truyền thái y. Mẫu Phi, không cần đi. Quân uyển vội vàng ngăn cản. Mặt Diễm cũng ở một bên nói, Mẫu Phi, ngài đã quên uyển nhi chính mình chính là đại phu. Di Quý Phi vỗ vỗ cái trán, cười nói, nhìn ta, một cao hứng hồ đồ, thế nhưng quên này ra nhi di quý phi nhìn về phía quân nguyễn vẻ mặt khẩn trương quan tâm hỏi kêu uyển nhi hài tử mấy tháng ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái a à? quân nguyễn lắc lắc đầu mau hai tháng mẫu phi ta thực hảo nghe vậy di quý phi yên lòng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nói uyển nhi mẫu phi cảm thấy tuy rằng chính ngươi sẽ y thuật nhưng có nhưng thật ra y không tự y huống chi ngươi này vẫn là mang thai vẫn là làm thái y kiểm tra một chút cho thỏa đáng Quân Nguyễn cũng biết Di Quý Phi nói rất đúng. Này cổ đại điều kiện kém, liền tính hiện tại không cần Thái Y, về sau đỡ để thời điểm vạn nhất có chuyện gì, Thái Y nhất thời cũng không hiểu biết chính mình tình huống. Ngài yên tâm đi, chờ lại qua một thời gian ta khiến cho Thái Y tới kiểm tra. Nghe được Quân Nguyễn nói sẽ làm Thái Y tới kiểm tra, Di Quý Phi vừa lòng gật gật đầu, nàng thịnh một chén canh đặt ở Quân Nguyễn trước mặt, uống trước điểm canh. Quân Nguyễn nói lời cảm tạ sau bưng lên canh chén uống lên lên nhìn một chút phản ứng đều không có quân uyển di quý phi cười nói đứa nhỏ này cũng thật ngoan đâu giống nàng phụ hoàng lúc ấy khó chịu ta là cái gì đều ăn không đi vào nghe thế quân uyển chột dạ mà nhìn thoáng qua tiểu cảnh sâm lúc ấy không phải nàng nàng cũng không biết hoài tiểu cảnh sâm thời điểm khó chịu không khó chịu nhưng thật ra một bên lâm ma ma vẻ mặt vui mừng nói nhà ta chủ tử hoài hoàng thượng thời điểm cũng chỉ là rất nhỏ khó chịu như vậy mấy ngày quân uyển nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời nghĩ tới nàng mẹ nàng mẹ lúc ấy liền khó chịu thực, nghĩ như vậy, nàng dùng tay mềm nhẹ mà vuốt ve thượng chính mình bụng, sau đó xoay đầu nhìn về phía bên người nàng tiểu cảnh sâm, vẫn là nàng cắt bảo bảo ngoan. Tiểu cảnh sâm thấy quân Nguyễn xem hắn, cao hứng mà kêu một tiếng, mẹ. Ngoan. Quân Nguyễn dùng một cái tay khác sờ lên tiểu cảnh sâm đầu. Mặt diễm thấy quân Nguyễn động tác, hắn minh bạch quân Nguyễn trong lòng ý tưởng, ở không ai chú ý thời điểm, duỗi tay xoa quân Nguyễn vuốt bụng tay, đối nàng ôm nhu mà cười cười một bữa cơm liền ở đại gia vui sướng không khí trung kết thúc bữa tối lúc sau di quý phi trở về nàng cung điện mặt liên giữ lại cuối cùng quân nguyễn đem khôi ảnh cũng lưu tại trong cung ở một đêm mà nàng cùng mặt diễm mang theo tiểu cảnh sâm trở về tẩm cung nàng tưởng ở không sinh hạ trong bụng hài tử phía trước tận khả năng mà nhiều bồi bồi tiểu cảnh sâm cho nên trong khoảng thời gian này chỉ cần nàng có thời gian giống nhau đều sẽ mang theo tiểu cảnh sâm ngủ quân nguyễn đối mặt diễm nói tưởng khai bệnh viện sự còn có kinh thành trang bị năng lượng mặt trời, mặt diễm không hề nghĩ ngợi liền một mụn đáp ứng. Này đó đều là lợi dân sự, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt, hắn hy vọng bọn họ Long Nguyên càng ngày càng cường đại. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, một nhà ba người mới lên giường nghỉ ngơi. Hai ngày sau, đăng cơ đại điển bắt đầu. Bởi vì lần trước tiểu cảnh sâm bị cướp đi, lần này quân Nguyễn cố ý sớm mà lên cấp tiểu cảnh sâm tắm gội thay quần áo lúc sau, nàng cũng tắm gội một phen, lúc này mới bồi tiểu cảnh sâm cùng nhau chờ ở nơi đó mặt diễm biết quân nguyễn khúc mắt hắn đi đến quân nguyễn mẫu tử trước mặt ánh mắt ôm nhu mà nhìn quân nguyễn đừng lo lắng hết thảy có ta quân nguyễn gật gật đầu hồi lấy mặt diễm một cái mỉm cười mặt diễm lúc này mới bế lên tiểu cảnh sâm sau đó đằng ra một bàn tay nắm quân nguyễn tay ra khuynh quân cung lần này linh lan cùng lâm ma ma đều đi theo minh thiên giá long liễn và dạ ảnh đám người cùng tống hạo nhiên mang theo cấm quân chờ ở bên ngoài lần này mặt diễm cùng quân nguyễn quyết định tự mình mang theo tiểu cảnh sâm đi hiến tế thiên địa tông xã Long Nguyên Tế đàn cùng Hoàng Lăng dựa gần, đều ở vùng ngoại thành ngoại chân núi, ly kinh thành cũng không xa, ngồi xe ngựa không đến một canh giờ là có thể đến. Mặt diễm ông tiểu độ nét mang theo quân Nguyễn Thượng Long liễn sau, đội ngũ hướng về cửa cung bước vào. Lúc này sở hữu đại thần đã đều chờ ở cửa cung, chờ mặt diễm Long liễn hành lại đây thời điểm, bọn họ tự động mà phân thành hai bài, chờ mặt diễm đội ngũ sau khi đi qua, mọi người mới theo ở phía sau hướng ngoại ô tế đàn bước vào. Hiến tế đại thành lập phi thường đồ sộ hùng vĩ, Bốn phía vây quanh núi non trùng điệp dãy núi, nguy nga hùng hồn, khí thế bàn bạc. Lãnh trạch cùng đêm sát còn có thương kiệt đám người chờ ở nơi đó, chờ. Mặt diễm long liễn tới rồi lúc sau, hắn ôm tiểu cảnh sâm xuống xe ngựa sau chờ ở tại chỗ. Chờ quân nguyễn xuống xe ngựa sau, hắn nắm quân nguyễn tay một nhà ba người hướng về tế đàn đi bước một mà đi tới, phía dưới đại thần có bắt đầu nghị luận lên. Này! Như thế nào thái hậu cũng tới? Này nữ tử sao có thể hiến tế? Thái thượng hoàng đây là muốn làm gì? Này quả thực vớ vẫn đến cực điểm. Thái thượng hoàng đây là điên rồi sao? Một bên Hạ Hoành nghe vậy hừ lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì, nữ nhân khác há có thể cùng Thái hậu đánh đồng. Viên quản phái nghe xong, nghĩ đến quân Nguyễn đưa hắn rượu, lại nghĩ đến trước kia mỗi lần đều thần không biết quỷ bất giác mà xuất hiện, gật đầu tán đồng nói, hạ đại nhân nói rất đúng, Thái hậu xác thật là cái kỳ nữ tử. Thương Sa Đồ cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Các ngươi câm miệng đi, ngươi biết cái gì, Long Nguyên có thể có hôm nay, ta hoàng tẩu công không thể không. Khi đại thần còn muốn nói cái gì thời điểm, bị mặt hoáng cấp trống trụ. Khi đại thần tuy có chút không phục, nhưng đối mặt bọn họ nhiếp chính vương hắn cũng không dám nói cái gì nữa. Lúc này, mặt diễm cùng quân Nguyễn xoay người nhìn phía dưới các vị văn võ bá quan. Theo khâm thiên dám dám chính một câu, khởi bẩm thái thượng hoàng, giờ lành đã đến. Mặt diễm ra lệnh một tiếng, nghi thức bắt đầu hiến tế cộng chia làm chính chương trình hội nghị tức nghênh thần điện ngọc và tơ lụa tiếng mâm sơ hiến á hiến trung hiến triệt soạn đưa thần cùng vọng liệu chờ nghênh thần bắt đầu tế đàn phía dưới mấy chục cái thân xuyên hồng y mang răng nanh mặt nạ người phối hợp cổ nhạc bắt đầu nhảy lên kiếm vũ bởi vì quân nguyễn mang thai cảnh sâm lại quá tiểu mặc diễm làm quân nguyễn lãnh tiểu cảnh sâm ở một bên chờ mà chính hắn tiến hành ba quỳ chính lạy chi lễ phía dưới đại thần cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống Đúng lúc này chờ, những cái đó khiêu vũ người đột nhiên rút kiếm hướng về tế đàn vọc lại đây, trong miệng còn kêu, mặt diễm phản tặc, để mạng lại. Bảo hộ hoàng thượng. Vương mới hô. Bảo hộ hoàng thượng. Bảo hộ thái thượng hoàng. Có đại thần cũng hô. Mà những cái đó hồng y vũ giả dùng nhanh nhất tốc độ hướng về tế đàn bay đi, đáng tiếc mặt diễm đã sớm chuẩn bị làm cho bọn họ chui đầu vô lưới. Hắn nhanh chóng mà đứng lên, một cái bước xa tới rồi quân nguyễn trước mặt, lúc này quân Nguyễn đã đem tiểu cảnh sâm bế lên ôm vào trong lòng ngực minh thiên đám người cũng đều phi thân đón nhận những cái đó hồng y vũ giả có minh thiên cùng tống hạo nhiên mang theo cấm quân cùng những người này dây dưa và ảnh đám người không có gia nhập chiến đấu mà là thượng tế đàn vây quanh ở quân Nguyễn cùng mặt diễn bên người chương 275 sứ thần ý kiến thực mau trừ bỏ bị giết chết thích khách ở ngoài sở hữu thích khách tất cả đều bị bắt lấy lần này minh thiên dài quá trí nhớ ở trước tiên liền đem thích khách cầm cấp tá sau đó đem bọn họ mặt nạ hái được xuống dưới. Nhìn đến dẫn đầu người khuôn mặt lúc sau, mặt diễm trên mặt không có một tia kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên là ở hắn đoán trước bên trong. Quân Nguyễn thấy người này có nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới cư nhiên là mặt vân bên người Lăng Phong. Lúc này Lăng Phong đang ánh mắt âm ngoan mà nhìn chầm chầm mặt diễm cùng nàng, phản phất muốn đem bọn họ thiên đao vạn quả dường như. Mặt diễm lạnh lùng nói, dẫn đi. Tống Hạo Nhiên dẫn người đem sở hữu thích khách đều mang theo đi xuống, nghi thức tiếp tục tiến hành chờ hiến tế xong thiên địa tế bái tổ tiên thời điểm mặc diễm đau lòng quân Nguyễn, khiến cho nàng ở trong xe ngựa đợi hắn mang theo tiểu cảnh sâm đến cách vách hoàng lăng tế bái mặc diễm không yên tâm quân Nguyễn, tế bái tổ tiên dùng không đến một nén nhang thời gian liền phản trở về đội ngũ lại mênh mông cuồn cuộn mà về tới hoàng cung quân Nguyễn cùng tiểu cảnh sâm hai mẹ con ở trở về trên đường liền đã ngủ mặc diễm làm minh thiên trước đem xe ngựa chạy tới khuynh quân điện hắn làm lâm ma ma nhìn tiểu cảnh sâm mà hắn đem quân uyển ôm vào tẩm cung trở lại hoàng cung sao? Quân Nguyễn đôi mắt cũng chưa mở to, mơ mơ màng màng hỏi. Ân. Ừ. Mặt diễm nhỏ giọng lên tiếng, ngủ đi, quá trong chốc lát khai yến thời điểm ta trở về kêu ngươi. Bởi vì quân Nguyễn có thai, lần này tiểu cảnh sâm đăng cơ đại điển qua đi yến hội di quý phi sợ mệt nàng, liền một tay ôm đồn. Mà quân Nguyễn bởi vì hôm nay khởi quá sớm, lại hơn nữa mang thai dễ dàng mệt trả rời, nàng cũng chưa nghe rõ mặt diễm nói gì đó liền lại đã ngủ. Mặt diễm nhẹ nhàng mà đem quân Nguyễn đặt ở trên giường, đem giày cho nàng cởi, đem chăn cái hảo, ở cái trán của nàng tiểu tâm mà hôn một chút, lúc này mới xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi đây, mặt diễm đối chỗ tối dạ ảnh cùng đêm sát nói, bảo vệ tốt nàng. Sau khi nói xong đi tới cửa thượng long liễn. Tới rồi thừa đức điện sau, mặt diễm ôm ngủ thơm ngọc tiểu cảnh xâm xuống xe ngựa đi vào. Sở hữu đại thần đều chờ ở nơi đó, chờ triều bái bọn họ tân đế. Đương thấy ở bọn họ thái thượng hoàng trong lòng ngực ngủ thơm ngọc tân hoàng thời điểm, mọi người đều có chút dở khóc dở cười bất quá ai kêu nhân gia lão tử lợi hại, bọn họ cũng không dám biểu lộ ra bất luận cái gì khác thường. Mặt diễm ông cảnh sâm ngồi trên long ỷ ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn phía dưới các vị đại thần, chờ tiếp thu bọn họ quỳ lạy. Sở hữu đại thần đều đều nhịp mà quỳ xuống, hô, thần chờ tham kiến thái thượng hoàng, tham kiến hoàng thượng, thái thượng hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế. vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Bọn họ này một kêu, trực tiếp đem tiểu cảnh Sâm cấp đánh thức lại đây. Cha. Tiểu cảnh Sâm kêu một tiếng lúc sau, từ mặt diễm trên người ngồi dậy, sau đó mở to linh động mắt to nhìn về phía mọi người. Mặt Diễm từ ái mà nhìn tiểu cảnh Sâm liếc mắt một cái sau, nhìn về phía mọi người, đạm mạc nói, "Bình thân, tại chủ Long Ân." Mọi người đứng lên, sau đó lui về chính mình vị trí ngồi hạ. Mặt Diễm nhìn thoáng qua đứng ở mặt bên vương mới, vương mới vội vàng giơ sách Phong Thánh chỉ tuyên đọc lên, thánh chỉ là sách Phong di quý phi đám người phong di quý phi vì thái hoàng thái hậu liên phi vì thái hoàng thái phi phong Mạc liên vì đại trưởng công chúa bởi vì sở hữu nữ nhân đều không ở trong triều đình ban phong song sau mặc diễm khiến cho vương mới đem thánh chỉ thu lên phía dưới đủ loại quan lại có công mặc diễm cũng không bỏ xuống phong thưởng một phen cuối cùng mới luân đến biệt quốc sứ thần ý kiến vương mới hướng về phía cửa hô một tiếng thỉnh sứ thần ý kiến tiếp theo cửa tiểu thái giám gọi đến đi xuống đầu tiên tiến vào chính là đại lương sứ thần Tùy Ly Hạc mang theo Tùy Yến Phi cùng bọn họ quốc gia lại đây đại thần đi đến, cũng hướng mặt diễm cùng tiểu cảnh xâm hành lễ. Tham kiến Long Nguyên Thái Thượng Hoàng. Hoàng thượng. Hành xong lễ lúc sau, Tùy Yến Phi liền lén lút ngẩng đầu nhìn phía trên Long ỉ mặt diễm, nàng trái tim bùng bùng thẳng nhảy. Đây là nàng lần đầu tiên gần gũi mà quan sát chính mình âu yếm nam nhân. Từ nàng trộm đi thượng chiến trường xa xa mà gặp qua Long Nguyên Chiến Vương mặt diễm lúc sau, nàng liền đối hắn nhớ mãi không quên. Đáng tiếc chính là, khi đó bọn họ hai nước đang ở đánh giặc không nói ngay lúc đó hắn đã cưới vợ nàng phụ hoàng không cho phép nàng cấp một cái vương gia làm tiểu thiếp nàng vốn tưởng rằng đời này nàng là không có khả năng gả cho mặt diễm không nghĩ tới hắn lại đột nhiên làm long nguyên thái thượng hoàng mà hắn phụ hoàng muốn cùng long nguyên liên hôn nàng liền xung phong nhận việc mà muốn tới chính là hắn phụ hoàng đau lòng nàng không tính toán làm nàng tới hòa thân nàng liền lưu lại một phần thư từ lén chạy ra ngoài lúc này mặt diễm trong lòng ngực tiểu cảnh sâm có chút ngồi không yên ở mặt diễm trong lòng ngực qua lại động lên. Tùy Yến Phi thấy vậy, đôi mắt lộ ra chán ghét biểu tình. Nàng trong lòng nghĩ, hiện tại duy nhất không tốt chính là mặt diễm hắn cư nhiên sớm mà liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nữ nhân kia hài tử, này liền có chút khó làm. Mặt diễm cảm nhận được Tùy Yến Phi đầu tới tầm mắt, trên người hắn tức. Khắc tảng mắt ra nùng liệt lệ khí, nếu không phải cố kỵ hôm nay là cảnh sâm đại điển kế vị, hắn tuyệt không sẽ cho đại lương lưu mặt mũi. Tùy Yến phi bị mặt diễm trên người hơi thở sợ tới mức trong lòng một mảnh lạnh lẽo, vội vàng cúi đầu che giấu chính mình trong mắt hoảng loạn. Tùy Ly Hạc cũng cảm nhận được đến từ mặt diễm cường đại uy áp, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy Tùy Yến phi hoảng loạn mà cúi đầu, hắn trong lòng khí thực, nhưng lúc này lại chỉ có thể nói, Thỉnh Long Nguyên Thái thượng hoàng thứ tội, xá muội niên thiếu vô tri, còn hy vọng Long Nguyên Thái thượng hoàng có thể khoan hồng độ lượng tha thứ xá muội vô tri. Mặt diễm hừ lạnh một tiếng, thu liễm trên người lệ khí, sau đó chậm rãi mở miệng nói, miễn lễ, ban ngồi đi. Tùy ly hạt mang theo mọi người chắp tay chắp tay thi lễ, tại Long Nguyên Hoàng thượng. Tùy ly hạt làm cho bọn họ người đem đưa cho Long Nguyên lễ vật đều nâng đi lên, hắn mang theo bọn họ người đi đến bọn họ vị trí ngồi xuống dưới. Ngay sau đó, Ngân Lan quốc người ý kiến. Quân dịch mang theo một cái thân tính liền đi đến, hắn vẽ mặt hiền hòa, vui mừng mà nhìn thoáng qua mặt diễm trong lòng ngực tiểu cảnh xâm sau, không lưng không lưng nói, tham kiến Long Nguyên Thái Thượng Hoàng, tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Mặt Diễm nói đánh giá khởi hắn cái này trên danh nghĩa đại cửu tử tới. Hắn cái này đại cửu tử diện mạo tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, tuy rằng so ra kém hắn, nhưng cũng xem như phiên phiên giai công tử, mặt Diễm xú thí mà nghĩ. Mà quân dịch lúc này làm người đem cấp tiểu cảnh sâm chuẩn bị tốt lễ vật trình đi lên, thái thượng hoàng, đây là cô cùng cô phụ hoàng mẫu hậu cấp long nguyên hoàng thượng chuẩn bị hạ lễ, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Những cái đó lễ vật tất cả đều là giá trị liên thành bảo bối, mỗi một kiện đều là hy thế trân phẩm, trong đó còn có một viên hiếm thấy huyết ngọc cây sang hô. Một bên tùy yến phi nhìn ngân lan quốc tặng thật nhiều lễ vật, trong lòng ghen ghét lên. Mặt diễm thu hồi tầm mắt, hướng. Về phía quân dịch cực cực đầu, có tâm. Quân dịch mỉm cười mà lắc lắc đầu, hẳn là. Ban ngồi. Chờ quân dịch ngồi vào hắn vị trí thượng thời điểm, mặt bắt người đi đến. Lúc này mặt bắt phái tới chính là bọn họ tướng quân đặt một người mang theo bọn họ ô lan công chúa.